chương 81 Thế nhưng, vậy thì đã sao? Trung lão thái gia thiên vị phượng hữu Anh họ giáp là cháu ngoại, mang họ lưu, tên là kiến điển Cha là một ông chủ xí nghiệp điện tử đang xuống dốc Năm đó khi cùng chung thị kết thân, lưu thị quả thật rất huy hoàng Chỉ là sau này quản lý yếu kém, thế là dần dần thua lỗ Hàng người không có năng lực này, tất nhiên không thể có được sự ưu ái của trung lão thái gia Cuối cùng, kết quả cuộc tranh cãi giữa lưu kiến điển và phượng hữu là đánh đến răng gãy máu đổ lưu kiến điển ngập tràn căm phẫn bấu lấy cái lý lẽ kẻ thù của kẻ thù là đồng minh của mình đi tìm trung định thái độ của trung định chẳng thân thiện gì thậm chí có thể nói là lạnh nhạt lưu kiến điển xu nịnh qua điện thoại cậu mới là người thừa kế danh chính môn thuận phượng hữu là cái thái gì chứ trung định cười khẽ tôi hiếm lạ gì đồ của kiều diên và cậu chẳng lẽ cậu cứ nhường không không thế sao chuyện của tôi không phiền anh phí tâm trung định lười tiếp tục tốn lời trực tiếp ngắt điện thoại Lưu Kiến Điển trước là sững sờ nhìn màn hình điện thoại, sau đó quăng đi, gã ta nghiến răng nghiến lợi cực kỳ dữ tận, mẹ nó, cái thứ phế vật bùn loãng không trách được tường, còn tưởng mình là đại gia chắc. Nói xong vẫn chưa thỏa, gã quét hết tất cả đồ đặt trên bàn xuống đất. Chung định cái người này, từ nhỏ đã không gần gũi với đám anh em họ hàng, luôn bày ra cái dáng vẻ xa cách khó gần, trong mà khiến người ta ngứa hết cả răng. Lưu Kiến Điển nhìn chồng chọc chiếc đèn bàn dưới đất, dẫm lên, để tao xem thử, mày làm sao đấu với Phượng Hữu gã dường như nhìn thấy cảnh chung định cùng đường mạc lộ, vì thế hơi chút cân bằng lại. Thế nhưng vừa nghĩ đến bản thân nợ nần chồng chất, thì lại cáu kỉnh cực độ. Gã chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đồng minh, nhưng lại chẳng dễ tìm. Trong số anh em cùng trang lứa, ngoại trừ chung định, những người khác đa phần đều về phe phượng hữu, bọn họ không muốn mạo hiểm. Lưu kiến điển đơn độc chiến đấu, thảm hại vô cùng. Trong tình trạng một kẻ xa cơ thất thế, gã đột nhiên nghĩ ra một chiêu mới, nếu như bản thân không cách gì đánh bại kẻ địch, thế thì cứ hóa thù thành bạn, mới là thượng sách thế là lưu kiến điển đến bên phượng hữu nịnh hót phượng hữu cực kỳ thân thiện cứ như hai người trước kia chưa từng có ân oán vậy lưu kiến điển ngoài mặt thì nói em phượng thật là đại nhân không tính toán với tiểu nhân nhưng trong lòng thì lại phừng phừng lửa hận phượng hữu cười híp hít mắt anh họ trước kia ngoại trừ ăn uống vui chơi chẳng có sở trường gì cả em còn tưởng anh là người cùng sở thích với anh chung định cơ đấy ai đứng về phe nó chứ lưu kiến điển cười khan một tiếng anh đây không phải làm trâu làm ngựa trả nợ cho cậu sao đừng nói chuyện xa cách thế chứ phượng hữu đứng dậy đi đến vỗ vỗ vai lưu kiến điển cái gì mà làm trâu làm ngựa chứ nghe ra giống như em lừa gạt tình cảm anh em vậy lưu kiến điển bị phượng hữu âm thầm ra sức vỗ một cái thế này suýt chút thì té ngã gã tiếp tục cười xoa là anh ăn nói vụng về phượng hữu kéo vai lưu kiến điển lại càng gần vậy anh họ tính trả nợ thế nào đây anh đã nghe ngóng rồi lưu kiến điển hơi ngửa ra sau ông ngoại cứ lần lửa không xử chung định chính là muốn vai lứa này của chúng ta tự mình ra tay thắng làm vua, thua làm giặc, đến lúc đó chung định xong rồi cũng không thể oán chúng ta được. Chúng ta. Phượng Hữu dừng một chút, từ này còn phải đợi định đoạt đấy. Chẳng lẽ cậu không muốn giành lấy phần cổ phiếu của chung định sao? Lưu Kiến Điển nhìn chồng chọc Phượng Hữu, cậu nghĩ đi, chuyện của công ty đều do cậu đảm nhiệm. Còn nó. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, quanh năm suốt tháng có được mấy ngày xuất hiện trong công ty đâu. Nó dựa vào cái gì? Anh họ, hợp tác phải nói đến thành ý, anh ở đây ba hoa chíp chòe, ai mà biết anh là thật tâm hay đóng kịch chứ phượng hữu cười như một chàng thanh niên phơi phới chỉ e rằng ngày nào đó gió vừa đổi anh lại đi đứng cùng một phe với anh chung định rồi đấy lưu kiến điển âm thầm cắn răng em phượng yên tâm anh sẽ đi biểu hiện thành ý đây ồ phượng hữu buông vai lưu kiến điển ra chung định hủy hôn không phải là vì một con đàn bà sao nói đến đây lưu kiến điển hạ thấp âm lượng xuống người ấy à một khi có nhược điểm thì dễ đối phó rồi thế à phượng hữu khẽ nhếch khóe miệng Vậy em rửa mắt mong chờ rồi. Phượng hữu tất nhiên có quan tâm đến tình hình của Trung Định. Nhìn ngoài mặt, Trung Định chẳng qua chỉ là bán đi mấy phần bất động sản, những mặt khác thì lại chẳng thấy có động tĩnh gì. Nghe ý tứ của trung lão thái gia thì tạm thời đừng đuổi cùng giết tận. Ông còn đang chờ Trung Định về nhận tội. Trung lão thái gia nhân từ như vậy, có lẽ phần lớn là do Trung mẫu đi cầu tình. Nghĩ nghĩ cũng phải, Kiều Diên đi rồi, nếu như Trung Định đi nữa, vậy thì Kiều thị ở trong trung gia sẽ hoàn toàn mất đi lực lượng của lứa hậu bối. Cũng bởi vì lời của Trung Lão Thái Gia, cho nên hơn hai tháng nay Phượng Hữu khá là an phận. Chỉ ngoại trừ thỉnh thoảng sau khi bị thẩm thung nhạn kích động, gã nhìn không được mới đi gây trở ngại cho Trung Định mà thôi. Nhưng mà, Trung Định mạng lớn, chơi thế nào cũng không ngõm được. Sau khi lưu kiến điển đi khỏi, Phượng Hữu thông thả bước đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống chúng sinh thành thị. Cái loại quan cảnh cao cao tại thượng này, thật tốt đẹp vô cùng. Trong suy nghĩ của Lưu Kiến Điển, đối phó với phụ nữ đơn giản hơn đối phó với đàn ông rất nhiều. Dùng lời nói khó nghe để giải thích, thì chính là gã đấu không lại chung định, nên chỉ có thể ra tay với người tình của hắn. Cho dù vài năm nay, bên ngoài đều truyền miệng rằng chung định sợ đau, không thích đánh nhau, nhưng Lưu Kiến Điển và chung định cùng ra lò từ một thầy huấn luyện. Dáng vẻ khi chung định nổi khùng, Lưu Kiến Điển vẫn còn như rõ ràng trước mắt. Nhưng mà, dựa theo quy luật khách quan, gã ta đã ăn uống thành cái cơ thể béo tốt thế này rồi, vậy thì chung định chắc cũng đã sớm bỏ phí sở học năm đó. Dù sao thì, có ai mà rảnh rỗi đi nhớ lại cái trò cận chiến đó chứ? Nghĩ như vậy, Lưu Kiến Điển liền có tâm lý gặp may. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên một tiếng. Sau khi trượt mở màn hình, hắn nhìn thấy một tấm hình. Nghe nói đây chính là người phụ nữ khiến cho Trung Định mê đắm đến điên đảo thần hồn. Vừa mới nghe, Lưu Kiến Điển rất hăng hái, cứ tưởng đó là một người đẹp chấn động ghê gớm lắm. Ai ngờ, chỉ ở mức thanh tú mà thôi. Lưu Kiến Điển cảm thấy, Trung Định đã bỏ phí một bộ da đẹp để rồi. Nếu như gã có được tướng mạo của Trung Định, thì chắc hẳn sẽ được ngồi hưởng mỹ nhân cả đời. Chỉ có tên đàn ông não bị uống nước Thì mới vì một đóa hoa dại mà buông bỏ hết cả một khu rừng rộng lớn thôi Lưu Kiến Điển nhìn tấm hình của hứa Huệ Chanh Tạc tạc lưỡi, đợi anh bắt được cưng rồi Anh cũng thử thử xem mùi vị của cưng thế nào Lưu Kiến Điển đi hỏi Phượng Hữu có tin tức gì liên quan đến hứa Huệ Chanh không Thí dụ như quy luật sinh hoạt của cô, có lúc nào đi một mình không Phượng Hữu ở bên kia đầu dây cười cười Mành mối gì tôi cũng cung cấp cho anh Vậy chi bằng tôi phái người của tôi đi làm Lưu Kiến Điển chỉ có một mình đi điều tra sau 10 ngày, gã đã tìm được thời cơ để ra tay. Xưa nay gã chỉ có ăn chơi gái gú cờ bạc, bởi thế nên quen được mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ. Gã thuê một tên to con, chuẩn bị đi bắt cóc hứa Huệ Chanh. Sự tình phát sinh rất đột ngột, mà kết thúc còn đột ngột hơn. Thậm chí, hứa Huệ Chanh còn hoàn toàn không phát hiện ra. Ngày hôm đó, buổi chiều hứa thất trúc có việc phải làm. Hứa Huệ Chanh ăn xong bữa cơm với cậu rồi trở về. Bình thường, nếu như Chung Định không rảnh, cô sẽ tự mình ngồi xe điện ngầm, Trung định từng kêu cô đi xe taxi, nhưng mà ở nơi làng đại học này cũng không dễ bắt xe. Hơn nữa, nếu ngộ nhỡ bị kẹt xe, thì đi taxi còn không nhanh bằng đi xe điện ngầm. Khu phụ cận của tiểu khu là khu người giàu, đến trạm cuối của xe điện ngầm thì cũng không còn cách bao xa nữa. Ra khỏi ga xe, còn một đoạn đường khoảng 10 phút nữa. Tên to con mai phục ở ngay chỗ này. Thế nhưng gã còn chưa kịp hành động, thì phía sau đã một chưởng chém xuống, đánh ngất gã lưu kiến điển ở phòng bên này đợi cả một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy tên to con báo cáo gì bèn chủ động gọi qua đó điện thoại túc túc mấy tiếng sau đó bắt máy đối phương không nói gì lưu kiến điển thăm dò alo một tiếng sau đó đột nhiên ý thực được gì đó liền nhanh chóng cúp máy gã bắt đầu tư mồ hôi lạnh đi tới đi lui trong phòng vòng hết một vòng lại một vòng đối phương không gọi điện thoại lại cứ lo lắng hốt hoảng như thế khoảng nửa tiếng đồng hồ lưu kiến điển liên lạc với phượng hữu chuyện gì Phượng Hữu tỏ vẻ không kiên nhẫn, phía bên gã lờ mờ có giai điệu hí khúc truyền đến. Lưu Kiến Điển cũng không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ Phượng Hữu từ lúc nào bắt đầu thích nghe hí kịch, gã sốt ruột nói, người anh sắp xếp có thể đã xảy ra chuyện rồi. Hơ! Phượng Hữu không hề ngạc nhiên, ánh mắt của gã vẫn hướng về phía người phụ nữ đang hát hí kịch. Giờ phải làm sao đây? Chuyện này có liên quan đến tôi sao? Phượng Hữu cười cười, ngay cả anh muốn làm gì tôi cũng chẳng biết. Lưu Kiến Điển thẳng thốt. Kế hoạch bắt cóc, lúc trước gã muốn thương lượng với phượng hữu, thế nhưng phượng hữu cứ thoái thác nói là không rảnh. lúc này gã mới hiểu ra bản thân đã bị đâm một nhát rồi. không thể nói như thế chứ, anh cũng là vì giúp cậu loại bỏ chung định mà. trước nay tôi chưa từng nói là muốn hãm hại anh chung định kia mà. phượng hữu nói chuyện rất vô tội, tôi phải đi học, tạm biệt. quả quyết, nhanh chóng cúp máy. mẹ nó. lưu kiến điển lại ném điện thoại, một đứa hai đứa đều là cái loại mặt chó tư lợi cho mình. giây phút này dường như gã đã quên mất câu nói này cũng là đang chửi chính bản thân mình một ngày hai ngày ba ngày sau một tuần viện kiểm sát tìm đến lưu kiến điển chuyện lưu kiến điển dính líu đến việc hối lộ khiến cho tâm tình của chung lão thái gia cực kỳ không vui đối phương rõ ràng là có chuẩn bị trước mới đến chứng cứ đầy đủ lưu kiến điển chỉ còn nước chuẩn bị thu một vố thật đâu tuy rằng gã là cháu ngoại thế nhưng vì quan hệ với mẹ gã mà gã cũng là chức vụ phó tổng nào đó trong chung thị vũng bùng này phía bị liên đới là trung thị chẳng thể nào tránh nổi vốn dĩ chuyện này đã chặn đứng được rồi nhưng chẳng mấy ngày sau không biết ai tiết lộ tin này lên mạng kết quả trung thị chịu ảnh hưởng cổ phiếu bắt đầu rớt giá phượng hữu bên trong bên ngoài bận tới tối tâm mặt mũi cả mấy ngày trời cũng không về trung gia sống ngầm giữa các thế lực trong trung gia càng thêm khác lạ một ngày trung lão thái gia căn dặn trung phụ và trung mẫu cùng đến dùng bữa tối trung phụ và trung mẫu đúng hẹn có mặt trong lúc dùng bữa, chung lão thái gia chợt cảm thán một câu, nếu như A Diên còn sống thì tốt rồi. Câu này vừa thốt ra, vẻ mặt của chung phụ và chung mẫu mỗi người một vẻ. Chung mẫu hơi mỉm cười, con nhớ lúc trước cũng có một chuyện như vậy, A Diên ra sức xoay chuyển tình thế, mới có để khiến cho công ty trở về quỹ đạo. Ba. Chung phụ ho khan một hồi, Phượng Hữu cũng sẽ không làm bà thất vọng đâu. Phượng Hữu ấy à, gây thù chuốc quán nhiều nơi. Chung lão thái gia đã nhìn thấu từ sớm, tình thế bây giờ khó bảo đảm không có ám hại phía sau thằng bé sẽ cẩn thận. Chung phụ cam kết thay con trai. Trong số những hậu bối này, chỉ có A Diên và Phượng Hữu là nổi bật, những đứa còn lại đều chẳng đáng nhắc tới. Nói xong, Chung lão thái gia chợt nhớ ra vẫn còn một đứa cháu khác, bèn hỏi Chung mẫu, tình hình bên phía Chung định thế nào rồi? Còn chưa tính quay về sao? Chung mẫu lắc lắc đầu. Nửa tháng trước, cuối cùng bà cũng nghĩ đến việc phải đi nói chuyện với Chung định, thế nhưng liên lạc không được. Điện thoại của hắn lúc nào cũng báo bận. Sau vài lần, bà không gọi nữa bà và Trung Định, trước nay luôn tồn tại chướng ngại giao tiếp. Lúc trước Kiều Diên còn sống thì vẫn đỡ, sau khi Kiều Diên mất rồi, bà càng không biết có thể nói gì với Trung Định. Trung Mẫu và Trung Định không thể nào thân thiết được. Khi hai đứa con song sinh này chào đời, bà cũng không ôm ấp tình cảm gì. Sau này ưu thế của Kiều Diên bộc lộ, thằng bé là một luồng sáng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc đó bà cảm thấy, bản thân mình đã sinh ra một đứa trẻ được yêu thích. Thế nhưng tình thương của người mẹ của bà lại không chia được cho Trung Định. Trung định quá bướng bỉnh, không nghe lời, trèo núi leo cây đều có phần của nó. Hơn nữa thằng bé lãnh đạm, cho dù là đối với trưởng bối chung gia, nó cũng luôn trưng ra bộ dáng như ai thiếu gì của nó vậy. Năm hai đứa trẻ 6 tuổi, bọn nhỏ lén trưởng bối đi thám hiểm, xảy ra tai nạn. Bởi vì đá lỡ trên núi rơi xuống, cổ của Kiều Diên bị kẹt trong khe núi. Trung định gắn hết sức để nhấc đá lên, nhưng tảng đá không hề động đậy. Kiều Diên cũng coi như là tốt số, tảng đá đó không va vào đầu cậu, cậu vẫn có thể duy trì vẻ lạc quan, anh, đi kêu người lớn đến đi. Trung Định nhìn nhìn tảng đá, biết dựa vào sức của mình thì nhất không nổi, A à, Diên, em đợi anh quay về. Anh sẽ về nhanh. Chỗ vách núi cách phòng quản lý ở lưng chừng núi một quãng đường. Chung Định chạy miết chạy miết, có một đoạn do lạc mất phương hướng, phải vòng cả một vòng lớn. Cậu đã thở không ra hơi từ nãy giờ, nhưng cậu biết rõ, mình không thể dừng lại được. Sau khi đến phòng quản lý, Trung Định dùng dăm ba câu miêu tả lại tình cảnh của Kiều Diên. Đường núi phức tạp vòng vèo, cậu không thể nào nói rõ vị trí cụ thể của Kiều Diên được, nên liền dẫn mấy nhân viên quản lý đi lên núi lại. Khi đến nơi đó, lại thấy đầu của Kiều Diên gục xuống. Trung định nín cả thở, khẽ kêu lên một tiếng, A à, Diên. Đúng 10 giây sau, ngón tay của Kiều Diên giật một cái, cậu chậm chậm nâng mắt lên, nụ cười yếu ớt, anh, anh trở về rồi. Khoảnh khắc đó, Trung Định cảm thấy mình lại có thể hít thở trở lại. Tai nạn lần này khiến cho Kiều Diên sốt cao. Bệnh tình cứ trở qua trở lại nhiều lần, phải nằm nghỉ hết nửa tháng trời. Trong thời gian Kiều Diên bị bệnh, những lời trách cứ của trung mẫu dành cho trung định nhiều vô số kể. Tảng đá đó sao không đập lên đầu mày đi chứ? Có phải là mày đố kỵ với A Diên? Cho nên cố ý hại thằng bé. Tuổi còn nhỏ không học điều tốt, đi thám hiểm gì chứ? A Diên có thể trèo cây giỏi hơn mày sao? A Diên mà có chuyện gì, không tha cho mày đâu. Trung định càng ngày càng lạnh lùng. Lúc mới bắt đầu, những lời mắng chửi của trung mẫu còn có thể khiến cho hắn tuổi thân, sau này thì mặt hắn không còn biểu hiện gì nữa chỉ có những lúc thăm em trai đang nằm trên giường bệnh chung định mới để lộ ra chút thần sắc trải qua cơn bệnh này thân thể của kiều diên không được khỏe mạnh như chung định nữa hơn nữa còn dễ bị đau đầu bác sĩ nói rằng vì lúc bị kẹt cổ nước trong khe núi cứng nhỏ giọt lên đầu của cậu bởi vì chuyện này chung định hối hận đến mức xin lỗi liên tục kiều diên luôn chỉ cười đáp rằng không sao đâu chung mẫu rất để tâm đến tình hình sức khỏe của kiều diên những lúc bác sĩ gia đình đến bà luôn dắt kiều diên đi đến phòng khám Trung định mỗi lần đều nhìn mẹ và em trai mình như thế Tay mẹ dắt tay con Chậm chậm rời khỏi Hắn rất khỏe mạnh Trừ những lúc va chạm khi đi khắp nơi dở trò ngang ngược Những lúc khác đều chẳng bệnh đau gì Thế nên hắn không cần phải đi khám bệnh Lúc Kiều Diên 9 tuổi Cơn đau đầu đột nhiên trầm trọng hơn Trong lúc tức giận Trung mẫu nhớ ra kẻ đầu sỏ tội ác là Trung định Thế là bà tác hắn hai bạc tay thật mạnh Trung định đứng im tại chỗ Ổn định thân thể Hắn cúi đầu dùng ngón cái quệt đi vết máu nơi khóe miệng. Khi ngẩng đầu lên lại, vẫn là khuôn mặt lãnh đạm. Chung Mẫu nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, càng thêm tức giận mà không chỗ phát tiết. Kiều Diên đã từng ở trước mặt Chung Mẫu, nói rất nhiều chuyện tốt về chung định cho bà nghe, nhưng đều không thể nào hóa giải sự ngăn cách giữa hai người. Chung Mẫu dường như đã gạt chung định ra ngoài phạm vi thù địch. Sau này, chung gia sửa chữa phòng ốc, có một vị đại sư đến xem phong thủy. Nghe chung lão thái gia nói, vị đại sư này tinh thông tử vi mệnh số. Chung Mẫu cười cười giới thiệu đứa con nhỏ ưu tú của bà với đại sư sau đó đại sư phán rằng kiều diên phúc bạc chung mẫu ngay lập tức giận dữ to tiếng sau này sự việc này lấy lời xin lỗi của đại sư mà kết thúc thế nhưng chung mẫu lại để tâm bà càng thêm hết mực thương yêu kiều diên ngày tháng cứ thế trôi đi bệnh tình của kiều diên không thấy chuyển tốt chung lão thái gia bèn đề nghị đưa kiều diên ra nước ngoài chữa trị chung mẫu do dự nhiều lần cuối cùng gật đầu bà vốn nghĩ rằng lần trị bệnh này chẳng qua chỉ vài tháng một năm ai ngờ kiều diên một đi liền đi mấy năm trời cậu lại không phải vì vấn đề bệnh tình mà ở lại, mà là do cậu nhận một học giả mỹ thuật đức cao vọng trọng làm thầy, cậu tính đợi khi thành tài rồi sẽ về nước. Cậu thường xuyên gọi điện về cho Trung Định, hỏi thăm tình hình. Trung Định đều nói, anh rất tốt. Thật ra hắn cứ liều lĩnh kích thích thế nào thì cứ làm thế nấy. Nhưng mặc kệ hắn có lăn lộn thế nào, vẫn cứ khỏe mạnh cứng cách. Năm Trung Định 14 tuổi, xảy ra chuyện với một nữ giáo viên. Công ty của Trung Thị vì vụ tai tiếng này mà bị chèn ép. Dư luận âm ý, Trung mẫu thật sự xem hắn như cái đinh trong mắt, nhìn thấy hắn đều phải mỉa mai một câu, đồ sao chổi. Trung định nghe xong chỉ cười, vẻ mặt coi như không có gì. Sau khi bị chèn ép, Trung thị sa suốt một hai năm trời. Bởi vì chuyện này, Kiều Diên về nước trước hạn. Lúc ở nước ngoài, cậu ở nhà của cô cả. Dượng cả là một thương nhân, lúc trỗi rảnh thường hay nói chuyện buôn bán làm ăn. Kiều Diên được lợi rất nhiều. Sau đó, cậu quả nhiên tỏ ra là một bộ óc kinh doanh xuất sắc. Trung thị vực dậy mạnh mẽ, thậm chí càng huy hoàng hơn xưa chung mẫu thật sự như mở cờ trong bụng, ngay cả chung lão thái gia cũng không tiếc lời khen ngợi. chung định thì vẫn tầm thường, không chí tiến thủ. kiều diên bởi vì tài hoa bộc lộ quá mức, dẫn đến những oán ghét của các phái khác trong chung thị. tính cánh của cậu lại ôn hòa, không thích dính vào mấy thứ minh tranh ám đấu, có thể tránh thì cứ tránh. thế nhưng, có lúc nhượng bộ sẽ khiến đối thủ từng bước lớn tới. chung định chính là ra tay vào lúc này. hắn vào đại học không bao lâu thì thôi học, sau đó tìm đến việc Tài và hay Akariho. Hayakariho đúng là trời sinh đã thích hợp làm con bướm bay lượn trong bóng tối. Cô là bạn quốc tế trên mạng của Việt Tài, hai người quen biết qua một diễn đàn hacker. Cả hai nói chuyện trên mạng rất nhiều năm, nhưng vẫn lần lửa chưa gặp mặt. Hayakariho từng giữ chức vụ quan trọng trong một bang phái ở Nhật Bản, thân thủ rất cao, năng lực quản lý lại giỏi. Sau này tổ chức cũ vì vài bất đồng nên giải tán, cô không thích vào tổ chức mới, nên suốt ngày lên mạng. Ngày nào đó lên mạng đến ngấy rồi, cô nhanh chóng thu dọn hành lý, mua vé máy bay đến Trung Quốc. Sau đó cô mất tròn hai năm trời để trở thành người bạn giới tính nữ của hắn. Trung định, Việt Tài và Hay tổ hợp thành mối quan hệ kiền ba chân, âm thầm giúp Kiều Diên đạp bằng mọi trong gai. Sau này Kiều Diên ra đi rồi. Trung định cũng lười biến. Việt Tài mở một tiệm mô hình, Hay mở một quán cà phê. Ngày tháng dần trở nên bình thản nhạt nhẽo. Mà nay, đại thiếu gia duy nhất của Trung gia là Trung định, dự tính vứt bỏ cái danh hiệu này. Thế nên, quán cà phê tạm thời dừng việc kinh doanh. Còn về tiệm mô hình, vốn tình hình buôn bán cũng ế ẩm, cho nên đóng hay không đóng cửa cũng chẳng sao. Trung định căn bản không mặc đồ Tây. Trước mặt hứa Huệ Chanh, chỉ có hôm trở về từ buổi tiệc đến hôm hắn mới đóng bộ như thế. Cho nên hôm nay, sau khi cô nấu xong bữa sáng, thấy hắn xuất hiện với đồ Tây dày da, cô hoàn toàn sững sờ. Bộ âu phục cắt may rất vừa, còn hắn thì cao ráo khôi ngô. Có đẹp trai không? Trung định cong mắt cười. Cô cười theo, ra sức gật đầu, đẹp lắm đẹp lắm. Mắt hắn càng thêm công, đến thắt cà vạt cho anh. Cô thẳng thắn nói, em không biết. Cô chưa từng thắt cà vạt qua cho ai, làm sao mà biết món này. Lời trả lời của cô, nằm trong dự liệu của hắn. Hắn ngoắt ngoắt ngón tay về phía cô, đến đây học. Đợi chút. Hứa Huệ Chanh cởi tạp về ra, sau đó vào nhà bếp rửa sạch tay, rồi chạy ra lao đến trước mặt Trung Định. Trung Định chậm chậm thắt cà vạt lên, sau đó cởi ra rất nhanh, học được chưa? Chưa, anh chậm chút. Hắn lại lặp lại động tác kia một lần, rồi lại cởi ra. Hứa Huệ Chanh gật đầu, vươn tay ra làm theo. Cái nút cô thắt méo méo mó mó, kéo một cái, vẫn không sao ngay lại được. Làm lại. Cô liếc nhìn sắc mặt của hắn, chậm chậm cởi ra, rồi thắt lại cho hắn. Lần này quả là không còn méo nữa. Làm lại. Trung định tỏ rõ ra hôm nay cô không thắt ngay ngắn cho hắn thì khỏi cần nghĩ. Được thôi. Tuy rằng không méo, nhưng hình như thắt quá chặt rồi. Cứ làm đi làm lại mấy lần thế này, hứa Huệ Chanh chột dạ nhìn chiếc cà vạt đã nhăn nhúng. Trung Định vỗ vỗ mặt cô, đi chọn lại cái khác cho anh. Hứa Huệ Chanh chỉ có thể lên lầu tìm. Cô không biết phối đồ, bèn chọn một chiếc có màu tương tự như chiếc cô đã làm nhăn. Trung Định không chỉ mũi nhọn vào khiếu thẩm mỹ của cô mà ra ý kiến. Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt chăm chú thắt cà vạt của cô, trong lòng khẽ động. Dáng vẻ của cô thế này, thật giống một cô vợ tốt hiền lương thuộc đức. Đợi khi cô thắt xong, Trung Định kìm lòng không đặng nghiêng người hôn lên môi cô hắn giữ chặt lấy eo của cô, hôn thật nóng bỏng, một đường thuận theo cần cổ của cô chạy xuống, âm ỉ mối ngại sẽ lau súng cướp cò. Hứa Huệ Chanh đỡ lấy vai của hắn, nhớ đến thành quả mới nảy của mình, cô khẽ thở ra, nói, nếu như anh cởi cà vạt ra thì em không thắt cho anh nữa đâu. Chung Định nghe thế, cười khang khang, anh có thể chỉ cởi bên dưới. Khóe mắt của cô đột nhiên lướt đến đến mảnh kính ở chiếc tủ phía trước, bên trong là hình ảnh phản chiếu của Thiêm Tài. Cô hoảng lên, Thiêm Tài ở đây kìa. Nó không nhìn thấy. Hắn tiếp tục gặm cắn thiên tài giống như nghe hiểu câu nói này đột nhiên sủi lên một tiếng hứa huệ chanh vội vàng đẩy trung định ra sau đó kéo kéo cổ áo của mình trung định liếc thiên tài một cái đổi hoàn cảnh rồi nên học thế nào mà nhìn sắc mặt người ta chứ thiên tài gâu gâu hai tiếng nói ra thì chúng ta vào đây ở chưa bao lâu căn đại biệt thự kia của trung định quyền tài sản không thuộc về hắn mấy ngày trước trợ lý của trung lão thái gia gọi điện đến truyền đạt mệnh lệnh của trung lão thái gia tóm lại là trục xuất thiên tài trung định nghe xong nội dung không nói tiếng nào liền cúp máy. Hắn lập tức ra khỏi nhà đi đón thiêm tài. Tối ngày hôm đó, hắn dắt hứa Huệ Chanh và thiêm tài ra ngoài tản bộ. Nói Mỹ Miều là một nhà ba người. Hứa Huệ Chanh lộ vẻ rất hân hoan. Bất luận người thứ ba là ai, tóm lại người thứ nhất thứ hai là hắn và cô. Thiêm tài rất ngoan. Vì sự xuất hiện của nó, căn nhà vốn có của đôi vợ chồng song liền trở nên náo nhiệt. Nhưng mà, Trung Định cũng ý thức được, có vài chuyện, không thể lúc nào nơi nào cũng có thể làm được. Ví dụ như, cuộc xâm lược bây giờ của hắn đã bị ép phải dừng lại hắn bóp bóp eo của hứa huệ chanh đợi tối anh về sẽ tiếp tục cô kiên trì muốn giảm cân bởi thế hắn thiết kế cho cô kế hoạch vận động bây giờ sợ thế này không còn phì nộn như ngày trước nữa cảm giác từ bàn tay mang đến cực tốt vụ án hối lộ sôi sùng sục cha mẹ của lưu kiến điển đến cầu tình muốn bảo vệ con trai chung lão thái gia trực tiếp ném cho bọn họ một câu không cho vào nhà bởi vì chuyện này tâm tình của chung lão thái gia rất kém ông ra tối hậu thư cho Trung Định. Còn đại hội cổ đông, chính là biểu hiện cho lòng kiên nhẫn của ông đã đạt đến cực điểm. Quanh năm suốt tháng, tỷ lệ Trung Định xuất hiện ở công ty là cực kỳ nhỏ. Ngoại trừ cấp cao trong công ty, những người khác đều không nhận ra hắn. Bảo vệ cảm thấy Trung Định lạ mặt, bước ra dò hỏi. Trung Định cười nhẹ, tôi lên trên thu dọn rác rưởi. Lời này vừa thốt ra, bảo vệ coi hắn như đến để gây rối, trên lầu của chúng tôi rất sạch, không có rác rưởi. Ồ, anh mời xuất trình thẻ ra vào. Trung định móc thẻ bạch kim của Trung thị ra. Bảo vệ vừa nhìn thấy, lập tức yểu xìu, liên tục cúi đầu nhận lỗi. Làm trọn chức trách, có thể tha thứ. Trung định nói xong thì tự mình đi về phía thang máy. Hắn ra khỏi nhà trễ, bây giờ đã không còn là giờ cao điểm đi làm nữa, sảnh đợi thang máy loe hoe vài người. Vào lúc hắn nhìn thấy bóng dáng nào đó ở phía trước, sắc mặt hơi lạnh đi. Trần Thư Cần đang cúi đầu xem điện thoại. Trung định không chào hỏi cô. Thang máy mở ra. Hắn bước vào, Lúc này Trần Thư Cần mới vội ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy hắn, một tia kinh ngạc lướt qua, sau đó lại trở về bình tĩnh. Cô bước vào. Tháng máy đóng lại. Sau vài giây im lặng, Trần Thư Cần chủ động lên tiếng, sao hôm nay đến đây vậy? Hợp. Trung định trả lời rất ngắn gọn. Cô đã quen với thái độ của hắn, nên cũng không tính toán gì, nghe nói ông nội rất giận. Biết. Cô nhìn đèn hiển thị chuyển từng tầng từng tầng, hỏi mà không chắc chắn, anh thật sự muốn rời khỏi nhà sao? không phải tôi đã rời khỏi sớm rồi à? Anh hiểu ý của tôi mà. Trần Thư Cần. Khóe miệng chung định nhếch lên, thứ mà ai Diên coi trọng, không có nghĩa là tôi sẽ yêu thích. Cũng phải, anh và anh ấy không giống nhau. Câu này giọng của Trần Thư Cần xuống thấp, ngừng lại hai giây, cô hơi mỉm cười, tôi gặp bạn gái của anh rồi, trông rất tốt. Ừm. Tiểu sơn trà của hắn, tốt đẹp có một không hai. Sợi dây chuyền đó cô ấy có mua được không? Dây chuyền gì? Cuối cùng Trung Định cũng nhìn thẳng về phía Trần Thư Cần. Hôm đó tôi thấy cô ấy ở sách làng cầu đấu giá. Cô quay đầu lại nhìn hắn, nói, xem ra là không giành được rồi. Trung định thật sự không biết chuyện này. Chuyện hứa Huệ tranh đấu giá không thành, tất nhiên cô cũng không nhắc với hắn. Nhưng mà lúc này, hắn đoán sợi dây chuyền chắc là để phối với cái mặt dây chuyền kia. Đèn tầng sáng lên. Tôi tới rồi. Trần Thư Cần nói rồi bước ra ngoài. Ừ. Trung định. Trần Thư Cần đột nhiên ấn nút mở cửa, nhưng không quay đầu lại. Cho dù có rời khỏi, Thỉnh thoảng cũng nên đi thăm cô cả đi. Đưa bạn gái anh theo, cô cả sẽ vui lắm. Ừm. Chung Định quả thật đã một thời gian rồi không đến thăm cô cả. Năm 15 tuổi, sau khi Kiều Diên về nước không bao lâu thì cô cả cũng trở về. Nghe nói là do hôn nhân có vấn đề. Bởi vì ở nước ngoài Kiều Diên và cô cả luôn ở chung sớm chiều, đương nhiên quan hệ với bà cũng rất thân. Cậu thường đưa Chung Định đến thăm bà. Trong chung gia, người ta sẽ gọi Kiều Diên là Ta Diên, còn lúc gọi Chung Định thì gọi cả họ lẫn tên chỉ có cô cả mới thân thiết gọi một tiếng tiểu định bởi vì cách gọi này chung định ở trước mặt bà bớt phóng túng đi rất nhiều trong lòng của hắn cô cả là một trong số những người thân ít ỏi của hắn tuần trước trần thư cần đã nghe nói chung lão thái gia thật sự rất giận chung định hôm nay đến đây hoặc đây chính là một cái bẫy nói là đến hợp thế nhưng khi cửa vừa đóng lại người bên ngoài làm sao biết được chiến trận bên trong thế nào chung định một mình đơn độc không biết có thể đối phó không Trần Thư cần nhìn một đống báo cáo, đầu óc hoàn toàn không tập trung vào công việc. Cô suy nghĩ một chút, số tài sản của Kiều Diên và Trung Định gặp lại, không phải ai cũng có thể nuốt xuống được. Trong giai đoạn hiện thời mà nói, chắc hẳn chỉ có Phượng Hữu có đủ năng lực thâu tóm. Nhưng Trung Mẫu nhất định sẽ không để Phượng Hữu được như ý. Mà Trung Lão Thái Gia cũng không muốn Phượng Hữu độc chiếm Trung Thị. Cục diện mà ông thích nhìn thấy, chắc hẳn là cảnh mọi người kiềm chế lẫn nhau. Lời của tác giả, sao có cảm giác chuyện này như nói hoài không hết vậy? Trung Định cũng không đi đến phòng họp. Trợ lý của Trung Lão Thái Gia giữa đường chặn hắn lại, Trung Thiếu Gia, cuộc họp tạm thời thay đổi. Bây giờ còn sớm, Ngài Chủ tịch muốn nói chuyện riêng với anh. Trung Định túng cà vạt lên, nới ra chút, chỉ là nói chuyện. Thái độ của trợ lý kính cẩn lễ độ, Ngài Chủ tịch căng dặn như vậy. Cũng được. Trung Định nhếch miệng cười, họp hành quả thật lãng phí thời gian. Trung Thiếu Gia, mời đi bên này. Trợ lý hoàn thành đầy đủ mọi lễ nghi, giống như thật sự rất tôn trọng Trung Định vậy. Trung định cũng rất tự nhiên đi theo trợ lý lên phía trước chung lão thái gia đã không đến tập đoàn làm việc từ lâu rồi nhưng văn phòng làm việc của ông vẫn để đó sắc điệu đỏ sậm và nâu thẳm hiện ra vẻ khí thế và nghiêm trang lúc này ông đang ngồi trên ghế lắc cạnh cửa sổ nhìn ra sắc trời xám cho bên ngoài chất lượng không khí của thành phố này càng ngày càng tệ đã một thời gian rồi không nhìn thấy sắc trời xanh thẳm trong vắt trợ lý gõ cửa hai cái không nặng không nhẹ Trung lão thái gia thu hồi ánh mắt vào đi sau khi trợ lý mời Trung Định đi vào, bèn lui ra, đóng cửa lại. Tiếng cửa qua đi, căn phòng im lặng. Hai ông cháu đều không nói gì. Trung Định tự nhiên đi đến chiếc sofa gần nhất, ngồi xuống, nửa dựa người, rất nhàn nhã biến nhát. Trung lão thái gia sầm mắt nhìn sang. Hình như ông vẫn chưa từng nhìn tỉ mỉ đứa cháu lớn này. Trong ấn tượng của ông, mặt mũi của Trung Định rất mơ hồ, chẳng qua chỉ là giống y chang Kiều Diên mà thôi. Thế nhưng bây giờ nhìn kỹ thế này, Trung lão thái gia phát hiện, hai anh em này vẫn có vài chỗ khác biệt không chỉ là thần thái, mà ngay cả đường viền, Trung Định cũng cường tráng hơn Kiều Diên. Đại khái hai phút đồng hồ trôi qua, Trung Lão Thái Gia đánh vỡ sự im lặng này trước tiên, cháu hiếm khi ăn mặc thế này. Chiếc ghế lắc lay động, thân hình của ông cũng lắc lư theo nó. Trung Định lấy ra một hộp thuốc mới toanh, vừa xé bao thuốc vừa nói, đây không phải là đến gặp các thành viên hội đồng quản trị sao. Nghe nói như thế, giọng điệu của Trung Lão Thái Gia trầm xuống, đáng tiếc, hôm nay chắc không thể gặp được rồi. Âm cuối láng máng có cảm giác như nghiến răng nghiến lợi. Thế à, thật đáng tiếc. Đúng thế. Thật đáng tiếc. Chung lão thái gia đột nhiên lắc một cái, chiếc ghế lắc lay động dữ dội, tay trái của ông nắm lấy tay dựa, bởi vì dùng lực, gân xanh cũng nổi hết lên, ta thật sự đã đánh giá thấp cháu. Chung lão thái gia đã biết từ sớm, vụ án của Lưu Kiến Điển là do trung định truyền ra ngoài. Vốn dĩ chuyện này thuộc về Lưu Kiến Điển tự mình làm việc không sạch sẽ, không trách được ai, thế nhưng liên lụy đến toàn công ty, Chung lão thái gia thật sự không thể nhìn được nữa vứt bỏ một đứa cháu đối với chung lão thái gia mà nói không đáng để đau lòng cho nên ông ta lựa chọn từ bỏ chung định đại hội cổ đông hôm nay thuần túy là kêu chung định đến để làm thủ tục văn bản các loại luật sư cũng đã chuẩn bị xong rồi đợi khi chung định ký tên thì hắn và chung gia sẽ hoàn toàn sạch sẽ quan hệ tương lai chung định sống hay là chết chung lão thái gia cũng sẽ không liếc mắt đến thế nhưng đến sáng ngày hôm nay chung lão thái gia mới biết được có vài lão thành viên quản trị đột nhiên đứng về phía chung định thậm chí bọn họ còn vắng mặt tập thể trong buổi họp này. Ông nội, ông đã từng này tuổi rồi, đừng quá kích động. Trung định ngậm điếu thuốc, nắp chiếc bật lửa của hắn vừa mở, một ngọn lửa lam nhạt phục lên, phòng này chỉ có ông và cháu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cháu khó tránh liên quan. Trung định, Trung lão thái gia hồi phục lại tâm tình, nhả ra từng chữ từng chữ, rất từ tốn, hôm nay cháu vào nơi này, chưa chắc có thể ra được. Cháu đương nhiên ra được. Chung định không vội chăm thuốc, hắn kẹp điếu thuốc trên tay, đùa nghịch với chiếc bật lửa, hắn nghĩ ra gì đó, cười cười, giọng điều trở nên dịu dàng, cháu còn phải tranh thủ về nhà ăn cơm trưa nữa. Nét mặt của Trung lão thái gia ẩn chứa cơn giận, kỳ thật ta đối đãi với cháu không tệ bạc. Có thể thấy khoảng cách giữa hai thế hệ của chúng ta rất nghiêm trọng. Trung định tiếp tục cười. Ta nghĩ những năm này của cháu, không cần lo lắng cái ăn cái mặt, cháu chắc chắn muốn vì một con điếm mà từ bỏ cuộc sống thế này. Đây thật sự là cách nghĩ của Trung lão thái gia. Biết bao người vì ngày ba bữa cơm, đêm một chốn nghỉ mà cực khổ cả đời, ông đã cho Trung định một cuộc sống xa xỉ, đây đã là hậu đãi rồi. Không khí chính vì câu nói này mà đột nhiên thay đổi. Trung định vốn vẫn lười nhác dựa vào ghế sofa, nhưng bởi vì hai từ nào đó trong câu nói trên, nụ cười của hắn chớp mắt đã tan mất. Hắn đứng dậy, bước từng bước về phía Chung lão thái gia. Bước chân rất nhẹ, cũng rất vững vàng. Chung lão thái gia nhìn hắn tiến đến gần, nhíu mày nói, "Cháu muốn." Lời còn chưa hết, Trung định đã một cước đạp lên phần đầu của ghế lắc bởi vì sức lực của hắn mà chiếc ghế ngửa ra sau với góc độ lớn nhất chung lão thái gia đột nhiên nằm thẳng ho khù khù mấy hơi Trung định ở trên cao nhìn xuống chung lão thái gia ánh mặt vô cùng khinh miệt lời thô tục đừng có phun bậy bạ cẩn thận mất lưỡi phản rồi chung lão thái gia lại bắt đầu ho không biết là vì tức giận hay bởi vì tư thế ngửa ra sau khiến cho cổ họng khó chịu Trung định lại cười đôi mắt bị một tầng sương đen dày tối tâm phủ lên cho dù là phản thì ông có thể làm gì hỗn láo sau khi nhượng khí Âm thanh của Trung lão thái gia vang lên, ta là ông nội của anh. Trong cái nhà này, giết cha giết anh cũng chẳng phải chuyện gì hiếm gặp. Ông tưởng vai vế của ông cao thì có thể được lợi à? Đừng có đề cao mình quá chứ. Nụ cười của Trung định càng thêm sâu, ông nội, ông ở nơi này của tôi, ông chẳng có địa vị gì đâu. Trung lão thái gia thở hổn hển. Trung định ở trước mặt và con người mà ông ta từng biết, thật cách biệt trời bể. Trung định trước kia ở Trung gia chính là lãnh đạm hờ hững, không nói chuyện, không phản bác chung mẫu có khi của mắng hắn, hắn vẫn cứ cười. Xem ra chính là điển hình của cái loại bùng loãng không trét được tường. Nhưng vào giây phút này, Trung Định vẫn đang cười đó, nhưng lại có một khí thế ác liệt. Nhìn nụ cười quỷ dị của Trung Định, không biết thế nào, tâm trạng vốn đang tức giận của Trung lão thái gia đã trở nên dân trào. Ông nheo mắt lại, ta nghĩ, những năm này có phải là ta đã bỏ lỡ mất thứ gì rồi không? Lực lượng thế hệ hậu bối này của Trung gia, chỉ có Phượng Hữu và Kiều Diên là đặc biệt xuất chúng. Thế nhưng, Trung Định thật sự thì sao? Trung định cười khẽ, muốn biết đáp án không? Rất mong chờ. Ông nôn nóng muốn xé bỏ lớp mặt nạ của Trung định ra, để nhìn sâu vào bên trong, xem vẫn còn đang ẩn giấu bộ dáng tàn độc khác máu thế nào. Ông chờ mong con mèo bệnh nhiều năm này, có thể lóe lên bộ móng vuốt hung hãn sắc nhọn. Chuyện đó thì nhiều, nhiều lắm. Trung định công mắt lên, giống y hệt như Kiều Diên khi xưa vậy, chi bằng bắt đầu từ Phượng Hữu đi, thế nào? Buổi sáng khi nhận được thông báo cuộc họp đến cận giờ bị hủy bỏ, Phượng Hữu lại chẳng quá bất ngờ tối qua, có một thành viên hội đồng quản trị giáp đã đánh tiếng trước với gã. Trên trên dưới dưới chung gia, hoặc là cấu kết với nhau, hoặc là đấu đá đến người chết ta sống, nội tình cực nhiều. Nếu thật sự muốn đào bới những dây mơ rễ má lợi ích bên trong, thì đám thành viên hội đồng quản trị này, ai cũng chạy không thoát. Có mấy khoản tiền cực lớn, thậm chí chung lão thái gia cũng chẳng hay biết gì. Nhưng chung định lại biết rất rõ ràng. Bởi thế giáp đã rút lui. Hơn nữa, phượng hữu hãm hại chung định lâu như vậy, cũng chưa thấy chung định xảy ra chuyện gì. Giáp càng không dám đặt hy vọng lên người Phượng Hữu. Giáp không nói rõ chân tướng này cho Phượng Hữu biết, ông ta lấy cái lý do không khỏe, cúp điện thoại. Phượng Hữu ít nhiều cũng đoán ra được gì đó. Cho nên khi trợ lý qua mời gã qua gặp Trung Lão Thái Gia, gã đã chuẩn bị tâm lý. Lúc gã bước vào, Trung Lão Thái Gia và Trung Định đang đánh cờ. Không khí dường như khá thuận hòa. Phượng Hữu tưởng rằng Trung Lão Thái Gia cho gọi gã vào là muốn nhắm vào những hành động sau lưng của gã, hỏi tội. Nhưng mà, hoàn toàn không có. Trung lão thái gia chỉ quan tâm hỏi han vài câu, rất hiền từ. Phượng Hữu lễ phép đáp lại, sau đó xoay qua chào hỏi Trung Định. Trung Định nhếch miệng lên cười, không đáp trả. Ba ông cháu trong phòng đều là miệng thân thất còn dạ thì ớt ngâm. Thế nhưng ngôn từ lại sống yên biển lặng. Gần đến giờ trưa, Trung Định lấy lý do về nhà ăn cơm để rời khỏi. Thế là, trong phòng chỉ còn lại Trung lão thái gia và Phượng Hữu. Cuộc đối thoại của hai người sau đó, người ngoài không hề hay biết mọi người chỉ biết được sang ngày thứ hai chung lão thái gia tuyên bố đuổi chung định ra khỏi chung gia và trong một tháng sau đó thực quyền của phượng hữu bị suy yếu hơn phân nửa không chỉ dừng tại đó trong một buổi tối khi đi tầm lạc phượng hữu không cẩn thận bị đâm bị thương kết quả là bị hủy dung gương mặt trẻ con của phượng hữu trước kia gã cười rất vô hại dùng gương mặt trẻ trung này để lừa gạt rất nhiều người mà nay mặt bên trái của gã đã thêm hai vết dao sâu hoắm theo đó ánh mắt cũng thay đổi bất ngờ rằng cổ phần mà kiều diên để lại Trung lão Thái gia đồng ý chuyển nhượng cho Trần Thư Cần. Còn phần mà Trung Định vốn có thì vẫn thuộc về hắn. Mọi người rất ngạc nhiên với sự sắp đặt của Trung lão Thái gia. Thật ra thì Trung lão Thái gia không phải là chiếu cố gì đến Trung Định, ông ta chỉ cần một người có thể đối kháng lại Phượng Hữu. Như thế, ông ta mới có thể đảm bảo được trong những năm còn sống, quyền lực của mình sẽ không bị lung lay. Thời tiết tháng 6 nóng dần lên. Khóa học của Hứa Huệ tranh dừng một thời gian, sau đó thì vào một kỳ thi nhỏ. Buổi tối, lúc cô cúi đầu ôn bài, Chung Định liên tiếp đến quấy rầy cô, khiến cô không thể nào tĩnh tâm được. Chung Tiên Sinh, anh đi chơi với Thiêm Tài đi. Không đi. Tóc của cô đã dài ra khá nhiều. Chung Định thích chất tóc của cô, cho nên thỉnh thoảng ngón tay lại xuyên qua lại giữa mái tóc này. Hứa Huệ Chanh hơi trở nên nghiêm túc, ngày mai em phải thi. Biết. Cho nên nói, đây là một cô ngốc. Gia sư là hắn mời đến, cô thi được bao nhiêu điểm, không phải là hắn nói thế nào thì thế ấy sao. Cô càng nghiêm túc, em phải ôn tập em ôn của em đi. Trung định nhàn nhạt nói như thế, sau đó nhéo nhéo mặt cô mấy cái. Đại khái là những cô gái tứ xuyên có sắc đẹp trời sinh, da dẻ của cô khỏe vô cùng, ngày trước đắp cả tấn đồ trang điểm kém chất lượng lên mặt, thế mà chẳng để lại hư tổn gì. Hứa Huệ Chanh quyết định không nói chuyện với hắn nữa, chỉ cúi đầu xem bài vở. Nói ra thì, tuy rằng cô học một đống thứ, nhưng cô vẫn không biết mình có thể tìm được công việc thế nào. Tháng trước, Trung Định hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình. Sau đó, hắn không còn bận rộn như trước nữa nghe nói sách lan câu lập ra một công ty thương hiệu còn trung định thì đến đó làm việc tuy rằng trung định nói hắn cũng không có trình độ thế nhưng cô nhìn là biết những thứ hắn biết nhiều hơn cô rất nhiều cho nên cô muốn đuổi theo bước chân của hắn để khoảng cách giữa cả hai được gần lại một chút hơn nữa một khi cô có công việc chính thức rồi thì cha cô liền có thể nghỉ hưu nghĩ như thế cô càng cố gắng học hành thành tích thi cử của cô rất tốt khiến cho cô có chút nghi ngờ tính chân thật cuối cùng dựa vào điểm số đó trung định giới thiệu cho cô một công việc là một nhân viên tư liệu ngay tại nơi hắn làm việc sau khi hứa huệ chanh biết được tin tức này ngay tối ngày hôm đó cô lập tức gọi điện thoại báo cho nhà biết cha hứa nghe vậy rất vui mừng hứa huệ chanh coi đây như công việc đầu tiên của mình cho nên cô căn bản chẳng hề so đo tiền lương cô giải thích cho cha hứa rằng tiền lương thử việc không cao khi làm chính thức rồi sẽ tốt thôi công việc tốt đẹp biết bao công việc đàng hoàng trung định ở bên cạnh lật sách thỉnh thoảng liếc mắt qua đều thấy cô cười đến là rạng rỡ Hứa Huệ Chanh nói xong điện thoại, bước đi cũng nhúng nhảy, Chung tiên sinh, lúc nào em có thể đi làm vậy? Ánh mắt của hắn dừng lại trên trang sách, trả lời, thứ hai tuần sau. Vậy ban ngày thiêm tài ở nhà không có vấn đề gì chứ? Không. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, anh và em ở cùng một bộ phận không? Thật ra cô vẫn không biết rốt cuộc hắn làm công việc gì. Ngày thường hắn vẫn thảnh thơi như thế, chẳng có chút áp lực công việc gì cả. Trung định cũng lười nhìn cô, với cách biệt IQ của hai ta, em cảm thấy sao? Hứa Huệ Chanh nghe ra ý xem thường của hắn, không thể phản bác gì. Tối hôm nay, Trung Định nói chuyện cứ châm biếm như thế. Bởi vì buổi chiều cô đề nghị, lúc ở công ty hai người nên giữ khoảng cách. Sau khi Trung Định nghe thấy thế, ánh mắt đã nhạt đi, tại sao? Nghe nói, các ông chủ đều phản đối tình yêu công sở. Hứa Huệ Chanh trả lời rất nghiêm túc. Trung Định biểu môi, em nghe ai nói? Trên mạng nói. Nói nhảm nhí, chỉ em tin. Em sợ nhân viên khác nhìn thấy cô đi cửa sau vào công ty, không thể quá tùy tiện được. Thấy thì thấy. Vẻ mặt của Trung Định hơi kiêu ngạo, nhìn khắp công ty thử, trai nhà ai đẹp trai hơn trai của em chứ. Đối với tính tự luyến của hắn, hứa huệ tranh tập mãi thành quen rồi, cô nhìn đương nét sườn mặt của hắn, đột nhiên nghiêng về phía trước, hỏi, Chung Tiên Sinh, có cô nữ nhân viên nào ái mộ anh không? Em nói thưa. Nếu như đã nói đến đây rồi, thì hắn cũng tiện thể đề cao cảm giác nguy cơ của cô, cho nên, em quyết định vẫn giữ khoảng cách à. Cô vẫn còn do dự, nhưng mà em mới vào công ty, em lo. Ờ, thì tùy. Sau đó, Trung Định trở nên không âm không dương, chăm chọc cô đến là hăng say. Hứa Huệ Chanh lại chẳng hề tức giận. Sau bữa cơm tối, Trung Định lên lầu thật sớm, cũng chẳng để ý gì đến cô. Cô ở phòng khách xem tivi một hồi, sau đó sờ đầu thiêm tài, nói, thiêm tài, Trung Tiên Sinh có phải là rất ấu trĩ không? Thiêm tài vẫy vẫy đuôi, gâu. Đúng rồi, cực kỳ ấu trĩ nhưng mà dù có ấu trĩ hơn thì vẫn là người đàn ông mà cô yêu thương hứa huệ chanh loay hoay trong bếp xong thì liền lên lầu bước vào phòng ngủ không thấy bóng dáng chung định đâu cả thế là cô tìm từng phòng từng phòng một cuối cùng dừng trước gian phẩm rượu cô đẩy cửa bước vào thấy hắn xoay lưng về phía cửa đang chọn lựa gì đó ở kệ rượu trên quầy ba đã bày ba cái ly chung tiên sinh cô lấy lòng gọi hắn hắn mặc kệ cô bước vào tự mình ngồi xuống quầy ba em làm cút xác cho anh rồi hắn xoay người lại tiếp tục mặc kệ. Hứa Huệ Chanh cầm một ly rượu lên, nhấp một miếng, vị chua chua. Cô uống một ngụm lớn, khi vị chua ban đầu tan mất, thì đến vị ngọt. Đối với rượu mà Trung Định pha chế, trước nay cô rất tán thưởng, thế là một ly hai ly đã thấy đấy. Trung Định nhìn cô chẳng hỏi một câu đã uống sạch, bèn ngừng động tác tung hứng ly lại, em uống cũng tự giác quá đó. Cô cười, Trung Tiên sinh, rượu anh pha là ngon nhất. Hắn hư khẽ, vẻ mặt vẫn lành lạnh. Hứa Huệ Chanh lại càng cười càng vui vẻ đừng có chỉ cười ngốc thế Chung định đẩy một ly rượu mới cho cô cút xác đâu cô lập tức đứng dậy ở nhà bếp ấy em xuống bưng lên cho anh nói xong cô liền chạy bước nhỏ ra ngoài hắn rủ mắt nhìn ly pha chế trong tay cẩn thận đừng để vấp ngã hứa huệ chanh nghe thế quay đầu lại cười thật sáng lạn với hắn vâng kết quả bởi vì quay đầu lại cô không để ý phía trước suýt tí thì đụng vào cạnh cửa cô vội vàng lùi lại một bước quay đầu lại liếc nhìn hắn May mà hắn không nhìn thấy cô lỗ mãn thế này Nếu không chắc là lại đọc mồm đọc miệng một phen cho coi Đợi khi cô bưng cút xác lên Trên quầy ba đã có thêm mấy ly rượu màu mới Là mùi vị mà cô thích Thế là hắn một muỗng một muỗng múc cút xác ăn Cô một ly một ly nâng co tay uống Ngay trước lúc hầu rượu Hứa Huệ Chanh tự nhận tử lượng cũng tạm Nhưng mà sau khi nếm rượu của Trung Định Pha Cô lại dễ dàng say Huống chi cô còn uống như uống nước trái cây vậy Chẳng mấy chốc cô nâng má lên Hi hi cười nói cút xác em trưng có phải là ngon lắm không chúng định liếc cô một cái bỏ ít đường rồi nói bậy cô phản bác rất ngọt rất ngọt rồi đó hắn đặt muỗng xuống đẩy chén qua một bên uống say rồi thì về phòng ngủ đi em không có say chung tiên sinh hứa huệ chanh ngồi dậy muốn níu lấy vai của hắn nhưng không với tới em nói anh nghe anh không muốn nghe hứa huệ chanh hơi sững lại một chút sau đó tự động bỏ lơ lời hắn nói cô bò lên quầy ba hai tay ông lấy cánh tay của hắn em nói anh nghe này. Hắn liếc nhìn tư thế ôm ấp của cô, em là gấu koala à? Không phải koala, em là... Tiểu Sơn Trà. Cô cười, em còn nhớ, anh ở đây len lén, hôn em. Lúc đó hắn và cô còn chưa thành đôi thành cặp, nhưng hắn đã hôn cô, còn hôn rất nồng nhiệt nữa. Cô lờ mờ nhớ đến chi tiết, cười càng thêm vui. Trung định nhìn đôi mắt mơ màng say của cô, em nhớ nhầm rồi. Không có nhầm. Cô lắc đầu như trống bỏi, chính là ở đây, anh hôn lén em bốn chữ cuối cùng cô tăng thêm âm điệu hắn nhìn đầu gối cô quỳ trên mặt quầy ba cứng chắc bèn một phát ông lấy cô con mèo say đi ngủ hắn ông lấy cô đi ra ngoài hứa huệ chanh rất tự nhiên ông lấy vai hắn vẻ mặt hắn lạnh đạm thế nhưng cô nhìn vẫn cười lên chung tiên sinh sau này em biết được biết được nụ hôn đầu là anh em vui lắm nhắc đến nụ hôn đầu của cô chung định liền nhớ đến tên kiều tiên sinh gì đó em có mấy cái nụ hôn đầu một cái cô vỗ vỗ vai hắn ý bảo hắn cúi đầu xuống nhưng hắn lại không nhúc nhích, mỉa mai rằng, xem ra kỹ năng hôn hít của Kiều Tiên Sinh rất tệ. Cô lắc đầu, không phải. Hửm. Âm cuối kéo dài của hắn đã nhún lên phần nguy hiểm. Em bây giờ thích Trung Tiên Sinh của... Trung Tiên Sinh. Lúc này suy nghĩ của hứa Huệ Chanh đã rất lẫn lộn, cái gì nên nói cái gì không, đã hoàn toàn mất đi sự phán đoán, không thích. Kiều Tiên Sinh của Trung Tiên Sinh. Nét mặt của Trung Định đông lại. Cô vẫn còn đang lẩm bẩm, dễ dùng muốn hôn hắn. Hắn hỏi với giọng trầm thấp, tiểu sơn trà, em đã biết những gì? Em biết. Cô không hôn được hắn, không được vui lắm, cô lặp lại, thích chung tiên sinh, của. Chung tiên sinh. Chung định lặng lặng nhìn cô. Vào lúc này, hắn ý thức được cô và hắn, cách việc đối đại thẳng thắn với nhau, còn xa lắm. Hắn có chuyện giấu cô. Cô cũng vậy. Sau khi tỉnh rượu, hứa huệ tranh chẳng còn nhớ được bao nhiêu chuyện sau khi say nữa. Cho nên cô không nhớ được mình đã nói những gì. Chỉ biết rằng, sau cùng Trung Định ôm lấy cô lăn lộn trên giường. Nhưng mà cô phát hiện ra, sau đêm hôm đó, có lúc ánh mắt Trung Định nhìn cô như có điều gì suy nghĩ. Buổi chiều chủ nhật, Trần Hành Quy gọi điện đến hẹn ăn tối. Trung Định đưa cô gái nhỏ nhà mình theo cùng. Hứa Huệ Chanh tưởng công việc ở Sách Lan Câu là Trần Hành Quy giới thiệu cho, cho nên sau khi nhìn thấy anh, cô rất khách khí, còn nói tiếng cảm ơn anh. Trần Hành Quy kinh ngạc nhìn về phía Trung Định. Vẻ mặt Trung Định bình thản. Sau khi hiểu ra, Trần Hành Quy cười cười với Hứa Huệ Chanh chỉ là chút công cỏn con. Tuy rằng, thật ra căn bản chẳng phải là công của anh. Kiều Lăng ông lấy một cô gái có dáng vẻ như nữ sinh đại học. Cô gái cười rất miễn cưỡng, bày rõ ra là không tình không nguyện. Lúc ăn cơm, Kiều Lăng tỏ ra rất săn sóc, ân cần gấp rau cho cô gái, gấp đến cái chén của cô đầy ụ. Cô gái chẳng đụng đổ mấy, một miếng thịt thôi cũng ăn rất lâu. Thỉnh thoảng cô nàng gãy gãy thức ăn trong chén. Gãy rồi lại gãy, miếng thịt rơi ra bên ngoài. Kiều Lăng chật tầm một tiếng, đôi đũa nặng nề đặt xuống, ăn. Cô gái nhìn gã một cái, vội vàng gấp rau bỏ vào trong miệng. Miệng cô vọng lên, ăn đến là cực khổ, miếng này còn chưa hoàn toàn nuốt xuống, thì đã nhét miếng khác vào. Kiều Lăng nổi giận cực kỳ, không ăn nữa. Gã chợt bắp miệng cô gái, ép đến cô phun cả một miệng đầy đồ ăn ra ngoài. Vào giây phút này, mọi người đang cười nói đều ngừng lại. Bởi vì chính diện của cô gái hướng về hứa Huệ Chanh, cho nên lúc phun ra, mấy vụn thức ăn văng đến tay áo của cô. Dây kế tiếp, Trung Định lạnh lùng quét mắt về phía cô gái trần hành quy lập tức kêu phục vụ đến dọn dẹp đống hỗn độn kiều lăng chán ghét đẩy cô gái một cái đi rửa mặt đi bẩn chết được cô gái đứng dậy đi ra phía ngoài hứa huệ chanh nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của trung định cô nắm nắm lấy tay hắn khẽ tiếng nói không sao đừng giận em đi phòng vệ sinh rửa tí là được trung định liếc nhìn kiều lăng một cái cuối cùng gật đầu đợi khi hai người phụ nữ lần lượt rời khỏi kiều lăng cáu kỉnh đốt điếu thuốc nói với trung định vợ của mày một đối với mày một lòng một dạ thật đấy nói thừa nếu không thì sao là vợ tao được giọng điệu của chung định hơi lạnh làm sao cưa được vậy kiều lăng cũng buồn bực lúc đầu gã và chung định đều chỉnh qua hứa huệ chanh chung định còn hai lần ba lượt đẩy cô vào chỗ chết thế nào mà sau cùng cô ta lại theo chung định chứ công tâm vi thượng hai chung định tuy rằng tính cách tồi tệ nhưng như thế không có nghĩa là hắn không biết đối xử tử tế là thế nào ở những mặt khác hắn thật sự rất u ám cổ quái máu lạnh tàn nhẫn nhưng trên con đường tình cảm thì hắn lại đi rất quan minh chính đại. Hắn không muốn và cũng không thèm dùng những thủ đoạn hèn hạ lên người hứa Huệ Chanh. Thứ hắn giành lấy là trái tim của cô, tất nhiên phải mọi thứ đều lấy cô làm đầu, thì mới có thể kháng chiến trường kỳ thành công được. Kiều Lăng rít một hơi thuốc, rồi nhả ra, cũng chỉ có mày có cái can đảm tiếp nhận cô ta. Một người đàn ông, tất cả bạn bè của hắn đều biết trước kia người phụ nữ của hắn đã làm qua những chuyện gì, đây hẳn là một chuyện rất mất mặt chung định thì giỏi rồi đưa hứa huệ chanh đi khắp nơi cứ như sợ người ta không biết cô và hắn có quan hệ gì không bằng không dũng cảm không thành công cái gọi là áp lực cần đương sự thật sự để tâm thì mới hình thành được chung định căn bản là lười để ý đến những thứ chỉ trích đó cuộc sống là của mình hắn hắn sống thoải mái là được không liên quan đến người khác kiều lăng cười cười tuy rằng gã đã chấp nhận sự thật rằng chung định một lòng hướng về hứa huệ chanh thế nhưng gã lại không cách nào thấu hiểu được chung định bản thân kiều lăng sẽ chọn lựa một cô gái trong sạch để lấy làm vợ dù cho chính gã thì lại phóng túng buông thả chẳng mấy chốc thì hứa huệ chanh đã quay lại nhưng cô gái lại chậm chạp không xuất hiện kiều lăng lại không hề để tâm tiếp tục tán phét nói dốc với mấy người bạn gã nhớ ra chuyện của trung định và gia tộc đột nhiên hỏi sao mày đem đồ của kiều diên cho trần thư cần vậy cũng một khoảng thời gian rồi trung định không tụ tập với bạn bè bởi thấy những quyết định của hắn mọi người đều rất kinh ngạc giọng điều của trung định lại lơ đẳng bình thường tự như khoản cổ phần đó chẳng chút quan trọng, bây giờ cô ta chẳng khác gì quả phụ thờ A Diên, cho cô ta cũng là đương nhiên. Đó là vì cô ta còn trẻ, nghĩ chưa thông. Sau này dù sao cũng phải gả đi thôi. Kiều Lăng Trần thuộc nói, gần đây cô ta ngon lành rồi, một đám đàn ông quay mòng mòng quanh cô ta. Vậy thì cứ tùy cô ta. Trung Định cười cười, tao đối với cô ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Lúc hứa Huệ Chanh nghe đến cái tên Trần Thư Cần, một loại trực giác xẹt qua, có lẽ đây chính là người có bóng lưng tự tự như mình chăng? Nghe giọng điệu của Trung Định, dường như hắn và Trần Thư Cần chẳng có quan hệ gì nhiều. Thế nhưng tại sao khi trở thành Kiều Diên, thì lại tỏ ra giao tình không cạn chứ? Hứa Huệ Chanh ông lấy suy nghĩ thu thập được manh mối, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Trung Định và bạn bè. Trung Định đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái. dáng vẻ đó của cô, giống như là đang tập trung suy nghĩ. Người con gái này, chuyện không nên nói, việc không nên hỏi, tất thảy đều giấu vào trong lòng. Cho dù nói đến người phụ nữ khác trước mặt cô, thì cũng chẳng thấy cô ghen tuông hắn giấu giếm cô quá nhiều chuyện rồi nhưng cô lại không ầm ĩ cũng chẳng bực tức tin tưởng hắn tuyệt đối trung định đột nhiên đặt tay lên vai cô hứa huệ chanh quay đầu cười với hắn bóng phản chiếu trong mắt chỉ có mỗi mình hắn trung định khẽ cười hắn sao mà may mắn quá gặp được một cô gái tốt đến nhường này chứ hắn quả thật nên đưa cô đi gặp cô cả cho dù hắn chất chồng việc xấu nhưng cô cũng yêu hắn mà cho nên có thêm một hai khuyết điểm thì cũng chẳng sao hôm trước sau khi cô say rượu đã nói rất rõ ràng cô thích Trung Tiên Sinh. Trung Tiên Sinh đích thực. Cô gái sinh viên đại học phải một lúc lâu mới quay trở về. Thức ăn trên bàn đều đã thay mới toàn bộ. Cô gái ngồi xuống vị trí ban nãy. Kiều Lăng ôm vai cô gái, cô ta sợ sệt trục người lại. Gã nhìn cô mang ý cảnh cáo, cô gái liền không dám nhúc nhích nữa. Nhưng lúc ăn cơm, cô gái vẫn kìm không được che miệng lại, dáng vẻ như muốn nôn. Nhìn thấy động tác của cô gái, cơn giận của Kiều Lăng lại bốc lên, cô nôn đến nghiện rồi à đồ ăn trong chén không ăn hết cho tôi xem tối nay tôi trị cô thế nào sắc mặt của cô gái nhất thời trở nên trắng bệch cô lúng búng nói em ăn nói xong lập tức vùi đầu vào chén hứa huệ chanh nhìn thế nào cũng cảm thấy cực khổ thế là cô buông đổ xuống chung định không vui rồi kiều lăng ném cô ta ra ngoài tiểu mỹ nhân nhà mình bình thường ăn cơm rất được nhưng bây giờ lại bị con nhỏ mặt mày khóc như đưa đám làm mất cả cơn thèm ăn cô gái hoảng loạn ngẩng đầu lên mồm miệng đầy phòng cơm chẳng thể nói được gì hứa huệ chanh vội vàng níu lấy tay của trung định thấp giọng khuyên trung tiên sinh để cô ấy ăn đi cô thấy cô gái kia rất tội nghiệp trung định vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô gái cô gái đó khó khăn nuốt miếng cơm xuống xin lỗi cô ta cảm thấy người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả kiều lăng bị hắn nhìn chằm chập như thế này cô nàng không khỏi run lên cầm cập lúc này kiều lăng lại có hơi bảo vệ cô gái cô ấy chầm chậm ăn là chẳng sao cả nghe thế trung định liếc về phía kiều lăng kiều lăng lúng túng ho một tiếng Quay đầu nói với cô gái, giọng điệu trở nên dịu dàng, em ăn từ từ. Chọc cho anh Trung Định không vui nữa thì ai cũng không cứu được em đâu. Cô gái gật đầu, bắt đầu từ tốn nhai nuốt. Thế nhưng cảm giác buồn nôn kia lại không thể khống chế được. Hứa Huệ Chanh nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô gái, nuốt rất miễn cưỡng, thế là đưa tờ khăn giấy qua, cô vẫn ổn chứ. Cô gái sững người một hồi, sau đó đón lấy khăn giấy, cảm ơn. Không, sao? Cô ta biết chỗ này đều là loại gái thế nào? Vật hợp theo loại, với đức hạnh của Kiều Lăng, bạn bè của gã chắn chắn không thể là người hiền lành được. Thế nhưng nhìn cô gái trước mặt này lại giống như thật sự quan tâm. Cô gái còn chú ý thấy rằng, người đàn ông đáng sợ ban nãy, thái độ luôn thân thiết với cô gái này. Chỉ là, quan hệ của hai người, cô ta không muốn nghĩ đó là tình yêu. Trong lòng cô ta, đám cậu ấm ăn chơi trác tán này đều không có tư cách để nói chuyện yêu đương. Nghĩ miết nghĩ miết, đột nhiên cô nàng không thể nhịn được nữa, bụng lấy miệng xông ra ngoài. Kiều Lăng thấy thế, chửi thề một câu. Hứa Huệ Chanh ghé đến gần tai của Trung Định, thấp giọng nói, "Chung Tiên Sinh, em thấy cô ấy thật sự không khỏe đó. Hắn gấp miếng thịt vào chén cô, mặc kệ cô ta. Lương tâm của hắn chỉ đặt trên người cô thôi. Chính vào lúc này, công tử giáp đột nhiên cười nói, Kiều Lăng, không phải là mày làm cô ta to bụng rồi chứ, nôn thành thế kia. Kiều Lăng đen mặt, đừng rủa tao. Hứa Huệ Chanh nghe thấy lời này, trong lòng tức giận. Giận thôi. Công tử giáp ha hả cười hai tiếng, ai mà chẳng biết mày và Trung Định là an toàn nhất. Hứa Huệ Chanh ngẩn người một hồi, quay đầu nhìn Chung Định. Hắn cũng vừa khéo nhìn cô, ánh mắt của hai người giao nhau một giây, sau đó hắn dời tầm mắt, cảnh cáo công tử giáp, đừng kéo tao vào, tao có chủ rồi. Công tử giáp cũng biết mình nói sai lời, thế là vội vàng xin lỗi, là tao sai. Gã còn nâng ly rượu lên, tạ lỗi với Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh gật gật đầu, không nói gì nhiều. Suy nghĩ kỹ thì, Chung Định quả thật luôn luôn thực hiện các biện pháp an toàn. Trừ cái lần ở suối nước nóng, những lúc khác cho dù hắn có kìm lòng không đậu đến mức nào, thì vẫn nhớ mang bao. Thật ra hứa Huệ Chanh hiểu rõ, lúc trước cuộc sống của cô nhục nhã như thế, đã sớm mất đi tư cách làm mẹ rồi. Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, trong nội tâm của cô vẫn khát khao một đứa con. Con của Trung Định, có lẽ sẽ tự luyến ngạo mạn, nhưng nhất định sẽ rất đẹp. Cô tưởng tượng đến Trung Định trong hình dáng bé xíu, trong lòng tràn ra nỗi sầu lo. Cô và Chu Thường Văn sống chung 2 năm, cũng không mang thai. Có lẽ là bởi vì bản thân cô vốn không thể sinh nở được. Ăn xong cơm, Trung Định liền kéo Hứa Huệ Chanh về nhà, nói là ngày mai cô phải đi làm, phải nghỉ ngơi sớm một chút. Quyết định của hắn, ai cũng không thể phản bác. Lúc hắn và Hứa Huệ Chanh về tới tiểu khu, gặp được một gia đình ba người cùng đi thang máy. Đôi vợ chồng trẻ, cùng một đứa bé trai nhỏ năm sáu tuổi. Thằng bé ngồi lên vai của ba nó. Hứa Huệ Chanh không tự chủ mà để ý nhìn sang nhiều hơn bình thường. Không biết khi Trung Định làm cha rồi, sẽ như thế nào nhỉ? Cô không thể tưởng tượng ra được cảnh hắn và đứa bé ở cùng với nhau ngộ nhỡ cô thật sự không thể mang thai được, thì sẽ thế nào đây? Sau khi gia đình ba người kia ra khỏi thang máy, Trung Định nắm lấy tay của hứa Huệ Chanh, đang nghĩ gì vậy? Không ý thức được, cô buộc miệng thốt ra, Chung Tiên sinh, anh thích con nít không? Trung Định hiểu rồi, là những lời công tử giáp nói tối nay khiến cô suy tư, không biết nữa. Nhưng thử nghĩ một chút, nếu như là một đứa bé gái giống như chàng như đóa hoa ngốc này, hắn chắc hẳn không ghét đâu. Nghĩ như thế, hắn lại nói, tiểu sơn trà, bụng lớn rồi thì cứ cho lớn. Hả? Rõ ràng là gần đây bụng cô ống bớt rồi mà. Lớn rồi, sinh ra là được. Hắn nói rất nhẹ nhàng. Hứa Huệ Chanh nghe hiểu rồi. Thế nhưng cô lại không thể nói ra miệng chuyện mình có khả năng không thể sinh nở. Người đàn ông của cô, hoàn toàn không chê bỏ cô, còn tình nguyện cùng cô sinh con dưỡng cái. Khoảnh khắc hạnh phúc thế này, cô không muốn phá vỡ. Tối nay, Trung Định vẫn mang bao. Tất nhiên là hắn sẽ không nói cho cô biết, giai đoạn hiện thời hắn không hy vọng cô mang thai, là vì hắn đang chìm đắm trong cuộc sống vợ chồng hạnh phúc cùng cô nếu bị tạm ngừng trong vài tháng thì hắn cảm thấy khá là khó khăn đây ngày đi làm đầu tiên của hứa huệ chanh cô đến trễ đây toàn bộ đều trách chung định bởi vì chung định lề lề mề mề liên lụy đến cô lúc trên xe cô vừa khẩn trương vừa oán giận giờ phải làm sao đây chung định vẫn lười biếng dù sao cũng trễ rồi chúng ta dứt khoát đi ăn sáng đi hắn dậy vào cái giờ như bình thường còn cô thì vội đến bữa sáng cũng không nấu không kịp nữa đâu ngày đầu tiên đi làm nhất định phải ra đòn phủ đầu với ông chủ Trung Định vừa nói như thế, vừa quẹo trái vào con đường quán ăn. Hứa Huệ Chanh thật sự trợn mắt hốc mồm. Hôm nay cô mới biết được, trước kia ngày nào hắn cũng đi trễ. Trung Định vốn muốn nhàn nhã ăn xong bữa sáng mới đi tiếp, thế nhưng cô dứt khoát yêu cầu bỏ hộp mang theo. "Trung Tiên Sinh anh nhanh chút đi." Hắn thừa cơ hội yêu cầu cô hôn hắn một cái, sau đó mới đồng ý. Đợi khi hai người đến trước cửa công ty, Hứa Huệ Chanh liền vội vàng xuống xe, "Trung Tiên Sinh, em không cùng anh xuống bãi đổ xe đâu." Nói xong cô liền chạy vào trong trung định nhìn bóng lưng của cô đột nhiên cười lên cười đến gục đầu xuống vô lăng làm việc vui vẻ bã chủ bộ phận hứa huệ chanh vào là bộ phận quản lý giám đốc nhân sự rất khách sáo với cô đơn giản giới thiệu các đồng nghiệp trong bộ phận sau đó còn tỉ mỉ trình bày nội dung công việc nội dung rất đơn giản chỉ là tổng hợp tư liệu của bộ phận hứa huệ chanh cười đáp được thế nhưng kỳ quái là một nhân viên tư liệu nhỏ bé như cô mà cũng có phòng làm việc riêng giám đốc nhân sự giải thích văn kiện trong bộ phận đều là cơ mật của công ty cho nên tủ tư liệu đều không đặt trong khu vực lớn nói là như thế nhưng hứa huệ chanh nghe cô phán đoán chắc hẳn đây là sự chiếu cố đặc biệt của trần hành quy về phần người sếp lớn trần hành quy này sau một tuần làm việc cô phát hiện ra anh ta quả thật là người tình trong mộng của nhân viên nữ trong công ty tiểu la ở cùng bộ phận có may mắn gặp được ông chủ một lần sau khi trở về thì như người mất hồn gặp ai cũng nói sếp còn đẹp trai hơn cả nam thần của mỹ thậm chí cô nàng còn thay cả bức hình nền nam thần của mình, đổi thành trái tim tình yêu của cô thiếu nữ lãng mạn. Hứa Huệ tranh nhớ lại dung mạo của Trần Hành Quy, quả là không tệ, nhưng mà so sánh với vị nam thần duy nhất trong lòng cô, thì vẫn còn thua kém. Cô còn nghe nói, công ty này mới thành lập vài tháng trước, dựa vào trúng thầu dự án một nhãn hiệu quốc tế mà một bước lên mây. Còn dự án đó, chính là công việc tâm huyết của ông chủ. Sau đó, công ty này cứ như được viền vàng vậy. Quả nhiên, trong giới bạn bè của Trung Định, Trần Hành Quy quả là người có triển vọng. Tuy rằng Hứa Huệ Chanh và Chung Định làm chung một công ty, nhưng trong giờ làm việc cô và hắn lại chưa từng chạm mặt nhau. Sau này cô mới biết, bộ phận của cô và hắn không cùng một tầng lầu. Văn phòng này có tòa nhà hạ và tòa nhà thu. Công ty mướn ba tầng ở mỗi tòa nhà, tầng dưới cùng thiết kế một hành lang nối nhau rất dài. Hứa Huệ Chanh cơ bản đều chỉ ở bên tòa nhà hạ, còn Chung Định thì lại ở tòa nhà thu. Sau khoảng 20 ngày đi làm, bởi vì vấn đề kết nối bộ phận, cô mới đến tòa nhà thu một chuyến cô nghe chung định nói hắn làm ở bộ phận sản phẩm thế là sau khi xử lý xong công việc cô đảo một vòng qua bên bộ phận sản phẩm cô cảm thấy trong môi trường làm việc nếu chạm mặt hắn thì sẽ có một niềm vui mừng rất khác lạ cho dù chỉ là một cái liếc mắt vội vàng cô đứng trước bộ phận sản phẩm nhìn quanh một hồi bên trong một đám đàn ông đang vây quanh thảo luận gì đó cô đảo mắt nhìn quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng của chung định hứa huệ chanh không dám ở lại quá lâu nếu như hắn không có ở đây thì cô chuẩn bị về tòa nhà hạ thôi đang chuẩn bị bước vào thang máy để trở về tầng có hành lang, cửa thang máy vừa mở, người đàn ông mà cô luôn mong nhớ đang có mặt trong đó. Cô vừa mừng vừa kinh ngạc. Trong thoáng ấy cô quên mất tiêu, trong thang máy vẫn còn có một cô gái. Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô, vẻ mặt vốn hờ hững của Trung Định đã nhụm lên một tầng ý cười. Khi nụ cười này nở rộ, quả thật khiến cho tất cả cảnh vật đều trở nên phai màu, tiểu sơn trà. Cô gái bên cạnh, lúc mới nhìn thấy hứa huệ chanh có chút kinh ngạc, sau đó thì hồi phục vẻ bình tĩnh. Hứa Huệ Chanh nhanh chóng bước vào thang máy. Ơ. Sau khi nhìn thấy cô gái, Hứa Huệ Chanh trở nên lúng túng, có cảm giác như mối tình công sở bị phơi bày ra ánh sáng. Khi thang máy đóng lại, Trung Định bước lên đón Hứa Huệ Chanh, ông lấy cô vào lòng. Cô sợ đến không dám nhìn vẻ mặt của cô gái. Trung Định cười khẽ, "Em xuất hiện thật khéo, Trần Thư cần hẹn chúng ta cuối tuần qua nhà cô cả." Nghe đến cái tên này, Hứa Huệ Chanh lập tức ngẩng đầu dậy. Tướng mặt của cô gái đó rất hiền hòa. Chung Định kéo Hứa Huệ Chanh, giới thiệu một chút trần thư cần bạn gái của kiều diên sắc mặt của trần thư cần hơi sượng cứng một chút hứa huệ chanh tiểu mỹ nhân nhà tôi hứa huệ chanh cười đáp trả trung định đưa hai cô gái đến tiệm cà phê trên tòa cao ốc này đối với chuyện đi thăm cô cả hứa huệ chanh không có ý kiến gì nếu như hắn muốn đưa cô đi thì chứng tỏ rằng đó chính là người thân mà hắn coi trọng lúc trước cô rất tò mò về mối quan hệ giữa trung định và trần thư cần bây giờ thì đã hiểu thì ra là bạn gái của kiều diên Vậy thì, lúc Chung Định trở thành Kiều Diên, chắc là đã hoàn toàn dung nhập vào vai trò của Kiều Diên. Trần Thư Cần nhìn đôi tình nhân trước mặt mình, cười rất chân thành, chúc mừng hai người. Cảm ơn. Hứa Huệ Chanh cảm thấy tiếc nuối cho Trần Thư Cần. Kiều Diên đã mất rồi, vậy cô bạn gái này những năm nay chẳng phải chỉ có thể hoài niệm thôi sao? Chỉ mới nghĩ, thì đã cảm thấy xót xa. Sau đó, Trần Thư Cần nhắc đến chuyện trong nhà Chung Gia, trong nhà bây giờ loạn thành một nùi rồi. Phượng Hữu ngày thường gây thù chút quán vô số, bây giờ gần như trong trạng thái bị chúng bạn xa lánh, cô lập hoàn toàn. Dựa vào thực lực của Phượng Hữu, vốn không xa sút đến mức thế này. Nhưng người gã đụng phải là Trung Định và Thẩm Thung Nhạn. Hai người họ không phải liên minh, chuyện ai người nấy làm, nhưng mục đích thì lại rất thần kỳ là cùng nhắm về một mối. Cho nên Phượng Hữu mới chật vật như vậy. Trung Định nghe lời Trần Thư Cần nói, hờ hững cười cười. Bây giờ Chung Gia thế nào, hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn đuổi Phượng Hữu vào đường chết. Hứa Huệ Chanh nhìn bộ dáng hoàn toàn không để tâm của Trung Định, trong lòng nhói đau. Cô không biết cha mẹ hắn lạnh nhạt thế nào, nhưng cô bằng lòng kéo hắn vào trong gia đình của mình. Trần Thư Cần cũng chán ghét đám người vị lợi kia, vẫn may là cô cả không ở căn nhà đó nữa. Trung Định sắn một miếng nhỏ bánh gato, nghe nói chuyện hôn sự của cô cũng đã lên lịch trình rồi. Sắc mặt của Trần Thư Cần khẽ biến. Từ khi cô bắt đầu tiếp nhận cổ phần của Kiều Diên, thì đã dự liệu được có ngày hôm nay. Trung gia sẽ không bỏ qua miếng thịt lớn này dễ dàng được bọn họ chắc chắn sẽ tính kế cô hơn nữa chung định đưa miếng bánh vào miệng tôi còn nghe nói bọn họ cho phép cô đổi thành họ chung rồi em sẽ không đổi trần thư cần trả lời rất kiên quyết đổi rồi vậy cô và kiều diên còn quan hệ bạn trai bạn gái gì nữa chứ đổi hay không thì tùy cô mùi vị ngọt ngọt khiến mắt hắn cong lên hứa huệ chanh nghe mà có chút mờ mịt cô xoay đầu nhìn về phía chung định hắn cười cười không nói gì sau khi trần thư cần dời đi trước Trung Định cũng không giấu giếm nữa. Hắn đến gần Hứa Huệ Chanh, thấp giọng nói bên tai cô, "Thật ra, cô ta tên là Trung Thư Cần." Hứa Huệ Chanh trợn tròn đôi mắt, đầu óc vẫn chưa phản ứng lại được. "Cô ta là em gái ruột cùng cha khác mẹ của anh?" Hứa Huệ Chanh càng thêm kinh ngạc. "Em gái ruột của hắn, vậy không phải cũng là em gái ruột của Kiều Diên Ư?" Chính là cái kiểu em đang nghĩ đến. Hắn Trần Thuật. "Thật ra chuyện này là một bí mật công khai." Trung gia từ trên xuống dưới, bạn của Kiều Diên, bạn của Trung Định, bọn họ đều biết hết. Nhưng cũng là một điều rất cấm kỵ. Chuyện này là do Trung Phụ Phong lưu nên trước phải món nợ nghiệt ngã này, mà cuối cùng, người trả lại là Kiều Diên. Lúc Kiều Diên và Trần Thư Cần yêu nhau, không biết rõ quan hệ của đối phương. Đến khi chân tướng phơi bày, Kiều Diên chọn lựa rời bỏ thế gian. Trung Định có lúc cảm thấy Kiều Diên rất nhu nhược. Nhưng khi nghĩ lại, Kiều Diên làm sao có thể làm được chuyện trái luân thường đạo lý chứ? có lẽ là bởi vì bản thân hứa huệ chanh đã trải qua cuộc sống nhục nhã và đáng chê trách cho nên cô nhìn nhận chuyện giữa kiều diên và trần thư cần chẳng hề mang chút khinh bỉ sau khi chút kinh ngạc ban đầu qua đi cô dần dần bình phục tâm tình lại nay người đã mất cho dù có quá khứ cấm kỵ thế nào thì quá khứ cũng đã là quá khứ trần thư cần ở lại hẳn mới là người đau khổ nhất nghe ý tứ trong lời nói của cô rõ ràng là muốn thủ tiết với kiều diên cho nên ngay cả họ cũng không muốn thay đổi hứa huệ chanh nhìn chung định đang ăn từng miếng từng miếng bánh kem khẽ giọng hỏi nếu như em trai anh vẫn còn sống họ có thể ở bên nhau không không thể trung định trả lời không chút ngập ngừng một là kiều diên không thể qua nổi cửa ải bản thân mình hai là chung gia tuyệt đối không cho phép bây giờ trần thư cần tự cho mình là bạn gái của kiều diên là bởi vì bây giờ không có ai đi truy cứu vấn đề quan hệ huyết thống nữa kiều diên đã chết từ sớm rồi hứa huệ chanh khi trước cứ cảm thấy cô và trung định như cách biệt trời bể nếu thật sự muốn bên nhau thì rất gian khổ khó khăn thế nhưng những khó khăn đó cuối cùng cũng có thể khắc phục mà sự ngăn trở của vận mạng thì dù có nỗ lực hơn nữa cũng không cách nào vượt qua được chung tiên sinh chúng ta coi như là may mắn rồi cô và hắn bây giờ nương tựa vào nhau thật sự là tốt hơn hai người kiều diên nhiều may hay không may xem bản thân mà thôi chung định cúi đầu gãy miếng sô cô la trên bánh kem anh em thì sao chứ nếu như em ấy muốn anh sẽ loại trừ hết muôn trùng khó khăn để em ấy thực hiện chỉ là bản thân em ấy bỏ cuộc rồi cô nghe đến sững sờ. Thấy cô không tiếp lời, hắn quay đầu lại, mày kiếm nhướng cao, tiểu sơn trà bị dọa rồi à. Hứa Huệ Chanh vẫn ngây ngẩn. Cô khá là bảo thủ, cô lý giải không được cách nghĩ tổn hại lẽ thường như thế này của hắn. Trung định để lộ ra vẻ mặt có đôi chút kiêu ngạo, nếu như là anh, mặc kệ là ai, anh thích là được. Cô nghe hiểu rồi. Thật ra nếu suy nghĩ hướng khác, bản thân Trung định đích thực đã làm như thế. Hắn chọn lựa cô, chính là một hành động kinh thế hải tục liên quan đến chuyện của kiều diên và trần thư cần chung định chỉ nói nhiều như thế thôi còn về chi tiết bên trong sau này hứa huệ chanh đã vô tình phát hiện ra nói ra thì cô thật sự đã sống rất vô tâm chung định và trần thư cần hẹn sáng thứ bảy qua thăm cô cả tối hôm thứ sáu chung định qua căn phòng đối diện dự định lục tìm xem có món di vật gì của kiều diên có thể mang tặng cô cả chung định qua đó rất lâu hứa huệ chanh chưng xong đồ ngọt để ăn khuya đợi một hồi cô nhìn nhìn đồng hồ sau đó đi đến trước cửa căn phòng đó ấn chung Hắn ra mở cửa. Cô tò mò hỏi, Trung Tiên Sinh, đồ đã tìm thấy chưa? Chưa. Trung định nói xong đi vào bên trong, vào đi. Cô gật gật đầu. Bức tranh trên tường vẫn dương nanh mú vuốt như trước. Hứa Huệ Chanh nhìn mà không kìm được nét về phía Trung Định. Hắn nhận ra được suy nghĩ của cô, liếc nhìn về phía bức tranh một cái, tranh của A Diên. Cô cố gắng hết sức để ánh mắt của mình không hướng về phía bức tường nữa, anh muốn tìm gì vậy? Một tranh khắc bản. Khắc gỗ hắn vừa nói vừa đi vào trong phòng tranh vẽ gì vậy quên rồi vốn dĩ là đồ vật của kiều diên cho nên trung định cũng không mấy để ý qua đây tìm thử hứa huệ tranh đi theo vào trong cô rất bức bối với tính cách tươi sáng tựa ánh dương của kiều diên tại sao sắc điệu của căn phòng lại u ám như thế chứ xem ra vẫn không thoải mái bằng của bên trung định trung tiên sinh cô bước đến bên cạnh trung định em phải tìm thế nào đây em qua bên kia xem xem chỉ lớn cỡ một quyển sách là tranh khắc gỗ hắn chỉ về tủ sách bên trái, đừng có làm lộn xộn đồ trong tủ sách. Hứa Huệ chanh ưng một tiếng. Sau một hồi, cô nhìn thấy một cuốn sách có bìa bằng gỗ, bèn vừa kinh ngạc vừa vui mừng lấy ra. Cô xoay người đi về phía Chung Định. Lúc bước đi, không cẩn thận đụng phải vật trang trí hình đài phun nước ở bên cạnh. Đài phun ngã xuống, đường cong của tia nước vừa vặn bắn lên cạnh bên của cuốn sách. Hứa Huệ chanh vội vàng bỏ sách xuống một bên, sau đó đỡ đài phun lên. Cô quay đầu lại lật thử sách, thì phát hiện rìa trang giấy bên trong đã bị ướt mất vài phân. Cô dùng quần áo bọc lấy, lau lau, sau đó chột dạ nhìn về phía Trung Định, "Trung tiên sinh, xin lỗi. Em làm ướt sách rồi." Ánh mắt của Trung Định tập trung lên bức tranh trên tay cô, tay chân vụng về. "Một chút em sẽ dùng máy sấy tóc thổi khô nhé. Ừm, em về làm đi." Hắn đặt bản vẽ về vị trí cũ, "Anh tìm tiếp." Hứa Huệ chanh gật đầu, cầm quyển sách đó về nhà. Lúc sấy khô các trang sách bên trong, cô rỗi rảnh thì cũng rỗi rảnh, bèn qua loa nhìn lướt nội dung bên trong cô cảm thấy có chút quen thuộc bèn tỉ mỉ xem lại lần nữa quả thật quen thuộc đoạn nội dung đó miêu tả tâm tình của kiều diên khi đứng trước cổng trường đợi trần thư cần đó chính là ngôi trường ở phố ẩm thực động tác của hứa huệ chanh ngừng lại tim đột nhiên đập rất kịch liệt cô tiếp tục lật về mấy trang trước kết quả lại tìm thấy trường hợp như đã từng trải nghiệm kiều diên đến câu lạc bộ đêm mượn rượu giải sầu lúc sắp sửa bắt đầu một đêm mất hồn thì anh ta lại vừa lâm trận đã rút lui hôm đó cách cảnh chờ đợi sau này vẫn còn một số chuyện đó là nội dung nói chuyện điện thoại giữa Kiều Diên và Trần Thư Cần. Hứa Huệ Chanh đã hiểu rồi, đây thật ra là một quyển nhật ký. Hơn nữa nhìn từ bút tích thì, không phải của Trung Định. Cô bắt đầu xem tiếp về sau, chậm chậm tìm kiếm cảnh chạm mặt giữa mình và Kiều Diên. Quả nhiên, lại tìm thấy. Sau đó Kiều Diên lại đến câu lạc bộ đêm. Sau chuyện chia tay không thể tránh khỏi của anh ta và Trần Thư Cần, Kiều Diên quyết định bắt đầu một mối tình mới. Nhưng sau khi hôn một cô gái khác, anh ta đã hoàn toàn thất bại. Những tình huống này đều tương tự như tình huống khi Hứa Huệ Chanh gặp được Kiều Diên. Lần cuối cùng Hứa Huệ Chanh gặp Kiều Diên chính là trước ngày cô và Trung Định xác định mối quan hệ mấy ngày. Lần sớm hơn trước đó một lần, chính là cô và Kiều Diên đi chợ mua thức ăn, ở trong góc tránh mưa, anh đã hôn cô. Đây đại khái căn bản chính là tâm lý muốn mượn tình yêu mới để quên đi Trần Thư Cần. Hứa Huệ Chanh cứ lật dở nhật ký như thế, còn đọc thấy được sự xuất hiện của Trung Định. Về đoạn viết về Trung Định, cô đọc rất chăm chú. Kiều Diên miêu tả trung định với những từ ngữ rất chân thành. Cuối cùng, cô gặp quyển nhật ký lại, ngơ ngẩn nhìn sang nhà. Kiều Diên lộ ra qua quyển nhật ký này, cùng với cái người khiêm tốn như quân tử trong lời nói của Trung Định, không giống nhau lắm. Anh ta không tươi sáng rạng rỡ như ánh dương, thậm chí còn có phần đè nén. Anh ta muốn duy trì hình tượng tốt đẹp bên ngoài, cho nên những tình cảm tiêu cực chỉ có thể bộc lộ bằng con chữ. Như vậy đã có thể giải thích tại sao căn phòng của Kiều Diên lại có bức tường khiếp đảng như thế. Thiêm tài ngửi ngửi gót chân của hứa Huệ Chanh, rồi nó quẩn quanh bên người cô. Cô hoàng hồn lại, thêm tài, chủ nhân trước kia của mày, rốt cuộc là người như thế nào vậy? Hỏi xong cô tự bật cười trước tiên, tao hỏi cái này làm gì nhỉ? Người chết là lớn nhất mà. Điều cô quan tâm hơn, chính là chung định. Nhưng mà, từ sau khi cô và hắn yêu nhau, hắn không còn phân liệt thêm lần nào nữa. Tình cảnh này có phải giống như bác sĩ Điền nói, không trị mà tự khỏi. Hôm Trung Định đi thăm cô cả, hắn cầm theo tấm tranh khắc bản mà tối qua đã phải lục tung khắp nơi để tìm. Trên đường đi hắn dặn dò hứa Huệ Chanh, em đừng ở trước mặt cô cả nói về chuyện của A Diên. Cô gật đầu. Cô cả tưởng là A Diên ra nước ngoài rồi. Trung định nghiêm mặt. Hứa Huệ Chanh kinh ngạc quay đầu sang, cô không biết chú ấy. Ừm. Chú ấy đi mấy năm rồi. Hơn 4 năm rồi. Cô cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ lâu như thế Kiều Diên không về nước, cô cả không hoài nghi sao? Trung định xoay đầu qua liếc nhìn hứa Huệ Chanh một cái. Cái đêm cô say rượu, miệng luôn ồn ào Kiều Tiên Sinh, Kiều Tiên Sinh, hắn hỏi lại, cô vừa cười vừa trống, chỉ thích chung tiên sinh. Hắn nhớ năm ngoái cô bị đám bọn hắn chút say đến phát sốt, lúc hắn ôm cô dậy, cô kêu một câu, kiều tiên sinh. Hắn vẫn nhớ lúc ở thành phố Giác, cô thầm mến kiều tiên sinh. Hắn càng ghi nhớ, đối tượng trao nụ hôn đầu của cô là kiều tiên sinh. Trong đó có vài chuyện hắn chưa nghĩ thông. Nhưng mà, ngộ nhỡ cái tên Kiều Tiên Sinh mà cô nói thật sự là do hắn sắm vai, vậy thì không phải đã chứng minh lời hắn từng nói, nếu như hắn và Kiều Diên tồn tại cùng lúc, cô nhất định sẽ thích Kiều Duyên sao? Tuy rằng yêu thích một anh chàng ấm áp là lẽ thường của con người, nhưng Trung Định cứ khó chịu thế đó. Bởi thế, hắn thà cứ coi như không có chuyện này. Sau khi chiếc xe chạy vào nhà cô cả, là Trần Thư cần ra ngoài nên đón. Cô cười nói, hai người có lộc ăn rồi, hôm nay cô cả đích thân xuống bếp. Hứa Huệ Chanh xuống xe, hỏi, có chuyện gì chị có thể giúp không? Trần Thư Cần lắc đầu, nhà bếp ngay cả em cũng không được vào đấy. Huống hồ chị còn là khách nữa. Hứa Huệ Chanh cười cười cách giờ ăn cơm trưa vẫn còn sớm trung định hứa huệ chanh và trần thư cần ngồi nói chuyện trong phòng khách thật ra cũng không nói gì nhiều thái độ của trung định đối với trần thư cần không tính là thân thiện gì ngược lại hứa huệ chanh và trần thư cần lại nói tương đối nhiều trần thư cần rất khéo nói cho nên không khí cũng không tẻ ngắt cô cả nấu nướng tương đối rồi mới ra ngoài sau khi nhìn thấy hứa huệ chanh bà khen bạn gái của tiểu định thật xinh đẹp đương nhiên trung định kéo hứa huệ chanh qua ánh mắt của cháu mà chào cô cả Hứa Huệ Chanh hơi mất tự nhiên. Đây cũng tính như là gặp phụ huynh rồi, trong lòng cô vẫn có chút khẩn trương. Cô cả thân thiết kéo Hứa Huệ Chanh ngồi xuống, thằng bé tiểu định này khá lỗ mãn, nếu như có lúc nào nó không săn sóc, cháu phải nhắc nhở nó nhiều nhiều nhé. Hứa Huệ Chanh trả lời rất cẩn trọng, anh ấy đối xử với cháu rất tốt ạ. À. Nghe thế, cô cả đánh giá Chung Định một lượt, cười lên, vậy là cô yên tâm rồi. Khi Chung Định đưa bức tranh khác cho cô cả, hắn nói, là A Diên gửi về, em ấy đang bận rộn ở bệnh tạm thời không tranh thủ thời gian được cô cả nhìn thấy đặc biệt vui mừng còn đeo kính lão lên vẻ thật đẹp vẻ quá đẹp a à diên có lòng rồi bà tỉ mỉ tường tận nhìn nắm bức tranh thư cần cháu qua đây xem trần thư cần phối hợp tiến lên cô cả mặt mày rạng rỡ có phải là rất giỏi không vâng ạ à, rất giỏi hứa huệ chanh ở bên cạnh nhìn gương mặt tươi cười của trần thư cần dâng lên nỗi khâm phục rõ ràng kiều diên đã mất rất lâu nhưng trần thư cần vẫn diễn màn kịch này cùng trưởng bối trong lòng sẽ có mùi vị gì đây a à diên chỉ biết học hành công việc cô cả bỗng chốc oán trách năm mới cũng không đón ở đây đã vội vội vàng vàng chạy mất rồi đây là chuyện bất khả kháng mà trần thư cần an ủi công việc của anh ấy bận rộn cô cả ông bức tranh vào ngực công việc gì mà quan trọng hơn chuyện đón tết ở nhà chứ hứa huệ chanh nghe thế cảm thấy có gì đó không đúng thằng bé còn hứa là cùng cô đón sinh nhật lúc này cô cả xoay về phía trung định tiểu định tháng sau a diên có thể về không vâng chung định đắp một tiếng như thế nhớ đăng ký kênh f 5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha hai ngày này hứa huệ chanh liên tiếp bị kinh hãi từng việc từng việc trong nhà chung định đều khiến cho cô không thể nào tưởng tượng nổi nghe lời hắn nói chẳng lẽ hắn biết mình bị chứng phân liệt hứa huệ chanh đột nhiên nhớ ra thẩm thung nhạn từng nói kỹ năng diễn xuất của chung định xuất quỷ nhập thần diễn kiều diên đến mức ai cũng bị hắn lừa thế nhưng hứa huệ chanh không cho là vậy Kiều Diên mà cô đã gặp không phải là diễn. Lúc đó Chung Định ghét cô, cho nên không cần phải diễn cho cô xem. Hứa Huệ Chanh nhìn về bức tranh lớn đầy màu sắc treo ở bức tường phía trước. Là khoảng ở dưới góc trái cô nhận ra được, là tác phẩm của Kiều Diên. Người đàn ông này, rõ ràng không hề dịu dàng, hiền hậu như những bình luận bên ngoài, tại sao lại được hoan nghênh đến mức này? Theo lý mà nói, Hứa Huệ Chanh là người phụ nữ đầu tiên Chung Định đưa đến đây, cô cả với thân phận là phụ huynh, hẳn nên quan tâm đến cặp đôi này nhiều thế nhưng sau khi chủ đề của cô cả chuyển đến kiều diên thì giống như là đã quên mất chung định vậy mãi luôn hỏi thăm về tình hình của kiều diên ở nước ngoài lo lắng anh ta bị mệt bị đói chung định trả lời vẫn coi như là nhã nhặn hứa huệ chanh nhìn thấy thế trong lòng nhói đau cô sinh ra ở sơn thôn là một cô gái nhưng cha mẹ cô không hề trọng nam khinh nữ mà đều xem cô và hứa thất trúc là những đứa con yêu quý nhất của mình cô tuyệt đối không hề nghĩ đến trong một gia đình không chút áp lực sinh nhai sự đối đãi giữa hai đứa con trai song sinh lại khác biệt như trời bởi thế này cơn đau lòng qua đi, hứa Huệ Chanh bắt đầu tức giận. Ở trong lòng cô, hắn tự như một thiên thần vì cô mà mở trời sẽ đất, nhưng trong mắt người thân của mình, hắn lại nhỏ bé như chẳng hề tồn tại. Chẳng cách lúc nói sẽ đoạn tùy quan hệ với gia đình, hắn lại nhẹ nhàng đơn giản đến thế. Hứa Huệ Chanh loán qua một giả thiết, nếu như đổi thành Kiều Diên rời nhà bỏ đi, ba mẹ của hắn có phải cũng sẽ đối xử chẳng hỏi chẳng hang như với chung định thế này hay không? Nhưng giả thiết chỉ là giả thiết. Từ biểu hiện của cô cả mà nói, đáp án chắc chắn là phủ định lúc vào bữa, cô cả nhớ ra vẫn còn có hứa huệ chanh là một người khách, thế là bà cười cười giới thiệu món ăn. giới thiệu xong, cô cả lơ đãng nói ra một câu, ngày trước a diên thích nhất món ăn cô làm. nụ cười của hứa huệ chanh cứng lại một chút, ba giây sau, cô chậm rãi nói, trung tiên sinh cũng thích nhất món ăn cháu làm. người khác đều xoay chuyển chung quanh kiều diên, vậy thì lãnh địa của trung định, để cô bảo vệ đi. trung định không hề nhúc nhích, chỉ nhìn về phía hứa huệ chanh như thế. lời cô nói rất không lễ phép nhất là đối với trưởng bối mà nói nhưng hắn nghe vào trong tay lại ấm đến tận tim hắn nhớ lại cái đêm lúc cô ngu ngơ ngờ nghệch chạy đến phòng hắn kêu hét kỹ năng diễn của cô rất tệ kêu rất thảm thiết thế nhưng lúc đó hắn nghe cũng là ấm đến tận đáy tim thế này hắn biết người con gái này là báu vật mà ông trời ban tặng cho hắn ngày thường thì mềm nhũng yếu ớt nhưng một khi ai đó đụng đến thể diện của hắn cô sẽ nhảy dựng lên để bảo vệ hắn lời của hứa huệ chanh khiến cho cô cả sững người một hồi Trần Thư Cần thấy thế, vội vàng lên tiếng giảng hòa, hai người nói thế, khiến cho một người không có khả năng bếp nút như cháu thật muốn trốn xuống dưới gầm bàn quá. Cô cả hoàng hồn lại, cười lên, cháu ấy à, là bị A Diên cưng chiều rồi. Đâu có. Trần Thư Cần có chút ngượng ngừng, là cháu ngốc quá, học thế nào cũng làm không được. Nhờ Trần Thư Cần chuyển đề tài, không khí sượng cứng ban nảy dịu đi dần. Lúc cô cả hỏi A Diên tháng sau về có thể ở được bao lâu, Chung Định cười đáp, cũng chỉ một đêm. Cô cả nghe thế, lại oán cách một chập hứa huệ chanh càng cảm thấy thức ăn chẳng mùi vị gì cô không thích cô cả cứ một chốc lại tha diên thật chối tai Trung định tất nhiên có thể nhìn ra được tâm trạng bất mãn của cô cho nên cũng không ở lại lâu nửa tiếng sau khi ăn xong hắn liền mượn cớ rời khỏi trên đường về nhà hứa huệ chanh nghiêm mặt chung tiên sinh em không đồng ý để tháng sau kiều diên trở về Trung định mượn lúc dừng đèn đỏ nghiêng đầu sang nhìn cô sao thế nghe giọng điệu của cô bây giờ quả thật không hề kinh ngạc chuyện hắn muốn đóng giả làm kiều diên nữa rồi cô nhấn mạnh em không đồng ý chính là không đồng ý cô hiếm khi mới có lúc bướng bỉnh cố chấp như thế này cô hy vọng hắn cứ mãi độc mồm ấu trĩ như thế cũng không muốn bởi vì an ủi cô cả mà hắn hy sinh bản thân mình lúc trước cô nghĩ mấy tháng này hắn không còn biến đổi nữa chắc là đã yên ổn vô sự rồi mà nay cô biết chỉ cần hắn tiếp tục đóng giả kiều diên thì chứng bệnh đó lại có khả năng tái phát cô cả khá là yếu đuối Trung định nhàn nhạt giải thích hơn nữa cô đối xử với anh vẫn coi như là tốt chung tiên sinh yêu cầu của anh thấp quá rồi hứa huệ chanh chẳng nhìn ra tốt ở điểm nào chẳng qua chỉ là xưng hô thân thiết hơn chút thôi ngoài điểm đó ra người mà cô cả luôn luôn ghi nhớ chỉ có kiều diên cô thấy không đáng thay cho hắn trung định không trả lời hắn khởi động xe ánh mắt hứa huệ chanh hướng về dòng xe phía trước trong lòng nhoáng qua một manh mối cô không rõ căn bệnh này của hắn rốt cuộc có bao nhiêu người biết được hay là giống như thẩm thung nhạn nói vậy mọi người đều chỉ cho rằng trung định đang diễn vậy bản thân trung định thì sao liệu hắn có biết và cô có nên nói hết chân tướng với hắn không? Trên đường cô mãi suy nghĩ. Về đến nhà, tắm rửa, leo lên giường, cô vẫn còn đang suy nghĩ. Chung định tắm xong bước vào phòng ngủ, thấy đầu cô vùi trong chăn, bèn nhạo qua đè lên cô. Hắn vén chăn lên, cò cò cầm cô, luyện nín thở a. À. Hứa Huệ chanh mở to mắt ra. Tóc của hắn còn ẩm ướt, tóc mái hơi lộn xộn, phối hợp với ngũ quan của hắn, thật sự rất gợi cảm. Cô nhớ đến quyển nhật ký kia, Kiều Diên rõ ràng là hâm mộ cái kiểu cương quyết bất tuân của anh trai mình, kết quả là chung định lại muốn che giấu tính cách vốn có của mình đi đóng giả kiều diên chung tiên sinh anh thật đẹp trai lúc này hứa huệ chanh đã có quyết định hắn lộ ra nụ cười đó là đương nhiên thật ra cô đặt tay lên eo của hắn lên tiếng năm ngoái em gặp một người rất giống em trai anh nét mặt của chung định nghiêm lại có lẽ anh quên rồi hứa huệ chanh liếc nhìn mặt hắn giọng nói vừa khẽ khàng vừa chậm rãi đêm giáng sinh không phải là em đã thành quán quân sao chính là người đó đã mua em vào khoảnh khắc đó, đột nhiên ánh sáng lóe lên, Chung Định nhớ lại một chuyện. Ngày thứ hai sau đêm Giáng sinh, hắn chẳng biết tại sao lại tỉnh dậy trên chiếc giường đẩy của cô. Lúc đó, hắn chẳng làm sao nhớ ra được như thế nào lại có quan hệ với cô. Bây giờ hắn cũng không thể nào nghĩ ra được. Nhưng hắn không rảnh để nghĩ. Điều hắn quan tâm không phải là cô và người đó gặp nhau thế nào. Hắn nhìn cô chầm chập, âm trầm hỏi, tiểu sơn trà, người đó chính là kiều tiên sinh mà em thích à. Ai cũng có thể không chọn được người tốt nhất rồi mới chọn đến chung định là hắn, chỉ có hứa huệ tranh cô là không được. Cô ông chặt hắn, sợ hắn nóng nảy lên sẽ liền rời khỏi cô mất, chung tiên sinh, anh nghe em nói. Biểu cảm trên mặt hắn nhạt đi, đang nghe đây. Mấy năm nay, không ai đối xử tốt với em cả. Thật sự, nữ tóc của cô bắt đầu nhanh lên, vội vội vàng vàng giải thích với hắn, mới bắt đầu có mấy chị em chơi chung với em, sau này họ phát hiện ra, ai thân thiết với em đều bị vũ ca đánh. Nói đến đây, cô nhắm mắt lại trong chốc lát rồi tiếp tục nói sau này bọn họ từ xa thấy em là đã tránh họ ở sau lưng nói em là đồ sao chổi đồ sao chổi ba chữ này khiến cho thần sắc của chung định đông cứng lại tính từ như đã từng quen biết anh biết mà ngày trước em không được đây là lần đầu tiên hứa huệ chanh ở trước mặt hắn nói ra đoạn quá khứ này mắt cô trống rỗng nói chuyện cũng trở nên thật tốn sức khách hàng tức giận lên sẽ đánh em chửi em có vài người sức lớn một chốc là đã có thể đánh em nằm bò chung định bất thình lình ông chặt lấy cô khẽ giọng nói bên tai cô đừng nghĩ những chuyện này nữa. Hắn có giận dỗi, có ghen tị gì, lúc này đều đã tan biến như mây như khói. Cô lắc lắc đầu, cắn chặt răng, họ nói em không biết tự lượng sức, cá chết mà cũng dám ra bán. Xuyệt. Ngón trỏ của hắn điểm lên môi cô, không sao, không sao. Hứa Huệ chanh cậy ngón tay hắn ra, căm giận gào nhỏ, em có tay có chân, tại sao phải đi bán chứ? Trung định khẽ khàng vuốt tóc cô, dỗ dành cô, tiểu sơn trà, có anh ở đây, sau này chẳng ai dám ức hiếp em nữa. Cô gật đầu, tiến gần đến bờ vai của hắn. Bọn họ đi mắng vốn, Vũ Ca liền dùng roi quất em, lúc trước cứ hãy nhắc đến Chu Các Vũ là cô lại trỗi lên cơn khiếp hãi. Bây giờ ở trong vòng ngực của Chung Định, cuối cùng thì cô cũng có thể ổn định cảm xúc của mình, Chung tiên sinh, ngày trước không ai đối xử tốt với em, anh hiểu không? Cho nên người đó xuất hiện, anh ta, anh ta tốt với em, không có khinh thường em, anh hiểu không? Đây giống như sự xuất hiện của Hứa Huệ Chanh trong cuộc đời hắn vậy. Hắn không so đo chuyện cô từng tiếp bao nhiêu khách, bởi vì đó là chuyện cô không hề tự nguyện thế nhưng cái người nghe nói giống như em trai hắn thì hắn lại để bụng thật ra lúc ban đầu mới quen biết cô hắn căn bản là chẳng xem cô ra gì cho nên cô tất nhiên cũng chẳng có hảo cảm gì với hắn chỉ là sự thật thì sự thật nhưng chung định vẫn không được tự nhiên hứa huệ chanh nằm trong lòng hắn lẩm nẩm người đó rất ấm áp hắn nghe thế tâm tình càng lạnh thế nhưng anh ta cũng chỉ như thế cô ngẩng đầu lên bất ngờ hôn lên cầm hắn một cái sau đó kiên định nói em chỉ thích chung tiên sinh chung tiên sinh của em không chỉ ấm áp mà còn nóng hôi hổi nữa ai cũng không so sánh được sự ấm áp đó vỏn vẹn chỉ là một ánh nến mà cô nhìn thấy trong biển đêm bao phủ còn chung định chính là vần mặt trời của cô chung định cúi đầu xuống nhìn cô ban nãy bị hồi ức đau khổ chận lại mà nay trong mắt lại lóe lên chính là tình yêu thương sâu đậm hắn đã hiểu ý tứ trong lời cô nói người nhà của em chính là người nhà của anh ba mẹ em rất tốt họ sẽ yêu thương anh như yêu thương em và thất trúc vậy cho nên cô không muốn hắn vì chút tình thân nhỏ bé đó mà khiến chính mình tuổi thân nữa anh hãy tin em anh biết trong hai ngày ngắn ngủi hắn đã cảm nhận được sự hòa thuận và thiện ý của cha hứa mẹ hứa em thích một chung tiên sinh xấu xa nói em mập nói em ngốc hắn trở người nằm nghiêng sang bên cạnh bởi vì em vốn dĩ đã rất mập rất ngốc rồi cô cũng nghiêng người theo đối diện với hắn chung tiên sinh anh không hỏi em kiều tiên sinh đó là ai sao chung định hờ hững nói em nói đi anh ta nói anh ta là kiều diên Gương mặt của Chung Định đờ đẫn. Hắn hoàn toàn không nhớ việc bản thân lấy thân phận của Kiều Diên gặp mặt cô. Hứa Huệ Chanh hơi ngẩng đầu nhìn hắn, dứt khoát gom lấy dũng khí, kể hết mấy lần gặp mặt giữa cô và Kiều Diên ra. Lúc cô nói, Chung Định ngồi thẳng dậy, vươn tay đến tủ đầu giường lấy hộp thuốc. Hộp thuốc đã trống không. Hắn bèn cầm bật lửa lên chơi đùa. Chơi một hồi, hắn bỏ xuống, nắm lấy mặt dây chuyền hoa sơn trà, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình. Lý do ngày trước hắn đóng giả làm Kiều Diên là do Trần Thư cần đề xuất sau khi kiều diên mất được nửa năm một ngày kia khi tỉnh dậy cô cả bỗng quên mất chuyện này bà tự lừa mình dối người nói kiều diên đi du lịch rồi mãi đợi không được kiều diên quay về cô cả liền qua bên chung lão thái gia hỏi chung lão thái gia nào bận tâm đến cảm nhận của bà ông trực tiếp nói chết rồi cô cả tức giận đùng đùng trở về nhà lúc trần thư cần đến thăm non cũng bị hỏi chuyện này mới bắt đầu cô cũng trả lời theo sự thật sau đó thấy tâm tình của cô cả không ổn định mới thuận theo lý do của bà mà bị chuyện nhận thấy nỗi nhớ thương của cô cả đối với Kiều Diên dần thêm sâu, Trần Thư Cần không còn cách nào khác, bèn tìm đến Trung Định. Ban đầu Trung Định cũng lười quan tâm. Hắn cho rằng, cô cả thế nào cũng đã là người trưởng thành, nên có đủ khả năng chịu đựng rồi. Dù sao thì, trên thế gian này chẳng có chuyện gì là không thể trôi qua cả. Thế nhưng Trần Thư Cần phát hiện, tình hình của cô cả càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc trước khi cô cả ly hôn, con trai đã được phán quyết giao cho phía chồng. Cách đây không bao lâu, con của bà gặp chuyện bất trắc, đã không còn nữa. Thế nên, bị hai cú sốc từ chuyện của Kiều Diên và con trai, bà đã tự đánh lừa bản thân. Trần Thư Cần nói cho Trung Định biết rõ chuyện xưa và tình trạng hiện nay của cô cả, sau đó, cô cầu xin Trung Định đi an ủi bà. Trung Định nhớ đến tiếng gọi, tiểu định kia, bèn đồng ý. Ai ngờ, tình hình lúc khỏe lúc xấu của cô cả, kéo dài đến mấy năm trời. Mùa đông năm ngoái, bởi vì Kiều Diên sinh vào tháng 11, thế là số lần cô cả hẹn gặp càng dồn dập. Trung Định có lúc cảm thấy phiền, bèn từ chối điện thoại của Trần Thư Cần cô ta vẫn không tha không bỏ, không gọi được vào chiếc điện thoại màu trắng, liền đổi sang gọi vào số của chiếc điện thoại màu đen. Sau khi hứa Huệ tranh chuyển vào nhà hắn ở, hắn càng thêm chán ghét Trần Thư Cần, thế nên hắn châm biếm, cô chắc không phải cũng mắc bệnh như cô cả, thật sự xem tôi là kiều diên chứ. Lúc đó sắc mặt của Trần Thư Cần lúc trắng lúc đỏ. Sau đó, một khoảng thời gian rất lâu sau cũng không tìm hắn nữa. Trước Tết, cô ta thật sự không thể lây chuyển được cô cả, nên mới gọi điện cho hắn. Trung định đề xuất điều kiện, đó chính là nói rõ cho cô cả biết Kiều Diên chuẩn bị ra nước ngoài, hơn nữa phải ở nước ngoài rất lâu rất lâu. Trần Thư cần gật đầu đồng ý, nhưng qua một thời gian, thì lại nuốt lời. Lúc gió hắn đang cùng hứa Huệ Chanh ân ân ái ái, căn bản là lười để ý tới Trần Thư Cần. Trung định đưa hứa Huệ Chanh đến gặp cô cả, là muốn xuất hiện với hình thức của chính mình. Thế nhưng người cô cả nhớ, trước nay chưa từng là hắn. Bà và Kiều Diên cùng nhau sinh sống 6 năm trời, tình cảm rất sâu nặng bản thân chung định tính cách đã không được lòng trưởng bối cho nên bà chỉ bởi vì hắn là anh trai của kiều diên nên thái độ mới hiền hòa như thế trên phương diện tình thân chung định mãi mãi chỉ ở xếp ở phía sau về phần hứa huệ chanh nói đã từng gặp gỡ kiều diên vài lần chung định chẳng hề có lấy một chút ấn tượng thế nhưng hắn quả thật có tình trạng trí nhớ bị bất chợt đứt đoạn hơn nữa chúng đều xảy ra sau khi hắn gặp cô cả chung định hồi tưởng kỹ lưỡng tình hình này bắt đầu từ lúc nào có vẻ như là một hai năm gần đây Trước kia hắn không nghĩ theo hướng khác, chỉ coi như uống say nên hồ đồ, dù sao thì ngủ xong một giấc là hết chuyện. Trung Định thật sự không biết, trong tình trạng bản thân không rõ tình hình, còn từng cứu cô nàng ngốc đó. Hứa Huệ Chanh nói xong cũng ngồi dậy, cô nhìn hắn vẫn luôn đấu lưng lại với mình, đang tính mở miệng, thì hắn đã lên tiếng hỏi trước, tiểu sơn trà, em nghĩ kiểu như anh thế này là thuộc loại tình trạng gì? Nếu như không phải là ma nhập thì chắc là người hai nhân cách. Dừng một chút, cô bổ sung là em đoán. Anh là người vô thần giọng điệu của Trung Định vẫn tương đối ung dung. Cái đó, vậy chính là người hai nhân cách, hứa Huệ Chanh lo lắng hắn không chịu đựng nổi chân tướng sự thật, nên lại nói, Chung Tiên sinh, anh đừng sợ, em sẽ mãi luôn bên anh mà. Đóa hoa ngốc. Cuối cùng hắn cũng quay đầu lại, biểu tình bình tĩnh như thường ngày vậy, em không sợ ngày nào đó bản thân anh không còn biết gì cả, làm hại em à. Trong phim ảnh, đa phần người bị chứng nhân cách phân liệt đều là những kẻ cuồng sát, cô thì hay rồi, còn yêu đến mức khăng khăng một lòng. Em chưa từng nghĩ đến, ngoại trừ khi mới bắt đầu biết, cô từng sợ hãi, sau đó thì cũng đã bình tĩnh lại, sau khi anh và em yêu nhau, kiều duyên đó không còn tái xuất hiện nữa. Hắn tùy việc mà xét, nói, xuất hiện tình trạng này, chứng tỏ rằng anh có tiềm ẩn nhân tố bất ổn định. Hứa Huệ Chanh lắc lắc đầu, em vẫn sẽ luôn bên anh. Nét mặt của Trung Định thả lỏng, hắn lại ông lấy cô, cho nên em khờ, em ngốc. Trung Tiên sinh, anh không bị giật mình hả? Phản ứng của hắn bình tĩnh quá, cô cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi có chứ Hắn lười biến, khi anh biết mình bị bệnh nặng Còn có một đóa hoa ngốc không rời không bỏ Thật sự đã bị sợ đến giật bắn cả mình Nghe thế, cô ngẩng đầu khỏi vòng ngực hắn Trừng mắt nhìn hắn, không phải là bệnh nặng Em nghĩ thử, tỷ lệ mắc phải chứng bệnh này thấp như vậy Tất nhiên là cơ hội để trị khỏi cũng không lớn chúng định nói thì nói như thế Nhưng nghe giọng điệu của hắn Thật sự chẳng giống người có liên quan chút nào Mấy tháng nay anh vẫn rất tốt Hứa Huệ chanh nhấn mạnh, sau đó cũng phân tích rằng, em nghĩ anh chính là vì cứ diễn diễn miết rồi quá nhập tâm, nên mới thế. Trung định khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có tự giác của một người mắc phải bệnh nặng nên có. Chung tiên sinh. Cô lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn cười cười nâng mặt cô lên, hôn một cái. Không còn sớm nữa, ngủ thôi. Đương nói, bàn tay của hắn đã luồn vào trong quần áo của cô. Sau khi làm xong vận động trước khi đi ngủ thường lệ, hứa huệ chanh mệt đến chẳng bao lâu sau đã ngủ say. Trung định xuống giường tìm thuốc lá, sau đó bước vào thư phòng, ngồi xuống, im lặng hút thuốc hắn không phải bác sĩ không biết rõ bệnh lý của người bị phân liệt nhân cách nhưng mà cái gọi là tâm bệnh cần trị bằng tâm dược hắn nghĩ hắn cũng ít nhiều hiểu được nguyên do có lẽ là bởi vì một cuốn nhật ký của kiều diên lần đầu khi chung định lật ra chẳng hề cảm thấy quan trọng liếc vài cái liền đóng lại ngày nào đó trần thư cần nói ra chuyện chia tay của cô với kiều diên lúc nói chuyện có đem quyển nhật ký này ra cô ta nói kiều diên ghi chép rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể nói vào trong này thế nhưng ngay cả cô ta cũng không rõ rốt cuộc thì kiều diên đã viết những gì trung định lại không hề hiếu kỳ hắn chỉ đơn thuần là một khán giả hơn nữa những oán tháng của cô ta hắn chẳng muốn nghe một chút nào sau đó trong lúc vô ý trần thư cần lại nhắc đến chuyện này cô nói với trung định rằng quyển nhật ký đó còn có rất nhiều chuyện là nói với anh thế nên hắn lần nữa tìm lại cuốn nhật ký kia trước kia trung định xem trọng nhất chính là kiều diên tuy rằng ánh hào quang của kiều diên đã che lấp hoàn toàn trung định nhưng hắn vẫn đặt người em trai này lên vị trí đầu tiên kiều diên dường như trước nay luôn rất dịu dàng không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào cho nên khi chung định đọc quyển nhật ký này tâm trạng từng chút từng chút trở nên nặng trĩu với nội dung bên trong mà phán đoán cái chết của kiều diên gần như là đã định sẵn mọi người đều cho rằng kiều diên chết là bởi vì chuyện tình cảm loạn luân của mình và trần thư cần thật ra không phải thế kiều diên đã muốn giết chết kiều diên từ sớm kiều diên của giai đoạn sau này rất áp lực một mặt anh ta phải duy trì hình tượng hoàn hảo trước mặt người khác mặt khác Đủ mọi loại áp lực của anh ta lại không có nơi nào để trút bỏ Thật ra, anh ta vô cùng hâm mộ tính cách tùy tiện làm liều của Trung Định Bởi vì như thế có thể mặc kệ hết tất thảy Thế nhưng anh ta lại bị đè nặng dưới vô số gông cùng Đó là sự kỳ vọng và khen ngợi của các trưởng bối Là con đường họ đã định sẵn cho anh Và nhiều điều tương tự như thế Tính cách thật sự của anh ta Khác xa với vẻ trạng rỡ nắng ấm bên ngoài rất nhiều Đó đều là anh ta giả vờ Chỉ những lúc ở một mình, anh ta mới thả lỏng sau đó sẽ vẽ những bức tranh mà bức sau còn kỳ dị kinh hãi hơn bức trước. Anh ta còn từng có một giả thiết, nếu như Trung Định biến mất, vậy thì Kiều Diên hoàn hảo này sẽ có thể đồng thời biến mất luôn. Hoặc là nói, mặc kệ Trung Định và Kiều Diên, ai sẽ là người chết trước, thì cuối cùng còn lưu lại trên thế gian này cũng sẽ chỉ là Trung Định. Trung Định nghĩ, nếu như Kiều Diên chịu bọc bạch cõi lòng mình với hắn, chắc có lẽ hắn sẽ để cho Kiều Diên được như nguyện. Ngược lại Trung Định ở Trung Gia dù có hay không cũng không sao, tìm một lý do để biến mất không phải là khó. Kiều Diên thích ở đó, thì cứ nhường cho cậu. Chung Định cảm thấy chán nản chính là người em trai mà mình xem trọng nhất thì ra cũng không được thuần lương như vẻ bên ngoài. Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là để lấy lòng trưởng bối mà thôi. Thật ra về điểm này, Trung Định đã sớm có sự nghi ngờ nhưng lại không muốn tin. Chung Định thấy may mắn là thông qua những con chữ trong quyển nhật ký, có thể cảm giác được Kiều Diên đối xử tốt với hắn là chân thành. Chỉ là có vài lời nói dối đã theo dệt rất lâu rất lâu rồi, vậy chỉ còn có thể tiếp tục làm cho trọn vẹn mà thôi. Trung định đọc xong nhật ký, bỏ lại vào chốn cũ. Kiều Diên đã không còn nữa. Hơn nữa cho tới khi chết, cậu vẫn là hình tượng người em trai tốt trong lòng Trung định. Sự u ám trong sâu thẳm nội tâm của Kiều Diên, Trung định không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa. Theo lời kể của Hứa Huệ Chanh, Trung định rõ ràng là đang làm những việc mà Kiều Diên đã làm, đi con đường mà Kiều Diên đã đi, trải qua cảm giác thất tình như Kiều Diên đã từng, xuất hiện dưới lốt một Kiều Diên với tấm lòng ấm áp chân chính. Thế nhưng bây giờ Trung Định đã có một đóa hoa trà nhỏ bé rồi, cô còn hứa sẽ mãi luôn bên hắn, cho nên hắn cảm thấy căn bệnh này cũng chẳng có gì là to tác cả. Hơn nữa, từ sau khi hai người họ bên nhau, thì không phải hắn đã chẳng còn chuyện gì nữa rồi sao? Sáng ngày thứ hai, Trung định đưa cái bà chủ nhỏ làm công việc của một nhân viên tư liệu đến là vui vẻ đến công ty, sau đó hắn đi nghĩa trang một chuyến. Ánh mặt trời mùa hạ, chói lọi đến gây gắt. Ngày trước, khi nhìn tấm hình giống mình y chang ở trước mộ, Trung định sẽ có cảm giác như bản thân đã theo cùng xuống dưới đất kia rồi. Mà này, tay hắn đang nghịch mặt dây chuyền cuối cùng thì cũng chính thức đến nói lời từ biệt với kiều diên a à, diên kính trâm che khuất đi ý cười trong đôi con ngươi của chung định tiểu mỹ nhân nhà anh ấy rất dễ nói chuyện nhưng có vài việc cô ấy cực kỳ cố chấp anh trông thấy cô ấy như thế còn thấy rất vui nữa ngày thường đều là cô ấy nghe lời của anh anh cũng phải nghe theo cô ấy một lần chứ đúng không bên cô cả kiều diên sẽ không đến nữa tạm biệt chung định nói xong quay đầu đi mất người em trai trong lòng hắn vẫn là kiều duyên hiền hậu dịu dàng đó thế nhưng trung định sẽ không vì tham lam đôi chút tình thân ngoài mặt mà bức ép bản thân trở thành nắng ấm nữa hắn vốn đã là một bức tượng băng đá rồi chỉ có thể đợi người phụ nữ của hắn đến làm ấm cho trung định lái xe về công ty trên đường đi bởi vì một vụ tai nạn giao thông mà bị tắt đường kinh khủng hắn vòng sang đường khác kết quả vẫn bị kẹt xe thời gian đợi chờ cực kỳ bực bội hắn đập tay lên vô lăng ánh mắt lướt qua quảng trường ở bên cạnh sân khấu ở bên đó đang treo một bức ảnh quảng cáo váy cưới, là một tiệm ảnh viện nào đó đang tổ chức hoạt động rút thưởng. Chung Định chợt nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Huệ Chanh. Tuy rằng thân người cô hơi mập, nhưng gương mặt lại nhỏ nhắn, không bị béo lên, cực kỳ ăn ảnh. Liền sau đó hắn quẹt mở di động, mở thư mục ảnh ra. Trong đó chỉ có một tấm ảnh chụp một mình cô cười long lánh mắt. Hắn lại nhìn bức ảnh váy cưới phóng lớn kia, sau đó ấn tắt màn hình điện thoại. Tiểu Sơn trà nhà hắn, nếu mặc vào bộ váy cưới trắng tinh khôi, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. Nghĩ như thế, thời gian kẹt xe cũng không còn khó chịu nữa. Chung định đến công ty, dừng xe, lên lầu, ánh mắt chăm chú của mọi người dõi theo. Hắn mặc kệ tất. Trợ lý của Chung định, Trương Khánh Vinh, là nam giới. Hàng ngày cậu ta bị đám nhân viên nữ cuốn lấy hỏi chuyện riêng của ông chủ, cậu ta đều trả lời, không rõ. Ông chủ này chẳng có dáng vẻ của ông chủ gì cả, đi làm chưa từng đúng giờ, tan ca thì chạy sớm hơn bất cứ ai, lúc họp cũng rất thờ ơ, chỉ là vào thời điểm mấu chốt ra phương án, đầu óc của ông chủ lại xoay chuyển nhanh hơn tất cả mọi người. Được cái là, thành tích của công ty vẫn tạm. Chương Khánh Vinh chỉ có thể tự an ủi mình, ông chủ trông thì có vẻ lười, nhưng lại không phải hạng người hời hợt. Hôm nay, ông chủ ra một chỉ thị, kêu Chương Khánh Vinh đi liên lạc với một văn phòng chụp ảnh cưới. Ngày tháng ông chủ cũng đã tự mình chọn xong rồi, nói xong liền bỏ lại một câu, nói với họ, ngày của Trung Định, nếu như trì hoãn thì kêu bọn họ tự mà liệu lấy. Chương Khánh Vinh buồn bực, nghe giọng điệu này, trừ phi ông chủ là một đại nhân vật vô cùng ghê gớm, nhưng mà cậu ta không dám hỏi. Chương Khánh Vinh lập tức hành động. Phòng làm việc kia là một nơi xuất sắc trong giới, thu phí đắt đỏ, phục vụ chu đáo mọi mặt. Quản lý phụ trách vừa nghe đến tên của ông chủ, thái độ liền trở nên cung kính. Ngày của Trung tiên sinh, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Chương Khánh Vinh thuật lại lời trả lời của đối phương cho Trung Định biết. Trung Định từng một tiếng, tỏ vẻ biết rồi. Sau đó hắn nghĩ ra gì đó, miệng nhếch lên cười, có thể nói với mấy cô bạn thân của cậu biết việc này đấy chương khánh vinh nghe mà sợ đến mồ hôi lạnh cũng không dám lau thì ra giao tình giữa mình và các nữ nhân viên ông chủ đều rõ như lòng bàn tay chương khánh vinh thầm đoán chiêu này hẳn là muốn chặn đứng tận gốc tâm tư của đám phụ nữ kia đây nghĩ đến đây cậu ta than thầm trong bụng bây giờ xã hội là như thế no có kiểu chết của no khác có kiểu chết của khác công ty này có không biết bao nhiêu năm nhân viên hâm mộ vẽ anh tuấn lắm tiền của ông chủ nhưng hết lần này đến lần khác bản thân ông chủ lại chẳng có hứng thú gì với phụ nữ đợi chút Trương Khánh Vinh đột nhiên giật mình một cái. Ông chủ chắc không phải là khuynh hướng giới tính bị chướng ngại gì đó chứ. Càng nghĩ càng đáng sợ, sau khi Trương Khánh Vinh ra khỏi phòng làm việc của Trung Định, da gà gia việc vẫn còn nổi cả mảng lớn. Giờ cơm trưa, lúc cùng vài đồng nghiệp nữ bên phòng hành chính ăn cơm, cậu ta liền tung cái tin tức ông chủ muốn chụp hình cưới ra. Thế là trái tim thiếu nữ vỡ cả một đống. Người đầu đàn chính là Tiểu La ở bộ phận quản lý. Tính cách của Hứa Huệ chanh hiền hòa, quan hệ với đồng nghiệp cũng coi như là tốt đẹp, cho nên tiểu la tìm đến cô dốc hết nỗi khổ tương tư của mình hứa huệ chanh có chút nghi hoặc mỗi lần gặp trần hành quy hình như anh ta đều không có bạn gái nhưng mà cuộc sống của đám con cháu nhà giàu có cô không biết rõ có lẽ là kết hôn gấp cũng không chừng cô an ủi tiểu la phẩm đức quan trọng hơn tướng mạo sau này em có thể gặp được người đẹp trai nhất trong lòng mình mà em chưa gặp được mấy người có thể gọi là đẹp trai cả tiểu la càng nói càng tan nát cõi lòng khó khăn lắm mới có một nam thần phiên bản hiện thực bây giờ thì hết mất rồi Hứa Huệ Chanh không thể hiểu được tâm tư thiếu nữ ông ấp tình cảm thế này, cô vẫn còn muốn khuyên thêm mấy câu, trùng hợp là quản lý bộ phận có việc tìm cô, nên cô phải đi làm việc trước. Lúc chiều, Trung Định gửi tin nhắn đến, nói là hắn rất buồn chán. Cô tranh thủ trả lời hắn mấy câu. Sau đó cô nhớ đến mức độ được hoan nghênh của Trần Hành Quy trong công ty, liền nói việc này cho Chung Định biết. Kết quả, Trương Khánh Vinh liền nhìn thấy ông chủ của mình nhìn vào màn hình di động, đôi mắt cong lên nhân viên báo cáo công việc ở bên cạnh không biết mình đã nói sai ở đâu mà khiến cho ông chủ tức cười thế là chỉ đứng đó nâm nớp lo sợ chương khánh vinh cảm thấy bản thân là thân phận trợ lý nên nhắc nhở ông chủ đang không tập trung trong cuộc họp kia một chút cậu ta đang tính lên tiếng chung định đã ngẩng đầu lên trong con ngươi hiện lên ý cười trong vắt chương khánh vinh làm việc gọn ghẻ lắm chương khánh vinh lại giật mình một cái ông chủ phóng điện với mình như vậy là ý gì đây dựa theo lý luận trai tốt đều đã có chồng chương khánh vinh đoán rằng xác suất ông chủ là người đóng tính đã đạt đến 80%. Vào lúc này, cậu ta vô cùng cảm ơn đấng sinh thành của mình, chỉ là sinh ra cậu ta có ngũ quan cân đối, chứ không quá mức xinh đẹp. Nếu không mà bị ông chủ ngắm trúng, sau đó là cường đoạt bá đạo cộng thêm giam cầm này nọ, thì phải làm thế nào chứ? Trung Định không hề để ý đến vẻ mặt thay đổi của Trương Khánh Vinh. Hắn đang nghịch điện thoại, mở ra xem nhật ký nhắn tin của mình và hứa Huệ Chanh, tầm tư hoàn toàn không để trong cuộc họp. Đám nhân viên tham gia họp bên dưới dường như đã quen với tình huống này. Nhưng mà, lúc trước những khi ông chủ thả hồn theo gió, không hề cười đến mức như mặt nước hồ mùa xuân gần sống như hôm nay. Các đồng bao nam giới cảm thấy vô cùng may mắn với tính khí lạnh đạm đó của ông chủ, nếu không, ngày nào cũng cười như thế này, vậy thì nam giới trong công ty còn cần phải sống nữa sao? Nhân viên nam, vào lúc này, có cảm giác như chuyện tốt vào nhà vậy. Nữ nhân viên lại phong ngày này thành ngày tim vỡ. Sau đó, trong tiếng tim vỡ từng hồi từng hồi, hứa Huệ tranh nhận được khoản tiền lương đầu tiên của mình. Không nhiều, chỉ khoảng 2.000 đồng nhưng cô cũng rất vui rồi. Đây là khoản thu nhập đã đến trễ 6 năm rưỡi của cô. Hứa Huệ Chanh chia món tiền ra làm 4 phần, dự tính là sẽ đưa cho ba mẹ, em trai, còn có chung tiên sinh yêu thương trong lòng cô nữa. Sau đó, cô tiêu sạch hết rồi. Đồng nghiệp giáp trong cùng bộ phận, trong tháng này được bầu làm nhân viên ưu tú, thế là một đống người họ hét muốn anh ta khao một chầu. Giáp vui vẻ đồng ý, mọi người tạm thời hẹn gặp vào tối thứ tư. Tiểu La đến hỏi Hứa Huệ Chanh có đi hay không. Lúc đầu Hứa Huệ Chanh có chút do dự, cuối cùng thì đã đồng ý. Trước nay cô chưa từng tham gia tụ tập với đồng nghiệp. Ngày trước ở hội sở, những chị em khác đều kiên dè bạo lực của Chu Cát Vũ, cho nên ngay cả đón năm mới, Hứa Huệ Chanh cũng chỉ cô độc một người. Cô muốn hòa nhập với đồng nghiệp trong bộ phận. Sau khi tan làm, cô đi ra ngoài đầu đường. Ra khỏi bãi đậu xe của tòa nhà thu, nếu muốn đi đến tòa nhà hạ, thì phải vòng một quãng đường khá dài, thế nên sau khi tan ca, cô và Trung Định đều đợi nhau ở đầu đường. Hơn nữa nơi đó có một tiệm bánh, nếu như hắn đến sớm, còn có thể mua một cái bánh kem đương nhiên chỉ hắn là có cái thói quen cúp làm hắn luôn là người đến sớm đến đầu đường quả đúng như dự đoán hứa huệ chanh nhìn thấy hắn ngồi trong tiệm bánh thưởng thức từng miếng từng miếng một cách tấm kính thủy tinh chung định nhìn thấy cô đi đến gần hắn cười nhân viên trong tiệm bánh đều quen thuộc với đôi tình nhân này người nam thích ăn đồ ngọt người nữ thường không ăn gì sau khi người nam ăn xong liền dắt tay người nữ đi khỏi nhân viên giáp từng tám với nhân viên ất rằng bạn trai đẹp trai như vậy, nhất định là chẳng có cảm giác an toàn chút nào. Đương nhiên rồi. Ất tán đồng, đàn ông có tiền liền trở nên hư hỏng, huống chi vừa đẹp trai mà lại vừa có tiền. Nói thì nói như thế, nhưng cả Giáp và Ất đều cảm thấy, mỗi khi nhìn thấy đôi tình nhân này, đều đặc biệt ấm cúng. Hứa Huệ Chanh nói với Trung Định về việc liên hoan của bộ phận, đôi mày hắn nhướng lên, cần dắt bạn theo không? Cô lắc đầu, là đồng nghiệp khao, sao có thể không biết xấu hổ mà ăn thêm một phần nữa chứ? Hắn hừ một tiếng, Hứa Huệ Chanh nhớ đến chuyện tiền lương, mặt cười tươi như hoa, Trung Tiên Sinh, em nói cho anh biết. Trung Định lạnh nhạt trả lời, anh không muốn nghe. Em nói anh nghe này, cô tiếp tục nói, hôm nay phát lương, em mời anh ăn cơm. Sau cùng, cô lại cười thành tiếng. Hắn nghiêng đầu liếc cô một cái, em được lãnh bao nhiêu? Hai ngàn. Hứa Huệ Chanh nói đúng như thật, còn giơ tay hình chữ V. Ít vậy à. Trung Định không vui, đi khiếu nại với ông chủ em đi. Em cảm thấy cũng được. Em chỉ tốt nghiệp cấp 3 mà. Cô thật sự sợ hắn đi tìm Trần Hành Quy để tranh luận vấn đề tiền lương, cô giải thích, hơn nữa vào làm chính thức sẽ tăng lương mà. Em lúc nào được vào chính thức? Thử việc 3 tháng. Hứa Huệ Chanh nghi ngờ liệu hắn có đọc qua điều lệ công ty hay chưa, rõ ràng là đều ghi chú rõ mà. Hắn dứt khoát. Lâu quá, ngày mai vào chính thức. Đừng, em, không muốn đi cửa sau nữa, một là quá phiền phức cho Trần Hành Quy, hai là, cô sợ đồng nghiệp biết được sẽ coi thường cô. Khờ. Chung định kết luận hắn đã biết từ sớm là chẳng thể hy vọng gì từ cô, nên đã để cho cô tự cố gắng phấn đấu. Dù sao trong nhà cũng không thiếu khoản tiền lương nhỏ đó của cô, thôi thì tùy cô đi. Sau khi chia đều tiền lương ra, cô chỉ còn lại 500 đồng, cho nên không thể nào mời hắn đi ăn nhà hàng cao sang được, cô bèn chọn quán dược thiện lần trước đã đi. Lần này lúc lật menu, cô lật thật nhanh qua cái trang tráng dương kia. Cô chỉ mong sao Chung Định đừng có dương như thế bây giờ cô không thể ngủ đến lúc tự tỉnh giấc như ngày trước nữa rồi đã mấy ngày khi đang làm việc mà cô buồn ngủ cực kỳ đều là do ban đêm bị hắn quậy có lúc cô phản kháng bảo không làm nữa hắn đều coi như không nghe thấy khi hai người họ còn chưa xác định quan hệ nào có thấy hắn sung sức đến vậy đâu hứa huệ chanh tiếp tục lật sau đó đột nhiên nhìn thấy trong quý này có canh an thai tẩm bổ cô lại nhớ đến bản thân mình có thể không có khả năng sinh nở tuần trước cô tính đi bệnh viện kiểm tra nhưng không có thời gian cô tạm thời không muốn cho trung định biết cho nên chỉ có thể chọn thời gian lúc đi làm, nhưng mà công việc thì không thu xếp được, cô ngại xin nghỉ phép, nên đành trì hoãn. Chung định thấy cô nhìn menu đến ngơ ngẩn, bèn tùy tiện liếc mắt nhìn qua trang thực đơn trong tay cô. Dựa vào tính cách của cô mà nói, nhất định là muốn có một đứa con. Nhưng tạm thời hắn không có dự định này. Bọn họ còn trẻ, hắn muốn cùng cô đi khắp nơi du ngoạn trước, có con rồi, khá là phiền phức. Mùi vị thức ăn của dược thiện quán cũng không có gì khác biệt so với nửa năm trước. Trung định cảm thấy còn xa mới bằng được tay nghề của đóa hoa ngốc nữa kìa. Hứa Huệ Chanh không kén ăn, khẩu vị rất tốt, ăn hết cơm còn uống thêm hai chén canh. Lúc ăn, cô nhớ đến cha mẹ ở thành phố dê xa xôi, nên bèn bàn bạc với Trung định, nói muốn đón hai cụ qua. Dù sao thì cô và Hứa Thất Trúc cũng đều ở thành phố dê, hơn nữa Hứa Gia cũng không còn thân thích ở thành phố dê nữa. Tùy em. Trung định không có vấn đề gì với những chuyện này. Hắn vẫn còn vài căn bất động sản, để không thì cũng là để không chỉ cần cô vui, hắn đều không ý kiến. Cô nghe thế, lập tức để lộ ra chiếc răng khỉnh nhỏ xinh, chung tiên sinh, cảm ơn anh. Tùm hưng. Hắn vẫn cái dáng vẻ xa cách khó gần. Hứa Huệ Chanh đang nghĩ, nếu như đón cha mẹ mình đến, vậy thì cô sẽ có thể thường xuyên cùng chung định qua bên đó. Cô tin tưởng, cha hứa mẹ hứa có thể bù đắp được đôi chút sự thiếu khuyết tình thân của hắn. Cô muốn cho hắn sự cổ vũ và giúp đỡ to lớn nhất, để hắn cởi được khúc mắt trong lòng cô vốn cũng lo lắng nếu chung định biết bản thân hắn có loại bệnh đó vậy có phải là nên đi tìm một bác sĩ tâm lý điều trị rốt ráo không thế nhưng khi nghĩ đến tự tôn của hắn cô lại cảm thấy vẫn là nên quan sát thêm nữa xem hắn có còn biến đổi gì nữa không cách một khoảng thời gian điền tú vân lại đến đổi thuốc nhưng cô ta không chuyên về khoa tâm lý hơn nữa bình thường sau khi đổi xong thuốc liền vội vàng rời khỏi cho nên hứa huệ chanh cũng không hỏi thêm nữa sau khi chung định biết chứng phân liệt của mình cũng không có gì thay đổi vẫn cứ lười biếng như trước như thế cũng tốt trên đường về nhà, Hứa Huệ Chanh với dáng vẻ rất nghiêm túc nói với Chung Định về vấn đề điều độ trong chuyện phòng the, Chung Tiên Sinh, sau này từ thứ hai đến thứ sáu, chúng ta chia giường ngủ đi. Chung Định quay đầu nhìn sang cô, ánh mắt phút chốc đã lạnh lẽo, giọng điệu ngầm giấu sát khí, hửm. Cô nhìn thẳng về phía cửa sổ xe, em ngủ trễ quá rồi, ban ngày khi đi làm đều ngủ gà ngủ gật. Muốn ngủ thì ngủ. Hắn nói rất tùy ý, dù sao thì tiền lương em có rồi, cứ việc ngủ cho rồi. Anh sẽ chuyển một chiếc giường vào công ty. Hứa Huệ chanh hóa đá trong giây lát, rồi cô giải thích, em muốn ngủ sớm. Cũng được, chúng ta làm sớm một chút. Dù sao thời gian xem tivi có hay không cũng không sao, rút ngắn rất dễ dàng. Cô nghiêng người sang chọc chọc tay hắn, chọc chọc chọc, chung tiên sinh, việc gì cũng nên điều độ. Ban đêm đừng để mệt quá. Anh chẳng mệt chút nào. Hắn để ý đến tình hình giao thông, tay trái bắt lấy tay cô. Em mệt. Vậy em ngủ đi, để anh làm là được. Hứa Huệ Chanh phát hiện ra, người đàn ông này căn bản là không thể nào thương lượng được. Nhưng mà hôm nay cô đã hạ quyết tâm, phải phản kháng đến cùng. Chỉ là, cô đã đoán sai một chuyện. Có thể trở thành bạn với kiểu cùng bạo lực như Kiều Lăng, phần lớn đều là biến thái. Nửa năm cô và Trung Định ở chung với nhau, hắn không bộc lộ ra là có sở thích đặc biệt nào cả. Cho nên, cô tưởng rằng hắn rất thuần lương. Buổi tối khi Trung Định tắm rửa xong đi ra, hứa Huệ Chanh liền ông gối ngồi nghiêm chỉnh, Trung Tiên sinh, em ngủ rồi, anh không được quậy em hắn liếc xéo cô một cái, ừm. Sau đó hắn lên giường, nửa dựa người vọc điện thoại. Hứa Huệ Chanh bán tính bán nghi, cuối cùng nằm xuống, xoay lưng lại với hắn. Chẳng bao lâu sau, Trung Định vứt điện thoại qua một bên, cuối người xuống, hà hơi vào tai cô. Cô giật nảy mình, oán giận nói, em muốn đi ngủ. Tiểu Sơn Trà. Giọng hắn trầm khang, em ngủ của em, anh đến chơi trò cường đạo chiếm đoạt gái nhà lành. Hứa Huệ Chanh càng thêm kinh ngạc, cô quay đầu lại nhìn hắn. Nụ cười âm tà của hắn, trông giống như một tên cường đạo đích thực vậy. Ngay cả kêu cô cũng không kêu được lên tiếng, thì đã bị hắn chặn lại. Đêm nay, cô chịu khổ rồi. Cái tên cường đạo đó căn bản là chẳng cần diễn, hắn chính là một tên cường đạo. Thế nhưng hắn còn muốn cô phản kháng. Hắn giày vào cô đến tận 4 giờ rưỡi sáng, mới cười thỏa mãn, ngồi dậy hút thuốc. Khói thuốc lượng lờ, dáng điệu hắn nhếch miệng lên cười trong càng quyến rũ hơn ngày thường, cả người đều tản ra sức hấp dẫn đến mất hồn. Hứa Huệ chanh nghiêng đầu nhìn hắn, oán giận gì cũng bay hết quyển nhật ký kia từng nhắc đến, biểu hiện của Kiều Diên càng tốt, thì thành kiến mà Trung Định gặp phải càng sâu. Thế nhưng Trung Định lại không hề đố kỵ Kiều Diên, ngược lại, mọi nơi đều che chở cho người em trai này. Hứa Huệ Chanh nghĩ, đây là một người đàn ông đơn giản biết bao, chỉ cần ai đối xử tốt với hắn, thì hắn sẽ đối tốt lại. Trung Tiên Sinh, cô khẽ khàng nhích đến gần bên Trung Định. Hửm! Giọng của hắn vẫn mang theo chút lười biếng sau khi hành sự. Cô lẩm bẩm, sao mà em lại thích anh đến thế này nhỉ? Trung Định cúi đầu, tay trái xoa lên gương mặt của cô, khẽ giọng nói, bởi vì em khờ. Nếu không khờ, thì ai lại đi thích một tên khốn việc xấu đầy mình như hắn chứ? Hứa Huệ Chanh nắm lấy tay trái của hắn, bởi vì em không khờ. Yêu đương với hắn là chuyện mà cô hãnh diện nhất trong kiếp này. Hắn cười, nhả ra một ngụm khói. Mười ngón tay cùng cô đang chặt vào nhau. Ngày hôm sau, Trung Định đi làm như thường, còn Hứa Huệ Chanh thì phải xin nghỉ phép. Buổi sáng cô thật sự là dậy không nổi cô ngủ đến gần trưa sau đó đột nhiên nhớ ra hôm nay vừa hay có thể đi bệnh viện xem xem cô ăn xong cơm ra khỏi nhà đón xe đến bệnh viện gần nhất bệnh viện rất chen chúc cô bốc số xong đợi hết một tiếng rưỡi mới đến lượt mình sau đó còn có một đống phiếu kiểm tra có tới mấy mục hôm nay đều đã đầy cả người phải đợi hẹn lúc khác để kiểm tra cô làm kiểm tra phụ khoa và chụp hình ống dẫn trứng trước đều không vấn đề gì chỉ là bên dưới có chút sưng đỏ nữ bác sĩ làm kiểm tra có hơi hung dữ phải tiết chế chút chứ hứa huệ chanh ngượng đến đỏ bừng cả mặt sau khi ra ngoài cô lại lần nữa tỉ mỉ xem lại các mục chuẩn đoán hơi chút yên tâm nếu như cơ thể của mình khỏe mạnh vậy thì không còn gì tốt hơn rồi còn sớm mới đến giờ cơm tối hứa huệ chanh muốn mua vài món quà cho cha mẹ bèn đi dạo cửa hàng cô đi ngang qua tiệm bánh ngọc lần trước cùng ăn với thẩm thung nhạn muốn mua một cái bánh đem về cho trung định ai ngờ trùng hợp như vậy thẩm thung nhạn vừa vặn cũng có ở đó bên cạnh cô nàng còn có một người đàn ông trên mặt có hai vết sẹo đứng đó thẩm thung nhạn nhìn thấy hứa huệ chanh mắt lóe sáng lên tiếng chào hỏi ôi chào đây không phải là cựu tình địch tiểu thư đó sao chào thái mỹ tiểu thư hứa huệ chanh bước vào tiệm cựu tình địch tiểu thư cô thấy kiểu tóc mới của tôi thế nào hôm nay thẩm thung nhạn nhuộm một mái tóc ngã màu từ xanh lam sang màu tím mang một sự mới mẻ rất khác lạ hứa huệ chanh cười rất chân thành rất đẹp hoa ha 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 thẩm thung nhạn cực kỳ đắc ý thái mỹ ơi thái mỹ chính là đẹp thế đó thật sự là muốn xấu cũng xấu không nổi mà. Phượng Hữu hơi hít mắt lại, đánh giá hứa Huệ Chanh. Gã chỉ nhìn qua ảnh của cô, gặp ở ngoài thế này, chẳng qua cũng chỉ như thế. Trong lòng Phượng Hữu coi khinh khẩu vị của Trung Đình. Ôi! Thẩm thung nhạn quay đầu liếc gã một cái, từ khi nam phụ tiên sinh biến thành thái sử, quá xấu, thì càng làm tôn thêm dung mạo như tiên của tôi. Vẻ mặt gã lạnh lùng kiêu ngạo, phối với vết dao, càng tăng vẻ khiếp đảm. Hứa Huệ Chanh không dám nhìn nhiều, dự tính mua xong bánh liền rời khỏi sau khi tạm biệt thẩm thung nhạn hứa huệ chanh dạo một lát nữa rồi đi qua đón thang máy xuống lầu cửa thang máy vừa đóng đột nhiên lại mở ra ngoài cửa phượng hữu cười lạnh lùng tôi đột nhiên nhớ ra có một trò chơi rất thú vị vừa khéo lại thiếu mất một nữ nhân vật chính thẩm thung nhạn ăn xong bánh kem rồi kêu tài xế đến đón mình khi đã lên xe cô nàng bắt đầu dặm thêm phấn tiểu hoàng tắt điện thoại kỳ lạ hỏi tiểu thư a à khoáng nói nam phụ tiên sinh của cô vừa mới đi tìm chó được thẩm thung nhạn đang vẽ lông mày chó đực đúng thế tiểu hoàng đưa điện thoại đang mở tin nhắn qua ta à khoáng vốn sắp sửa ra ngoài tìm em rồi bây giờ lại bị gọi lại vậy chắc là trống trải đó thẩm thung nhạn đặt bút vẽ lông mày xuống chuyển qua kẻ mắt nam phụ tiên sinh trời sinh dị bẩm nam nữ thông thường đã không thể làm anh ta thỏa mãn rồi anh ta bây giờ bắt đầu tìm kiếm tri âm trong thế giới động vật đó tiểu hoàng kinh ngạc ý của tiểu thư là đám chó đực này là để nam phụ tiên sinh tự dùng à tất nhiên đôi mắt của thẩm thung nhạn nhướng lên nhìn về phía tiểu hoàng ta thấy nam phụ tiên sinh răng trắng môi hồng thì đã biết là gay chỉ không ngờ được rằng anh ta lại là không anh ta cô đơn như vậy chỉ có thể yêu đương với chó được thôi không thụ biến biến thái quá đi thẩm thung nhạn nhìn gương mặt mình trong gương ngây ngất nói một người đàn ông khẩu vị nặng như vậy mà cũng phải quỳ dưới váy của ta thật không hổ là thái mỹ cô nàng ngây ngất một chập sau đó ai vô một tiếng tiểu hoàng nghe vậy liền biết thẩm thung nhàn lại sắp bắt đầu diễn kịch rồi quả nhiên thẩm thung nhàn chuyển qua vẻ đau buồn đúng là vận mệnh trêu đùa cựu hôn phu tiên sinh phụ lòng bạc bình không quan tâm đến ta vương gia bá đạo gặp phải thích khách hiện sống chết chưa biết ngón tay của cô nàng khẽ chấm lên khóe mắt ta đau lòng quá thương tâm quá ta phải đi tìm kiếm hơi ấm trong vòng ngực của nam phụ tiên sinh tiểu hoàng không thể không nhắc nhở tiểu thư nam phụ tiên sinh của cô đang cùng chó được sưởi ấm cho nhau đó nghe thế thẩm thung nhàn bật cười một tiếng vậy ta càng muốn đi đến hiện trường để cảm nhận tình yêu nồng nhiệt của nam phụ tiên sinh hứa huệ chanh tỉnh lại trong một căn phòng ấm áp trải đầy một biển hoa sau khi ngồi dậy ý thức quay về cô nhớ đến cảnh ngộ của mình cô bị bất tỉnh trong thang máy những chuyện xảy ra sau đó cô không biết gì cả cô tỉnh rồi hứa huệ chanh hoảng sợ nhìn về hướng phát ra tiếng động phượng hữu ngồi trên ghế lười đã lâu lắm rồi gã không cười như thanh xuân trong sáng thế này trong cành nền rực rỡ nổi bật trong gã trông vô cùng trẻ trung hiền hòa Hứa Huệ chanh dè dặt thuộc lùi về sau. Cô không cho rằng người đàn ông trước mặt là loại người lương thiện. Chào cô. Phượng Hữu ân cần chào hỏi. Cô thu lại tất cả biểu tình, rất cảnh giác. Phượng Hữu cầm ly cà phê lên, uống một ngụm, càng cười càng tươi tắn. Tôi đã muốn gặp chị từ sớm rồi, cho nên mới phiền chị đến đây một chuyến. Hứa Huệ chanh nghe đến da gà da vịt đều muốn nổi lên hết. Đầu của cô vẫn còn chút choáng váng. sau khi chống người đứng dậy, cô trấn tĩnh nói, anh gì đó, tôi không hề quen biết anh. Tôi muốn về nhà về nhà. Trung Định cũng có nhà à. Phượng Hữu khinh miệt cười ha hả, chỉ có loại gái rẻ tiền mới bấu chặt lấy thằng đó không buông. Cô nghe ra được, người đàn ông này có quen biết Trung Định, hơn nữa còn rất thù địch. Bản thân cô lần này e rằng chính là do gã muốn dùng cách này để uy hiếp Trung Định. Nghĩ đến giây, cô càng đè nén nổi bất an trong lòng mình xuống, cố giữ vững vẻ bình tĩnh ngoài mặt. Cô không biết là Trung Định đã biết được tình cảnh của cô hay chưa, chuyện đến bây giờ, cô chỉ có thể gắn hết sức bảo vệ chính mình, ít nhất là không được để sự hoảng hốt của mình lộ ra bên ngoài. Người đến là khách, tôi sẽ không khiến cô khó chịu đâu. Phượng Hữu bỏ ly cà phê xuống, vươn tay đến cành hoa gần gã nhất. Gã chăm chú nhìn vào ánh mắt của Hứa Huệ Chanh, mang theo sự dịu dàng dị thường. Cô thích hoa gì? Tôi sẽ hái cho cô một đóa. Hứa Huệ Chanh nghiêm mặt, né tránh ánh mắt sùng sả của gã. Dám không tiếp nhận tình cảm. Gã thu nụ cười lại, dần già không che giấu bản tính nữa. Ngón tay của gã ngắt một cái, cành hoa lập tức gãy rắc gã đưa cành hoa đến bên mũi, ngửi một cái rồi vứt bỏ, cô gái không nghe lời, chọc tôi mất cả hứng. Hứa Huệ tranh cảm nhận được nguy hiểm, cô vừa duy trì khoảng cách với gã, vừa liếc nhìn cảnh vật xung quanh, ý đồ tìm một lối để chạy trốn. Bốn phía quanh cái biển hoa này đều là hàng rào trắng, độ cao khoảng chừng 2 mét, nhưng khoảng cách từ cô đến hàng rào lại có rất nhiều khóm hoa ngăn cách, cô đang dự tính xem mình có thể chạy qua hay không. Nghe nói cô rất trẻ tiền Rẻ như thế nào? Tôi hào phóng một chút, cho cô 300 đồng, thế nào? Câu hỏi của Phượng Hữu không mang ý tốt, gã không trông mong vào câu trả lời của cô, gã tự nói tiếp, mũ xanh trên đầu chung định chắc bản thân anh ta cũng đến không hết chứng nhĩ. Nghe thế, Hứa Huệ tranh thoáng lướt qua một suy nghĩ, người đàn ông này muốn làm nhục cô. Cô chợt thụt lùi về phía sau, muốn chạy về phía hàng rào gần nhất. Phượng Hữu nhìn dáng vẻ muốn chạy của cô, thật sự là rất giống một con chim trong lòng. Gã cười cười căng dặn thuộc hạ đưa chó vào. Nơi biển hoa một vườn, cảnh hợp lòng người này, khi chung định nhìn thấy cảnh đẹp như thế này, sẽ có biểu cảm thế nào đây? Đặc biệt là trong cảnh nền đẹp tuyệt thế này, con đàn bà của hắn lại cùng hai con chó. Phượng Hữu chỉ cần tưởng tượng như thế thì đã không kìm nổi tâm tình sáng lạng rồi. Lúc Hứa Huệ Chanh nhảy qua khóm cỏ, cô bị bụi cây lớn vướng chân. Vào lúc này, người huấn luyện chó đã dắt hai con chó giống sói lớn đi vào. Cùng vào, còn có một người. Mái tóc nhuộm màu xanh lam và tím, cực kỳ bắt mắt. Phượng Hữu nhìn thấy, thần sắc sững lại. Ánh mắt của gã lướt qua hai con chó giống sói, sau đó ánh nhìn tập trung trên mặt thẩm thung nhạn, sau cô lại đến đây? có kịch hay cũng không kêu người ta một tiếng, thật là ác độc. Thẩm thun Nhạn che miệng cười, nghe nói nam phụ tiên sinh muốn trăm ô út cùng với chú cúng đáng yêu, tôi cực kỳ nôn nóng muốn làm nhân chứng cho khoảnh khắc lịch sử này đấy. Trăm ô út, tiết lộ hoặc thừa nhận mình là người đồng tính. Vậy cô đến thật đúng lúc. Phượng Hữu lành lạnh nói. Ơ, ờ, thẩm thun Nhạn như gặp được bạn cũ vậy, chạy đến bên cạnh hứa Huệ Chanh, đó không phải là cựu tình địch tiểu thư sao. Không rõ vì sao, khi nhìn thấy thẩm thun nhạn trong lòng hứa Huệ Chanh không còn khủng hoảng như trước nữa. Cô quay về phía Thẩm Thung Nhạn, Thái Mỹ, tiểu thư. Cô và Thẩm Thung Nhạn chỉ gặp qua vài lần, Thẩm Thung Nhạn cũng cư xử rất kỳ quái, nói chuyện thì thần kinh. Nhưng mà, trước nay Thẩm Thung Nhạn chưa từng thật sự làm khó cô. Thẩm Thung Nhạn nhướng mày lên, lúng đồng tiền lúc cười lên như hoa, bây giờ tôi không phải là Thái Mỹ. Hứa Huệ chanh ngẩn người. Thẩm Thung Nhạn hấp hấy mắt, hạ thấp âm lượng, sửa lại, xin hãy gọi tôi là chính nghĩa tiểu hiệp nữ. Hai con chó lớn kia đang sủi như điên, dậy khỏi vòng cổ, huấn luyện viên sắp giữ chúng không nổi nữa rồi phượng hữu bẻ một bông hoa vặt mấy cánh hoa xuống mắt gã mang theo ý cảnh cáo chị thẩm qua đây nếu không hai con chó kia sẽ nhào về phía chị đấy ác độc quá thẩm thung nhạn níu lấy hứa huệ chanh dáng vẻ yếu ớt như vừa bị cú sốc thật mạnh tuy rằng trước đến nay tôi chưa từng coi nam phụ tiên sinh là chống trở về cuối cùng nhưng tốt xấu gì thì tôi cũng là vợ chưa cưới của anh ta anh ta vì muốn căm ô hút lại tổn thương tôi như thế này trời xanh hãy thương xót con tại sao một người lương thiện như con lại gặp phải tiểu tam là cúng chứ? Phượng hữu ném đóa hoa kia xuống, ánh mắt của gã khóa chặt trên gương mặt thẩm thung nhạn. Một hồi sau, gã ra hiệu cho thuộc hà thả chó. Vì nhận được mệnh lệnh của huấn luyện viên, hai con chó đã trong trạng thái hết sức hăng tiết, vòng cổ vừa được nới lỏng, chúng nó liền lao nhanh đến. Thẩm thung nhạn hoảng sợ hét to một tiếng, rồi đẩy mạnh hứa huệ chanh một cái, sau đó ném túi sách của mình về phía hai con chó, vắt chân lên chạy. Hứa huệ chanh bất thình lình bị đẩy một cái liền lảo đảo lùi về sau mấy bước té nhào vào trong bụi hoa. Thẩm thung nhạn cứ chạy rồi chạy, chợt nghĩ đến thứ gì đó, cô nàng dừng chân lại. Cô nàng cầm chậu hoa nhỏ ở bên cạnh lên, ném về phía hai con chó, chó hư. Dám ăn hiếp một đại mỹ nữ như ta. Hai con chó bị chọc giận, chạy lồng lên về phía cô nàng. Cô nàng xách váy lên, tiếp tục chạy trốn, miệng không ngừng kêu thét, á á á, đáng sợ quá. Hứa Huệ chanh bò dậy khỏi đám hoa và bùn đất, nhìn thấy thẩm thung nhạn và hai con chó chạy vòng quanh vườn hoa. Thần kỳ là, thẩm thung nhạn luôn luôn duy trì khoảng cách hai ba mét với lũ chó hứa huệ chanh hoảng sợ chưa thôi cũng chạy qua muốn giúp thẩm thung nhạn đột nhiên thẩm thung nhạn phốc một cái leo tót lên trên một cây lớn động tác đó vừa mau lẹ lại linh hoạt hai con chó bám dưới gốc cây sổ vang phượng hữu ở một bên nhưng không ngăn cản gã còn ngồi xuống ghế hoa vắt chân thông dong thưởng thức màn kịch này cho đến khi thẩm thung nhạn ngồi lên cành cây ông lấy thân cây gào khóc trời ơi thật đáng sợ quá gã mới ra hiệu cho huấn luyện viên cho mấy con chó chuyển mục tiêu mới sang hứa huệ chanh hứa huệ chanh nhìn thấy thẩm thung nhạn đã an toàn bèn bắt đầu tự mình chạy thoát thân cô gần như chẳng dây nào dám lơi lỏng chỉ biết chạy thế nhưng tốc độ của cô lại không thể nào bằng mấy con chó giống sói được vào khoảnh khắc cô sắp sửa bị hai con chó đuổi kịp trong không khí xẹt qua một tia sáng bạc có một ngọn xích quất thật mạnh vào lưng con chó không biết từ lúc nào thẩm thung nhạn đã leo xuống cây Lúc trước trên eo cô nàng có đeo một sợi dây xích dài màu bạc lấp lánh, mà lúc này đây, sợi xích bạc kia đang ở trong tay cô nàng. Cô nàng ném nguyên sợi xích về phía con chó. Con chó nhảy dựng lên muốn đớp thẩm thung nhạn. Thẩm thung nhạn lại hoảng hốt hét lớn, đáng sợ quá. Chó hư hiếp đáp đại mỹ nhân kia. Sau đó cô thuận tay nhấc chậu hoa ở bên cạnh, trái một chậu phải một chậu ném về phía hai con chó, cứ như luyện thái cực quyền vậy. Phượng Hữu vốn vẫn còn treo lấy nụ cười nhìn cô nàng biểu diễn, thậm chí gã còn cho huấn luyện viên chó ra ngoài gã muốn một mình xem kịch. Thế nhưng đột nhiên một cuộc gọi đến, khiến cho trái tim gã nhất thời triểu xuống. Cũng đồng thời, nơi xa có tiếng mô tơ xe hơi truyền đến, kèm theo còn có những thứ âm thanh hỗn tạp khác nữa. Chiếc xe đó càng lúc càng tiến lại gần, càng lúc càng gần. Chiếc xe đâm nát hàng rào bảo vệ bên ngoài vườn hoa, trên đường lao như tên dẹp bay hết tất cả chướng ngại vật, cuối cùng chiếc xe ngoặt một vòng cua lớn, trực tiếp hút bay một con chó không kịp né tránh. Chiếc xe thắng gấp ở ngay bên cạnh Hứa Huệ Chanh. Cửa xe mở ra, trung Định chậm rãi bước xuống, thật mệt chết tôi rồi thẩm thung nhãn ném chậu hoa cuối cùng lên đầu con chó sau đó lau mồ hôi lớn tiếng nói tình yêu của cựu hôn phu tiên sinh đối với em có thiên địa chứng giám nhật nguyệt tỏ rõ em biết mà anh nhất định sẽ đến cứu em hứa huệ chanh ngã ngồi ở một bên ban nãy trong lúc hỗn loạn cô dốc sức kiềm chế cơn sợ hãi của mình mà này khi thấy người đàn ông này rốt cuộc cô cũng có thể thở vào nhẹ nhõm trung định không quay đầu lại nhìn cô trong mắt hắn không một tia sáng chỉ có khói mù đen kịt hắn nhìn thẳng về phía phượng hữu Phượng Hữu để lộ ra nụ cười thanh xuân nhãn hiệu của mình, anh chung định sao cũng đến rồi vậy, là chị thẩm báo cho anh biết à. Thẩm thung nhạn lại chen vào một câu, đây là tâm linh tương ứng của cựu hôn phu tiên sinh với tôi đó. Hứa Huệ Chanh im lặng, cô nhìn vào bóng lưng của Trung Định, đó là sức mạnh dẹp bỏ hết toàn bộ bất an trong cô. Tiểu Sơn Trà, em đi trước đi. Giọng nói của Trung Định rất trầm thấp. Được. Cô nghe ra hắn đang kiềm chế, không hỏi gì cả. Ôi ôi ôi, nơi này đáng sợ quá. Thẩm Thung nhạn chạy đến bên cạnh Hứa Huệ Chanh, kêu là: Tôi cũng muốn đi. Chung Định vẫn nhìn thẳng về phía Phượng Hữu, cô ta sẽ đưa em đi. Hắn không nói rõ cô ta trong câu là ai, thế nhưng Hứa Huệ Chanh lại biết rõ, hắn đang nói chuyện với cô. Thẩm Thung nhạn nhặt lại chiếc túi sách của mình, sau đó đi về phía xe của Chung Định, mở cửa xe ở vị trí lái ra. Hứa Huệ Chanh đi theo sau. Vào lúc sắp bước lên xe, cô liếc nhìn Chung Định một cái, tự nói với mình: Chung Tiên Sinh, em ở nhà đợi anh. Tôi đã muốn lái thử chiếc xe này từ lâu rồi, hôm nay thật là cơ hội lớn. Thẩm thung nhặn nổ máy, rất đắc ý, cô nàng lấy máy chụp hình kỹ thuật số ra, quay đầu lại nói với hứa Huệ Chanh, cựu tình địch tiểu thư, nhanh chụp cho tôi một tấm, tôi phải đem khoe với đám bạn nữa. Hứa Huệ Chanh ngẩn người một hồi, sau đó gật gật đầu. Thẩm thung nhặn tạo dáng tư thế cầm lái xong còn không quên nhắc nhở, chụp một nửa cái hiệu xe trên vô lăng là được rồi, không cần phải quá trực tiếp đâu. Tôi là quý tộc hào môn có kỹ năng khoe giàu riêng biệt đấy, ưa chuộng kiểu khoe trong lúc vô ý hứa huệ chanh lại gật đầu ấn nút chụp hình thẩm thung nhạn liếc nhìn tấm hình một cái rất hài lòng tướng mạo xinh đẹp ấy thật sự là chụp thế nào cũng đẹp hết nói xong cô nàng đạp chân ga vô lăng xoay hai vòng thật nhanh chiếc xe dọc theo con đường vừa tiến vào ban nảy giờ gào rít phóng đi chúng định đợi khi xe chạy xa rồi mới chậm rãi đi về phía phượng hữu phượng hữu thu lại thần sắc thanh xuân dạt vào ban nảy đã tiêu tan không tung tích thì ra anh trung định và chị thẩm kết đồng minh tao thích kết đồng minh với cô ta à chung định coi thường. Giao tình của hắn và thẩm thung nhạn không sâu, thế nhưng, hắn chắc chắn là cô nàng sẽ không làm hại hứa Huệ Chanh. Bởi vì, dựa trên bản chất nào đó mà nói, thẩm thung nhạn và hắn là cùng một loại người. Phượng Hữu không nói rõ được bây giờ có tâm trạng thế nào với thẩm thung nhạn, vậy thì anh và chị ta có cùng chung một mục đích rồi. Mà cái mục đích chung này, chính là gã. Ân oán của mày và cô ta, tao không muốn biết. Trung định khởi động cổ tay, lạnh lẽo nói, ai đụng đến người phụ nữ của tao, thì người đó chuẩn bị mà chết đi. Sau khi vừa khôi phục lại sau cơn kinh hoàng, Hứa Huệ Chanh liền sờ vào túi sau của quần dinh. Ban nãy ở bệnh viện, cô đã tiện tay nhét tờ phiếu hẹn kiểm tra vào nơi đó. Túi sách của cô không biết đã bị Phượng Hữu nén đi nơi nào rồi, bây giờ trên dưới toàn thân, chỉ còn lại mấy tờ giấy đó. Cô mở ra xem. Thẩm thung nhạn liếc nhìn thấy mấy chữ lớn tên bệnh viện, cựu tình địch tiểu thư bị bệnh gì à? Còn có thể cứu không? Hứa Huệ Chanh cười vài tiếng. Còn chưa biết. Hoa ha ha ha. Có thể sống hết năm nay không? thẩm thung nhàn cười rất điên cuồng cho nên nói đừng bao giờ đi làm tiểu tam không phải không bị báo ứng chỉ là chưa đến lúc thôi nghe câu này hứa huệ chanh lại không hề tức giận cô biết là lúc ở trong vườn hoa là thẩm thung nhàn đã cứu cô hơn nữa lời thẩm thung nhàn nói trước giờ đều nửa thật nửa giả lời nào cũng gọi cô là tình địch tiểu tam nhưng lại chưa từng làm khó dễ cô cô trả lời hy vọng không phải là bệnh thật thẩm thung nhàn hiếu kỳ ánh mắt lại dời đến tờ phiếu kia khi nhìn thấy trên đó đột nhiên có chữ buồn trứng À, có phải là bệnh nan y không? Còn chưa kiểm tra, hứa Huệ Chanh gấp tờ phiếu lại, nhìn ra cảnh cây cối bên ngoài cửa xe, cô đột nhiên nói, tôi muốn sinh một đứa con. Thần sắc của thẩm thung nhạn đột nhiên thay đổi, đó là vẻ mặt không giống với vẻ khoa trương từ trước đến nay, nhưng chớp mắt một cái, cô nàng đã lại diễn rồi, cựu hôn phu tiên sinh sẽ không thích con nít đâu, anh ta là một tên đàn ông cặn bã tàn khốc vô tình. Tôi nghĩ, anh ấy sẽ thích. Hưng hưng. Thẩm thung nhạn hất đầu, tôi có lòng tốt mới khuyên nhủ Là tôi sinh ra, anh ấy sẽ thích Đây là suy nghĩ thật lòng của hứa Huệ Chanh Cũng là tự tin mà Trung Định đã cho cô Đầu năm nay, Tiểu Tam Thành chính thức cứ thích đi sát muối vào vết thương của Nguyên Phối Nếu như không phải đang lái xe, Thẩm Thung Nhàn chắc chắn đã bưng mặt khóc rồi Cứ nói chuyện như thế, hai người họ đã nhanh chóng đến cổng tiểu khu Thẩm Thung Nhàn vội kêu hứa Huệ Chanh xuống xe Về nhà nhanh đi, tôi muốn lái chiếc xe này đi hóng gió Nhưng đây là xe của Trung Tiên Sinh mà Hóng gió xong tôi trả lại cho anh ta, tôi làm gì phải hiếm là chiếc xe nát này chứ phút chốc cô nàng nghĩ ra gì đó liền vương nửa người ra khỏi xe hỏi hứa huệ chanh cựu tình địch tiểu thư thái sửu có phải là rất xấu không hứa huệ chanh phải mất hai giây mới phản ứng được thái sửu là ai sau đó gật đầu tôi cũng cảm thấy là quá xấu thẩm thung nhạn hơi nghiêm mặt giọng nói trầm xuống nhưng tôi nghĩ nếu như con của tôi sau này không có cha yêu thương cũng rất thảm hứa huệ chanh sững người trời xanh ơi người đẹp mà lòng cũng tốt như con nên làm thế nào mới tốt đây dừng lại ba giây, cô nàng phục hồi thần thái, cựu tình địch tiểu thư, tôi đi hóng gió đây. Cô nhanh xuống xe đi. Đợi khi hứa huệ chanh xuống xe rồi, thẩm thung nhạn đóng cửa xe lại, đạp chân ga, hùng hổ phóng đi. Hứa huệ chanh nhìn chiếc xe đi xa, thật sự là không cách nào liên tưởng được người đàn ông có vết đau với thẩm thung nhạn là một cặp. Nhưng mà, chuyện của người khác, thì cũng là của bản thân người ta thôi. Giống như là cô và Trung Định vậy, trong mắt đa số mọi người, cũng là một tổ hợp không thể nào tưởng tượng nổi. Trung Định và Phượng Hữu là học sinh của cùng một vị huấn luyện viên. Kiều Diên do thân thể nhiều bệnh, thường hay vắng học. Phượng Hữu không thích nhìn thấy đôi anh em sinh đôi này, nên cũng không mấy xuất hiện. Nhưng thân thủ của Trung Định, đám người cùng thế hệ đều biết rõ, là cực kỳ tàn độc. Sau khi Kiều Diên về nước, Trung Định cũng dần dần bỏ phí các buổi học, suốt ngày ở ngoài chơi bời lêu lỏng, chính thức trở thành hạng ăn chơi trác táng. Mọi người không còn nhìn thấy hắn ra tay nữa. Ngay trước Phượng Hữu xem thường Trung Định, không lâu trước đó gã đã biết. Trung Định thật ra là một con sói. Hơn nữa, bây giờ Trung Lão Thái Gia hình như cũng bắt đầu yêu thích Trung Định, thường xuyên lẩm bẩm, nếu như năm đó A Diện có được khí phách của Trung Định, cái gì đó. Ông ta giống như đang hối hận lúc trước không để ý đến Trung Định vậy. Phượng Hữu thích quyền lực, thích tiền bạc. Trung Lão Thái Gia cũng vậy. Hai ông cháu này, lúc trước xem ra rất hòa hợp, thật ra thì cũng là đối thủ của nhau. Cho nên lúc Phượng Hữu bộc lộ hoàn toàn giả tâm của mình trước mặt Trung Lão Thái Gia, quan hệ của hai người họ liền không còn hòa bình như trước nữa. Áp lực bên phía chung lão thái gia thì cũng thôi đi. Phượng Hữu vốn trong mong có thể mưu lợi nhờ cuộc liên hôn của hai nhà chung thẩm, thế nhưng, đã qua mấy tháng rồi, hôn lễ của gã và thẩm thung nhạn cứ bị trì hoãn. Hơn nữa, cô nàng còn liên tiếp hãm hại gã. Nếu như trước kia, thẩm thung nhạn có chết trước mặt Phượng Hữu thì gã cũng không chớp mắt lấy một cái. Thế nhưng bây giờ, gã lại có lòng trắc ẩn với cô nàng. Cân bực bội cực độ trong lòng Phượng Hữu mong muốn được phát tiết, mà hứa Huệ Chanh đã trùng hợp như thế, xuất hiện trước mặt gã gã thật sự muốn hủy hoại cô, bởi vì đó là người mà Chung Định quan tâm. Cũng như thế, cuối cùng vào ngày hôm nay, Phượng Hữu đã được gặp một Chung Định chưa từng nhìn thấy qua. Tốt xấu gì mày cũng kêu tao một tiếng anh, tao sẽ cho mày được toàn thay, thế nào? Chung Định đang cười, đôi mắt công lên rất đẹp trai, tay trái của hắn bị một chiếc áo đen bọc lại, hơi gồ lên. Được tôn lên bởi hai vết dao, gương mặt của Phượng Hữu càng thêm đáng sợ, chuyện đừng có nói trước vậy chứ, anh Chung Định. Nghe nói trò súng ống mày chơi rất giỏi. Trung Định cởi bỏ hai nút trên áo sơ mi, sau đó tay trái kéo chiếc áo đen ra, đôi con người bị sương giá che phủ, hôm nay tao sẽ cho mày được thấy cái gì gọi là chơi còn giỏi hơn cả mày. Khi nãy Phượng Hữu hoàn toàn không dự liệu tới Trung Định sẽ đến nhanh như thế này, cho nên vẫn chưa chuẩn bị gì. Nhìn thấy Trung Định muốn làm thật, gã liền nhanh chóng nhảy phốc một cái, lăn về phía bụi hoa bên cạnh. Trung Định rất bình tĩnh, chậm chậm lắp thiết bị giảm thanh vào. Lúc bóng người của Phượng Hữu vọt qua, Trung Định lấy cò súng. Một người mang súng một người Tây không? Thắng bại đã rõ. Nhất là khi sát ý của Trung Định đã sụt sôi cuồng trào. Chẳng bao lâu sau, Phượng Hữu đã bị máu nhụm lên, phạm vi màu đỏ của máu càng lúc càng rộng, đã làm bẩn hết phân nửa chiếc áo của gã. Gã rịch lấy vết thương của mình, đột nhiên cười lên. Chuyện ngày hôm nay, kẻ bắn tin chắc hẳn là thẩm thung nhạn. Cô đã làm hỏng chuyện của gã không chỉ một lần. Từ sau khi gã giết chết đứa con của cô, thẩm thung nhạn men theo con đường khi nãy Trung Định đã chạy để quay về. Sau khi dừng xe, cô im lặng nhìn vũng máu lớn tràn ra từ trong bụi cỏ chung đình đứng ở phía trước vung vẫy cây súng đồ nghịch nhìn thấy cô lần lửa không xuống xe hắn liếc mắt về phía cô thẩm thung nhạn cười cô mở cửa xe nhảy xuống cựu hôn phu tiên sinh chúng ta không thể làm vợ chồng hòa hợp thật sự là một chuyện quá đáng tiếc cô muốn đến nhặt xác cho nó hả hắn cười âm trầm anh và tôi thật không đủ ăn ý cô lắc lắc ngón tay rõ tôi là đến để bồi thêm nhát dao cuối cùng kỹ thuật dùng dao của thẩm đại tiểu thư tôi không rảnh thưởng thức. Chung định nhặt chiếc áo đen lên, gói lại. Hắn đi về phía xe. Lúc lướt qua vai cô, đột nhiên hắn tùy tiện nói, hy vọng một nhát dao này của cô có thể nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Cô mím môi cười, như anh mong muốn. Sau cùng Chung định liếc nhìn Phượng Hữu một cái, rồi lên xe rời khỏi. Thẩm thung nhạc chậm chậm đi lên trước. Tắm mắt của Phượng Hữu có hơi mơ hồ, nhưng vẫn luôn nhìn về phía cô nàng. Cô nàng đi tới trước mặt gã, khoanh gối ngồi xuống, hi, nam phụ tiên sinh vẫn còn sống chứ. Giọng nói của cô nàng tỏ ra thật hồn nhiên vô tội Gã không trả lời Sao mà anh đần thế Cô ấn vào vết thương trên vai trái của Phượng Hữu Nhìn thấy gã đau đến co giật Sắc mặt tái nhật Cô cười Anh hại cựu tình địch tiểu thư Thế là tự đào hố cho mình rồi Nếu như muốn giết Mục tiêu phải là cựu hôn phu tiên sinh chứ Anh ta mà chết rồi thì cựu tình địch tiểu thư cũng chẳng cách nào báo thù Nhưng nếu cựu hôn phu tiên sinh mà sống Thì lúc nào cũng có thể trả thù xã hội cả Phượng Hữu nghe thấy cô ta vo ve bên tai gã, thần trí của gã đang chống chọi với cơn đau đớn. Cho nên nói, tôi ăn cơm trắng nhiều hơn anh 45 ngày, ưu thế của trí thông minh cũng thể hiện ra hết. Cô nhìn thấy gã tú mồ hôi lạnh, tay càng chọc vào vết thương của gã, Nam phụ tiên sinh, đau không? Phượng hữu cắn chặt răng. Thẩm thung nhàn tiếng sát gã, tiếng nói trở nên nhỏ đến không thể nào nghe được, lúc đứa bé ra đi, cũng đau như thế đó. Ánh mắt của gã trở nên mơ hồ. Nam phụ tiên sinh. Cô xoa mặt gã, trong mắt lóe lên một tia sáng nhạt, anh xuống điện ngục đi. Phượng Hữu mất tích. Chung gia triển khai phương thức tìm kiếm trải thảm, nhưng vẫn bạc vô âm tính. Mọi người không khỏi dồn hết nghi ngờ lên đầu Chung Định. Lúc Chung phụ tìm đến Chung Định, Chung Định rất vô tội, tôi chẳng biết gì cả. Chung phụ tức đến thở hồng hộc, lời lẽ của mắng lộn xộn cả lên. Chung Định khinh miệt cười phì một tiếng, sau đó chẳng nể nang mặt mũi gì, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này hắn có phần hả hê trên nỗi đau của người khác, Phượng Hữu lại dám đi chọc một kẻ tâm thần, quả thật là tự tạo nghiệp, không thể sống bởi vì phượng hữu không rõ tung tích sự ám ảnh của chung lão thái gia về chung định lại trỗi dậy mãnh liệt không chỉ như thế ngay cả chung mẫu cũng bắt đầu nhìn chung định với ánh mắt khác nhưng mà chung định lại không tiếp nhận sự kỳ vọng này cái gì mà ông nội cha mẹ chứ những người đó đã sớm sanh mộ trong lòng hắn rồi hắn quyết định đời này sẽ không về lại chung thì nữa ngay cả bên cô cả hắn cũng bắt đầu từ chối trước đó không lâu chung định có hỏi hứa huệ chanh bản thân có còn phân liệt nữa hay không Cô lắc đầu, lần cuối cùng em gặp Kiều Diên là hồi trước Tết. Như vậy tính ra, thì cũng đã gần nửa năm trời rồi. Trung định phân tích, có lẽ bản thân hắn chỉ là muốn tạo ra một Kiều Diên thật sự hoàn hảo, cho nên chỉ kéo dài phần dịu dàng của Kiều Diên trong cuốn nhật ký, và vứt bỏ đi một Kiều Diên đích thực. Bất luận là lý do gì, sự thật chính là, từ sau khi Trung định có được tiểu sơn trà, thì hắn đã thoát khỏi bóng ma mà em trai hắn tạo ra rồi. Bao gồm cả kiểu tình thân, yêu ai yêu cả đường đi của cô cả, hắn cũng không tiếp tục thỏa hiệp nữa công ty dưới tiếng của sách Lan Câu, danh tiếng càng ngày càng lan rộng. Có vài công ty về điện tử đã trực tiếp muốn ông chủ lên dự án. Ông chủ lười để ý đến. Sau buổi đi ăn chung, quan hệ của Hứa Huệ Chanh cùng đồng nghiệp ngày càng hòa hợp. Tiểu La còn hẹn cô Tan Ca đi dạo phố. Hứa Huệ Chanh trưng cầu sự tán thành của Trung Định, sau đó đồng ý. Nơi đi dạo là khu vực gần hội sở. Cô đứng ở đầu đường, xa xa nhìn về nơi đã từng là chốn địa ngục, trong lòng thư thái không ít, Cô đã gặp được vận may lớn nhất đời mình rồi, cho nên những đau thương trước kia cũng đã phai mờ dần. Ngày 7 tháng 7 dương lịch là sinh nhật của Hứa Huệ Chanh. Cũng vào ngày đó, cuối cùng cô cũng biết, vị nam thần khí chất cao ngạo, tướng mạo thuộc hàng tuyển của công ty là người cô yêu thương. Buổi sáng, không biết Tiểu La làm sao biết được một tin đồn, chợt rất kích động, uống hết nửa ly nước, sau đó cô nàng bắt tay làm loa, kề bên miệng, nghe nói ông chủ sắp đến bộ phận quản lý đó. Cơ hội một đi không trở lại đâu nói xong, cô nàng vội vàng xông vào phòng vệ sinh túc tác lại mặt mũi. Sau đó, lục tục mấy cô đồng nghiệp đều theo vào. Hứa Huệ Chanh buồn bực. Chung Định cũng ở trong công ty, làm sao mà chẳng thấy ai hâm mộ hắn vậy? Tuy rằng sự nghiệp của hắn không thăng tiến được như Trần Hành Quy, nhưng với cái gương mặt đó, thế nào thì cũng nên có một hai người thầm mến mới đúng chứ. Cô có chút quan ức cho hắn. Hứa Huệ Chanh không hề hùa theo cái, nghi thức, nhiệt liệt chào đón ông chủ kia, cô vẫn ở trong căn phòng làm việc nhỏ dành riêng cho mình, tiếp tục công việc cô dự tính một chút nữa khi trần hành quy đến cô sẽ ra ngoài lễ phép chào hỏi một chút dù sao thì cô cũng không muốn tỏ ra quá thân thiết với ông chủ trước mặt đồng nghiệp kết quả trần hành quy không xuất hiện người đến giống y chang như được miêu tả khí chất cao ngạo tướng mạo thuộc hàng tuyển hứa huệ chanh nhìn mắt cũng không chớp một cái phòng làm việc lớn như vậy chung định chẳng nhìn đến ai chỉ nhìn về phía cô nhìn bộ dáng ngốc ngốc ngẩn ngơ của cô hắn cười nụ cười này ý tứ sâu xa khoảnh khắc này, gần như tất cả ánh mắt đều tập trung về phía hứa Huệ Chanh. Tiểu la lại càng là ngay cả miệng cũng há thành hình chữ O. Trung định cười như thế xong liền đi mất. Tiểu Chanh tử. Tiểu la kinh ngạc kêu lên, ông chủ cười với chị kia. Trong phút chốc, hứa Huệ Chanh chẳng biết nên phản ứng thế nào. Khi bạn trai của mình trở thành bạch mã hoàng tử của toàn công ty, cảm giác đó thật ra không được tốt lắm. Cô rầu Rĩ trở về phòng làm việc, rầu rỉ gửi tin nhắn cho Trung Định, Trung Tiên sinh, anh lừa em. Chung Định trả lời rất nhanh, Ai kêu em ngốc chứ? Cô nghĩ nghĩ, sao mà mình dễ lừa như thế này chứ? Rõ ràng là có rất nhiều manh mối mà, ai dám ngày ngày đều đi trễ, ai dám hôm nào cũng về sớm, hơn nữa chung định lại chẳng có tí áp lực gì về vấn đề kinh tế, cứ như là làm việc hay không thì cũng giống nhau vậy. Thế mà cô vẫn mãi luôn tưởng rằng hắn không làm việc đàng hoàng cơ. Sau đó Trung Định gọi điện đến chọc cô. Cô vẫn rầu rĩ. Hứa Huệ Chanh gần như chưa từng phát cáu với Trung Định. Thường ngày hắn lạnh nhạt cũng tốt, Đọc miệng cũng thôi, cô đều có thể giữ được nụ cười trên môi Thế nhưng, cho dù cô có thật sự nổi giận Thì cũng không làm ầm ĩ, chỉ không hé răng lên tiếng mà thôi Giống như sự im lặng trong lúc này vậy Trung định là người không biết nói lời ngon tiếng ngọt Thế nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của cô Hắn vẫn xuống nước, dỗ vài câu, tiểu sơn trà, anh sai rồi Giọng nói thuần chất như rượu ngon vậy Nghe hắn nói, cơn phiền muộn cũng tan mất Ở trước mặt hắn, cô không chút khí thế như thế này đây Bữa tiệc tối hôm sinh nhật, hứa huệ chanh vốn muốn mời hứa thất trúc đến cùng chung vui nhưng chung định không chịu chung định bao một gian phòng trong nhà hàng xoay ở nơi ngắm cảnh cao nhất của thành phố hứa huệ chanh cảm thấy việc này quá mức xa xỉ bày ra thái độ của cô vợ nội tướng nhỏ chung tiên sinh anh như vậy tiêu tiền lãng phí quá hắn không chấp nhận một đời cũng chỉ có một lần này đáng trong nhà hàng không có hoa hồng đỏ thắm cũng không phải là bầu không khí lãng mạn chung định chỉ tặng cho cô một chiếc hộp bé trên hộp kẹp một tấm thiếp nhỏ mở hộp ra bên trong có đặt một chiếc nhẫn không phải là mặt kim cương to bự chỉ đơn giản mộc mạc ánh sáng rực rỡ phát ra lại làm hứa huệ chanh chói cả mắt khiến cho cô cảm thấy không thực chung tiên sinh nghe ba chữ chung tiên sinh này vô cùng xa cách thế nhưng khi phối hợp với ba chữ khác lại mang đến một cảm giác rất khác biệt chung phu nhân sinh nhật vui vẻ khoảnh khắc này hứa huệ chanh khóc rồi nước mắt cô rớt xuống tấm thiệp nhỏ kia thấm ướt dòng chữ chung định đã viết tiêu đét do us Park tôi có một ông nội đại soái ca và một bà nội tiểu mỹ nhân lúc nhỏ mỗi lần đi chơi tôi sợ gặp phải ông nội nhất bởi vì ông nội chẳng mấy khi cười thế nhưng một khi bà nội xuất hiện thì tôi liền vui vẻ tôi thích bà nội cơm bà nội nấu rất ngon hơn nữa bà nội cực kỳ giỏi làm các món ngọt và bánh bông lan hình dáng đa dạng mỗi lần đều khiến tôi rất ngạc nhiên thích thú bà nội còn kể chuyện cho tôi nghe kết cục của những nam nữ nhân vật chính đó đều rất hạnh phúc tôi thích lắm trong nhà ông nội có một vườn hoa lớn trong vườn hoa lớn có một xích đu bự khi đến nhà ông nội tôi đều phải đi chơi xích đu khi đu chiếc váy nhỏ xinh của tôi cũng phập phồng theo cùng khi đu đến mức cao nhất tôi cảm thấy mình như đang bay lên vậy tôi tưởng xích đu này là để cho tôi chơi cơ nhưng có một ngày lúc ba dẫn tôi đến nhà ông nội cách hàng rào tôi nhìn thấy ông nội và bà nội cùng nhau ngồi trên xích đu ông bà chơi xích đu chẳng lên cao được như tôi chỉ chầm chậm tới lui tới lui bà nội lột vỏ một viên kẹo sau đó nhét vào miệng ông nội viên kẹo đó chắc chắn là ngọt lắm bởi vì mắt ông nội cười đến cong hết cả lên giống y chang như mắt tôi vậy tôi rất ngưỡng mộ ông bà không cần phải đi học mỗi ngày cứ chơi đùa như thế trông thật là hạnh phúc thật là vui vẻ sau khi đi học tôi thấy rất không quen ngày nào cũng làm ầm ĩ cuối tuần tôi còn mẹ nheo đòi mẹ dẫn ra ngoài chơi nữa cho nên số lần đến nhà ông nội cũng ít dần ông nội rất lạnh nhạt bà nội thì dễ gần còn tôi vẫn rất sợ ông nội sau này tôi biết được ba cũng rất sợ ông nội nghe mẹ nói lúc trước ông nội không quan tâm đến ba lắm lúc bà nội mang thai cô út ba quá nghịch ngợm đụng phải bà nội kết quả là hại bà nội bị té lộn mèo bởi vì chuyện đó ông nội nổi trận lôi đình một phát đá ba văng xa mấy mét mẹ nói suýt chút thì ba thật sự mất mạng may nhờ có bà nội cầu xin nếu không thì tôi cũng không thể ra đời được rồi nghe xong chuyện này tôi càng thêm sợ ông Lúc tôi không nghe lời, mẹ thường mang ông nội ra để dọa tôi, thế là tôi liền ngoan ngoãn. Sau này có một ngày, tôi đột nhiên cảm thấy, ông nội đối xử với tôi hơi chút không còn lạnh nhạt như trước kia nữa. Tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy chắc là do tôi thi được điểm 10, cho nên ông vui. Đến khi lớn khôn rất lâu sau này, tôi mới biết được, đó là do sau khi tôi thay răng, có mọc một chiếc răng khỉnh. Chiếc răng đó rất giống với chiếc răng khỉnh nhỏ của bà nội. Lúc lên trung học, tình cảm của tôi chấm nở, trong lúc tình cờ, tôi gặp được cháu trai ngoại của bà Thẩm cậu ấy thanh tú tao nhã cực kỳ hút mắt mới lần đầu gặp lòng tôi đã bắt đầu nhung nhớ bèn tìm cớ liên tiếp đến nhà ông nội muốn tạo ra càng nhiều lần vô tình gặp mặt nhưng mà cậu ấy không đến nữa lần thứ hai gặp cậu ấy là trong tiệc sinh nhật của bà nội bạn bè của bà nội không nhiều bà thẩm coi như là một trong số đó nghe nói lúc ông bà nội kết hôn không hề gửi thiệp mời đến bà thẩm bởi vì lúc đó bà đang mất tích thế nhưng vào hôm tổ chức hôn lễ bà thẩm không mời mà đến còn là đến với thân phận là bạn của cô dâu, gửi bao lì xì rất lớn nữa. Tôi cảm thấy, đây chính là tình bạn. Bà Thẩm là một người kỳ lạ. Đến giờ tôi cũng không biết bà rốt cuộc như thế nào, nghe nói bà và ông chú Phượng dây dưa với nhau cả nửa đời, mãi không kết hôn. Bà Thẩm nhìn thấy tôi liền cười, lớn lên lại là một mỹ nhân nhỉ. Đáng tiếc là vẫn không hơn được Thái Mỹ. Tôi hoàn toàn trợn tròn mắt. Cháu ngoại trai của bà Thẩm thật sự rất tuấn tú, tôi cứ chăm chú ngắm nhìn, tim nảy bùng bục bùng bục có lẽ là do tôi không biết ruột trè tâm tư thiếu nữ này trong hai lần gặp gỡ ngắn mũi đã bị nhìn thấu bà nội tìm cơ hội nói chuyện với tôi rằng cháu ngoại của bà thẩm cùng tôi có quan hệ máu mủ tôi không tin nghe nói con gái của bà thẩm không rõ cha là ai hơn nữa tướng mạo đó trông cũng đâu giống ông chú phượng đâu thế nhưng bà nội cười cũng không giải thích thêm gì nữa sau hôm đó một năm trời sau tôi mới gặp lại mối tình đầu kia nhưng lúc này tôi đã biết được rằng cậu ấy thật sự có quan hệ máu mủ với tôi Tôi nói ấy, ông chú Phượng sao lại cam tâm tình nguyện đi nuôi con gái cho người khác chứ? Nói về ông chú Phượng, tôi chỉ gặp qua vài lần. Ông nội cực kỳ ghét ông ấy, cho nên thường thường chỉ có bà thẩm đến chơi với bà nội. Ông nội cũng không thích bà thẩm lắm. Tôi nghi ngờ, ngoại trừ bà nội, cô Út và đứa cháu có chiếc răng khỉnh là tôi, chắc ông nội nhìn ai cũng thấy ghét quá. Nhưng mà bà nội nói, ông nội là người ngoài lạnh trong nóng còn tôi thì có dịp nhìn thấy lúc ông nội ném tia mắt sắc như dao cạo về phía bà nội, lúc đó tôi sợ đến chẳng dám nhìn ông. nhưng bà nội vẫn cười nói, Chung Tiên sinh, em nói anh nghe. anh không muốn nghe. ông nội lạnh như cục băng. bà nội chẳng chút sợ sệt, nói anh nghe này. sau đó bà bắt đầu tự nói chuyện. tôi không khỏi không phục dũng khí của bà. đổi lại là tôi, nếu như ông nội nói không muốn nghe, thì tôi nhất định là chẳng dám hé răng nói một chữ đâu. có một hôm, bạn cùng bàn lật tờ tạp chí giải trí tôi vô tình nhìn thấy tin đồn về ông nội. Tuy rằng ông nội đã quá 50, nhưng sức hấp dẫn vô hạn, mấy cô gái người trước tiếp bước người sau, nhiều không đến xuể. Dù sao cũng là có tiền mà. Trước kia rất lâu, tôi từng nhìn thấy tấm hình chụp chung của ông nội và một ngôi sao nữ. Ông nội gây áp lực với giới truyền thông, sau đó thì không thấy tin tức gì liên quan nữa. Tôi hỏi bạn cùng bạn mượn tờ tạp chí, nhìn cho rõ tấm hình mờ mờ kia. Quả thật là ông nội. Cô người mẫu này trẻ trung xinh đẹp, là kiểu mà bà nội còn lâu mới sánh bằng tôi nhớ lại mấy năm nay bà nội không ngừng nói ông nội tốt tôi có chút cảm thấy không đáng thay cho bà mấy ngày sau tôi cố ý để tờ tạp chí trước mặt bà nội bà nội nhìn thấy chỉ cười chuyện này hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến bà bà vẫn như cũ làm các món ăn ông yêu thích nói những lời ông thích nghe ông nội cũng chỉ cười vui vẻ khi ở bên bà cuối cùng tôi cũng biết sự tin tưởng của bà nội với ông nội đã đạt đến mức độ không thể lay chuyển rồi cũng không biết năm đó ông nội làm sao lừa được bà nội nữa Lúc vào cấp 3, việc học hành khá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian đi thăm ông bà. Đại học, tôi ra nước ngoài học ngành y, một năm chẳng về nhà được mấy lần. Cho đến khi tôi học hành thành tài trở về, mới qua nhà ông nội được thường xuyên hơn. Năm tháng dần trôi, ông bà nội dần già. Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên ở đời. Bà nội kiểm tra, phát hiện bị ung thư. Tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi đưa tờ báo cáo xét nghiệm cho ông nội, mắt ông tràn ra nỗi bi thương sâu sắc. Bà nội nằm viện tại bệnh viện nơi tôi làm việc cho nên tôi chăm sóc bà rất tiện. Bà nội vẫn mỗi ngày cười trong trẻo, kéo lấy tay ông nội, Chung Tiên sinh, em nói anh nghe. Ừm. Ông nội sẽ nhàn nhạt trả lời. Chúng tôi giấu giếm bệnh tình với bà. Thế nhưng bà dần dần hao mòn, chắc hẳn bà đã dự liệu được chuyện gì đó. Một ngày, lúc tôi tiêm thuốc cho bà, bà đột nhiên nói với tôi, đời này bà nội thật sự là hạnh phúc lắm rồi. Tôi gật đầu. Câu này lúc trước bà vẫn thường hay nói, rằng bà đã dùng hết toàn bộ bất hạnh của mình để đổi lấy tình yêu với ông nội. Gương mặt bà tràn nụ cười, mắt có ánh lệ, bà đã chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Chúng tôi dùng thuốc men tốt nhất để duy trì sinh mạng cho bà nội, nhưng càng ngày thì bà lại càng than đau đớn. Ngày lại ngày, ông nội càng thêm u ám, tính khí càng ngày càng nóng nảy. Bà nội vẫn không sợ ông, vẫn nói chuyện tùy hứng, em muốn về nhà, ở nơi này hôi quá. Hôi chết đi được. Ông nội thỏa hiệp, ngay ngày đó để bà xuất viện. Lúc về nhà, bà nội còn đang truyền dịch, tôi bèn đi theo xe để coi sóc. Bà nội kề vào gần người ông nội em có hơi lạnh Ông nội vội vàng ông lấy bà, nắm lấy bàn tay đầy lỗ kim tim của bà, khẽ khàng hỏi, vẫn lạnh à Bà nội lắc đầu, sau đó nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay ông nội, chung tiên sinh, em gầy đi rồi Ông nội đỡ lấy đầu bà, cho tựa vào ngực mình, thấp giọng nói, tiểu sơn trà mập uống nù Bà nội nghe thế, cười thành tiếng Bệnh của bà nội đã không thể nào khỏe lại nữa Bà tỏ ra rất thư thái, mỗi khi đến lúc hoàng hôn đều kêu ông nội đẩy xe lăn cùng bà đi tản bộ. Ông nội im lặng làm theo tôi không biết trong những ngày tháng sau cuối đó họ đã nói những chuyện gì đối diện trước cái chết loài người thật nhỏ bé sau này việc ăn uống bài tiết của bà nội đều chỉ có thể hoàn thành trên giường tôi vốn muốn giúp nhưng ông nội không cho ông đích thân thay những vật dơ sau đó tỉ mỉ giúp bà lau sạch sẽ lúc này bà nội sẽ cười bà an ủi ông chung tiên sinh đừng sợ em xuống đó sẽ đợi anh em nhất định sẽ đợi anh được hứa rồi nhé ông nội cẩn thận ngoéo tay với bà tôi cảm thấy tâm tình của bà nội rất tốt sau đó vào một buổi tối lúc tôi đi kiểm tra đầu kim tôi bắt gặp bà nội nhìn ông nội đang ngủ ở bên cạnh rồi lặng lẽ rơi nước mắt tôi tìm đến những ngôi chùa nổi tiếng nhất cầu nguyện cho bà sống lâu trăm tuổi cầu nguyện chung quy vẫn chỉ là cầu nguyện ngày biệt ly cuối cùng cũng đã đến bà nội gọi tất cả mọi người đến phòng của mình sau đó căn dặn từng người một bà lặp lại rất nhiều lần đời này ta hạnh phúc lắm cuối cùng chúng tôi đều rời khỏi phòng, để mình ông nội ở lại với bà. Ông nội không ăn không uống, ông lấy di thể của bà nội, ở trong phòng cả một ngày trời. Khi ra ngoài, ông nhàn nhạt dặn các cửa hàng đồ hiệu đưa các mẫu quần áo trong mùa đó đến. Ông chọn lựa từng món từng món một. Ông nội chải đầu cho bà nội, rồi thay cho bà bộ quần áo đẹp đẽ nhất. Khi nhân viên nhà tang lễ đến, ông nội vuốt ve má của bà nội, lâu thiệt lâu cũng không buông tay. Đến khi di thể của bà được khiêng ra khỏi phòng, ông đột nhiên đuổi ra theo, ép nhân viên nhà tang lễ bỏ xuống ông ông lấy bà thật chặt đôi vai run lên từng cơn từng cơn ông đấu lưng lại với chúng tôi cho nên tôi có thể nói cả đời này tôi cũng chưa từng nhìn thấy ông nội rơi nước mắt trong lòng của tôi ông mãi mãi là bậc trưởng bối mạnh mẽ oai hùng khiến cho tôi vô cùng sùng kính sau khi bà nội ra đi ông nội cũng già yếu theo thân thể tráng kiện trước kia của ông chỉ sau một đêm đã sụp đổ không bao lâu sau ông nội bị nhiễm phong hàn vốn chỉ là bệnh nhỏ không biết thế nào giống như trị không khỏi vậy cô út nói trời đất của ông nội sụp mất rồi. Ông nội vẫn bệnh chưa khỏi thì đã đi đến thành phố Z, sau khi trở về, ông lộ rõ vẻ nhẹ nhõm thư thái không ít. Chúng tôi tưởng rằng ông đã nghĩ thông. Nhưng cuối cùng ông vẫn ra đi. Sau khi bà nội mất được hai tháng, hưởng thọ 91 tuổi. Ai có thể ngờ, một cơn phong hàng nho nhỏ cũng có thể thành trí mạng. Di ngôn của ông nội chẳng bao câu. Hơn nữa, câu then chốt không phải việc phân chia di sản, mà là ông muốn được hợp tán với bà nội ở dưới ngọn núi của hang âm dương ông ra đi rất bình thản tôi nghĩ đó là bởi vì ông biết rằng chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ông sau này tôi thu dọn di vật của ông bà lật ra quyển album hình cưới của hai người nam thì khôi ngô nữ thì xinh đẹp trông giống như một đôi thần tiên quyến lữ vậy một năm sau do cơ duyên đưa đẩy tôi đến thành phố z lúc tôi đến bái tế ông bà nội trên đường đi ngang qua thôn xóm dưới núi nghe được một ông cụ già đang hát khi nghe kỹ càng lời hát có hai chữ âm dương Tôi hiếu kỳ đi lên hỏi vài câu. Ông cụ rất sảng khoái, được hỏi liền trả lời. Tôi cảm ơn xong, tiếp tục đi về nơi ông bà nội. Ông nội là người vô thần, nhưng ông lại tin truyền thuyết về hang âm dương. Nghĩ cũng có thể biết được, nỗi ám ảnh của ông về bà sâu nặng biết chừng nào, sau đến nỗi ông muốn đợi đời kiếp kiếp được cùng bà bầu bạn. Tôi đứng trước mộ phần của ông bà, cúi người thật thấp. Tôi đã từng nghe kể qua về ngọn núi này, câu chuyện đẹp đẽ của ông bà bắt đầu chính tại nơi đây mà nay họ đang an nghỉ trên chính nơi chốn tình yêu đã nảy nở. Nếu như hang âm dương thật sự thần linh, vậy thì tôi thành tâm cầu chúc cho ông bà mãi mãi hạnh phúc ân ái. Câu chuyện ngắn ngủi về ông bà nội đến đây là kết thúc. Ngoài ra, bà tôi tên là Trung Bất Ly, cô út tên là Hứa Bất Khí. Bất Ly, Bất Khí, không rời, không bỏ. Còn tôi, ông nội đặt tên, Trung Chanh. Hết chương 92. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.